Các vị không định nói lời nào à? Dương Hùng cười nhìn đám người, cuối cùng phá vỡ sự yên tĩnh của đám đông. Chúng ta sẽ bồi thường tổn thất cho Tửu Lầu. Mấy người già của tộc lớn đều lúng túng cười nói. Thiếu chủ bày ra cục diện rối rắm, còn bọn họ thì phải dọn, chân tướng rõ ràng, bọn họ không thể không theo. Đương nhiên là phải đền rồi, quy củ nói vậy mà. Dương Hùng cười nhạt, làm loạn ở địa bàn của ta, còn đánh vào mặt ta nữa, đền tiền là xong chắc. Ta đường đường là thành chủ, sau này còn phải làm việc chứ. Mở tiền lệ này, đến thành vong cổ đánh nhau, ta cũng khó chịu lắm chứ. Thành chủ xin hãy nói hướng giải quyết, chúng ta sẽ làm theo. Các lão già trong tộc đều cười nịnh, không theo mà được chắc. Có thấy không, quân đội đi vào thành rồi kia kìa. Dương Hùng không dọa ai, nói chuyện thương lượng còn tốt, nếu kẻ nào dám lèm bèm thì có bao nhiêu hốt hết, không ai được đi ra khỏi thành vong cổ hết. Người có lý lẽ thì việc gì phải sợ, chỗ dựa của mấy gia tộc thì to, chẳng lẽ chỗ dựa của Dương Hùng hắn không to à? So nền tảng với Long Triều Đại Hạ, bọn chúng còn chẳng là cái đếch gì. Vậy thì đến phủ thành chủ một chuyến thôi. Dương Hùng mỉm cười, lời nói tỏ vẻ uy nghiêm. Ngụ ý rõ ràng là, đến uống ly trà, tiện bàn chuyện bồi thường, tốt nhất là ngoan ngoãn chút. Tính khí của ông đây không tốt đâu, an phận thì tốt, còn lèm bèm thì hôm nay đừng hòng rời đi. Đây chính là cái bậc thang lão ta cho tộc lớn đi xuống. Quan hệ mà, không thể quá gay gắt được, đền tiền ấy mà, cứ nói âm thầm thôi. Mời thành chủ, các tộc cười nịnh. Không cần bọn họ nói, Dương Hùng đã dẫn đầu rời đi, uy thế bừng bừng. Những người còn lại thì lúng túng phải biết. Phàm là những kẻ tham gia ẩu đả, hoặc là nói, phàm là những kẻ đến yến hội, đều xếp thành đội, không dám làm trái. Vì quân đội đã đến, xếp thành hai hàng, đứng nghiêm chỉnh khắp hai bên đường, ý tứ rõ ràng, đi theo, tất cả đều phải đi theo, đừng có chạy, mà cũng không chạy được, thành chủ nói là đi uống trà thì phải đi uống trà. Cảnh tượng này cũng khá là thích mắt. Mấy con cháu tộc lớn có nam có nữ, ai cũng yên phận. Đám người đi trên đường, có vệ binh đi theo, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một phường phạm nhân, à không, bọn dâm loạn bị bắt tại chỗ, mà còn có tang chứng vật chứng. Chậc chậc chậc, có tội phạm dạo phố, đương nhiên cũng có quần chúng đứng nhìn, ai cũng than thở không dứt. Đây đúng là một cảnh tượng lớn. Luận về áp bức thì vẫn là thành chủ hoành tráng này. Chỉ một câu nói, ai cũng phải ngoan ngoãn. Phải cho mấy cái tên ngoại lai này nhớ lâu một chút mới được, đến đây thì phải hiểu quy tắc. Lần này Triệu Bân làm một mẻ gọn thật đấy. Càng nhiều người nhìn Triệu Bân, đều tặc lưỡi và cảm thán. Phế thể đứt mạch ngày xưa bây giờ đã sống lại, vẫn là kỳ tài tuyệt thế trong trí nhớ của mọi người. Con người mà, không thể xui xẻo cả đời được. Như Triệu Bân, đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Cuối cùng đã được thấy cầu vồng đấy thôi. Này, người lấy đâu ra nhiều bùa nổ vậy? Triệu Bân đi cuối cùng, Lâm Tà cũng chắp tay đi cuối, tò mò hỏi. Nhặt được, Triệu Bân ý vị đáp. Nhặt giỏi ghê, nhặt mà không phải trả tiền luôn, Lâm Tà thâm sâu nói. Người nói xem, thành chủ sẽ xử lý bọn họ thế nào? Tên mập cũng đi theo, tay còn giấu cái đùi gà, gặm không cần mặt mũi. Uống trà. Uống trà. Triệu Bân và Lâm Tà trả lời y hệt nhau. Thành chủ bảo rồi mà, uống trà. Nhưng mà, có ai đó ấy? Phải trả tiền trà nước. Ai đó ở đây đương nhiên là mấy người đến từ tộc lớn làm loạn lúc nãy rồi. Tiền trà nước đương nhiên phải giao, mà còn không ít. Người hiểu Dương Hùng đều nói câu này, đừng thấy thành chủ có tác phong chính trực, thực chất tâm tư cực nhiều. Có nhiều tộc lớn xuất hiện như vậy, không nhỏ tí máu ra thì sao mà được. Ở phương diện ăn bớt này thì lão ta không kém gì Yên Thiên Phong. Nói đến Yên Thiên Phong thì không thể không nhắc đến Thành Thanh Phong. Mà đã nói đến Thành Thanh Phong thì không thể không nhắc đến Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Ban nãy ở Vọng Nguyệt Lâu, hai bọn họ quá là giữ kẽ luôn, thế mà bây giờ vẫn bị giải đi, còn đang chửi cha chửi mẹ kia. Người muốn chửi nhất vẫn là những nhóm ông già cả ở hai nhà. Thiếu chủ ơi, làm cái gì vậy trời? Đến Thành Thanh Phong cầu hôn, hai người đã không an phận rồi, bị Yên Thiên Phong bòn rút một lần, giờ đến thành vong cổ, sao vẫn không chịu ngoan ngoãn chứ? Uống rượu thì cứ uống, xem mặt thì cứ xem, bị điên hay gì mà đánh nhau hả? Cứ chờ đi, Dương Hùng chắc chắn không hiền hơn Yên Thiên Phong đâu. Hai thành chủ này nức tiếng gần xa,
lên chiến trường đều là kẻ điên đỉnh cấp, còn xét về độ vơ vét tài sản thì ai cũng thuộc hàng ngoan độc. Chết tiệt thật! Mấy tên tộc lớn nghiến răng nghiến lợi, thần thái nhìn dữ tợn vô cùng. Đặc biệt là Nghiêm Khang, hắn ta đã tính toán sai lầm. Cứ tưởng rằng có thể ung dung bắt được, ai mà ngờ Triệu Bân là võ tu cơ chứ. Nhưng không những không bắt được, lại còn nổ bị thương, chuyện bị xé ra to. Uống trà. Uống trà cái em gái người ấy, muốn tiền thì nói thẳng. An phận chút đi. Mấy ông già trong tộc đều nhíu mày không dứt, quả nhiên đi cùng thiếu chủ nhà mình ra ngoài không phải là chuyện tốt gì mà. Sơ sẩy một cái là lại quấy rối luôn được, đến là để bán đấu giá, để cầu hôn, chứ không phải để giải tiền. Phía trước, Liễu Như Nguyệt lấy khăn che mặt, vừa giận vừa xấu hổ, cảnh tượng này là lần đầu cô ta gặp phải. Tất cả là tại Triệu Bân. Thiên chi kiêu nữ chưa từng ăn khói lửa nhân gian, dường như chẳng bao giờ nhận thấy bản thân mình làm sai, liền đem mọi lỗi lầm để lên người Triệu Bân, đều do hắn làm hại. Bảo là không dự tiệc mà, sao người lại đến làm gì? Ở phía cuối, Ngưu Anh ném đùi gà đi, nhìn Triệu Bân. Chuyện hôm nay, nói phức tạp thì cũng không phức tạp. Triệu Bân mà không đến cũng sẽ chẳng có việc gì. Vô tình đi ngang qua, Triệu Bân hít sâu một hơi, còn đang nghĩ xem kẻ nào tính toán người của hắn, truyền đi tin tức giả không quan trọng, náo ra một hồi tai họa, rồi bị mời hết đi uống trà. Phủ thành chủ thành Vong Cổ khá là náo nhiệt. Những người từng đến Vọng Nguyệt lâu, dù là nam hay nữ đều được mời đến uống trà. Bọn họ chia làm hai tốp, người ngoại lai và người trong thành Vong Cổ. Câu cửa miệng, luận công ban thưởng. Nhưng lần này thì ngược lại luận quả nghiêm phạt, Dương Hùng rảnh rỗi nói chuyện với từng người một. Con cháu nhà tộc lớn nhiều tiền lắm, không làm thịt thì phí. Không khiến các ngươi nhả ra chút máu thì làm sao mà nhớ lâu được. Dám đánh nhau trong thành à, phí phải trả cũng đắt lắm đấy. Khó khăn lắm mới gắp được một miếng thịt béo thế này, hơn nữa còn là thành Vong Cổ chiếm lý lẽ, lão ta tội gì không bòn rút đây. Dương Hùng, ngươi giỏi lắm. Không khó thấy mỗi một lớp già đi đón thiếu chủ nhà mình về đều đang thầm mắng, mặt đều đen đi không ít. Nhìn thì có vẻ đều bị Dương Hùng vơ vét không ít. Phê thật. Ở một đình nghỉ mát không xa, tên mập duỗi tay ngồi, cười đến là vui vẻ. Triệu Bân cũng ở đây. Hắn không để bụng chuyện này lắm, chỉ đang nghĩ đến kẻ tính kế hắn. Ngươi nói xem, thành chủ được bồi thường, liệu có chia cho chúng ta ít không nhỉ? Ngưu Oanh hỏi. Không đòi ngươi đã là phúc đức lắm rồi. Triệu Bân nói thầm, hắn biết bản tính của Dương Hùng mà. Triệu Bân, ngươi chờ đó cho ông. Bên kia, Nghiêm Khang ra khỏi đại sảnh thành chủ, cách rất xa rồi mới quát về phía bên này, sắc mặt dữ tợn. Nhìn thế nào cũng thấy giống một con chó hung ác, nếu không có mấy người già trong tộc ngăn cản thì hơn phân nửa là đã xông tới rồi đấy. Nếu không vì Triệu Bân, sao hắn ta lại chật vật như thế chứ? Mất tiền là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Nhìn hắn ta cáu như vậy. Khỏi phải nói cũng biết thành chủ đòi nhà hắn ta rất nhiều tiền rồi. Ai bảo hắn ta là kẻ đầu tiêu cơ, súng bắn chim đầu đàn, Dương Hùng chẳng ngại gì cả. Triệu Bân không nhìn, cũng lười phản ứng. Là ngươi tự tìm lấy mà, tên mập cười khẩy. Bao nhiêu người hăng hái nhưng Nghiêm Khang muốn nổi bật, giờ thì hay quá, không những không thắng được Triệu Bân lại còn bị sờ gáy, vừa mất tiền lại còn mất mặt. Nói đến Liễu Như Nguyệt, Ngưu Anh nhìn sang phía không xa. Bên đó cũng có một cái đình, Liễu Như Nguyệt ở bên đó, có cả Liễu Thương Không và Liễu Sĩ Nguyên quản gia Liễu gia. Từ lúc ngồi bên đó sắc mặt đã lạnh lùng, cả Liễu Thương Không lẫn Liễu Như Nguyệt đều có thần sắc khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Ta chẳng thích cô ta chút nào. Ngưu Anh bĩu một nhà này ai cũng khó chịu. Triệu Bân dù gì cũng là con rể Liễu gia, thế mà một người thì muốn hắn chết, một người muốn em gái mình làm quả phụ. Không nói chuyện khác. Hôm nay nếu Triệu Bân quỳ ở trong Vọng Nguyệt lâu thì Liễu gia các ngươi cũng sẽ mất hết mặt mũi giống Triệu Bân mà thôi. Triệu Bân thì chỉ nhìn Liễu Sĩ Nguyên. Ban đầu khi hắn rời khỏi thành Vong Cổ, nửa đường bị người ta chặn giết, hắn vẫn nhớ đấy. Sát thủ thông hiểu thuật ngự kiếm đó chính là do Liễu Sĩ Nguyên phái đi chứ ai. Đúng là võ tu, Liễu Sĩ Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Không sai, là lão ta phái đi, lão ta cứ tưởng có thể nhẹ nhàng giải quyết Triệu Bân. Nhưng ai mà ngờ Triệu Bân vẫn sống sót quay về. Vì chuyện này mà lão ta đã kinh ngạc một phen, mãi đến hôm nay thì mới tỉnh ngộ, hóa ra đã bị Triệu Bân lừa.
Nếu lão ta biết thì lão ta đã phái đi cảnh giới huyền dương rồi, chứ chẳng phải chân linh nữa. Triệu Bân, ngươi chờ đấy cho ông. Tiếng mắng to lại vang lên, là Hán Triều cùng Vũ Văn Hạo được bảo lãnh quay về. Cũng là tiếng mắng thô bạo vang ra từ phía xa, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Bọn họ cũng đã biết thân phận của Triệu Bân. Có duyên thật đấy, ở thành Thanh Phong thua vì Triệu Bân, bị Yên Thiên Phong gài bẫy một lần, giờ tới thành Vong Cổ thì lại bị Triệu Bân đào cho cái hố, Dương Hùng này còn bòn rút hơn cả Yên Thiên Phong. Thiếu chủ. Hai bên già cả của hai thành túm thiếu chủ nhà mình, không cho gây rối nữa. Đoàn người rời đi trong tiếng mắng chửi. Hết đoàn này thì đến đoàn khác, phàm là những người bị ghim, sau khi được bảo lãnh đều hù dọa Triệu Bân một phen, không phải là dọa hắn mà là nhắm vào Triệu gia. Mất bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là thể diện, đương nhiên phải tìm cách đòi lại chứ, nhất định phải khiến Triệu gia của hắn trả một cái giá đắt. Triệu Bân đã sớm có dự liệu. Đây cũng là lý do vì sao hắn cố gắng che giấu thân phận. Nếu là người cô độc, không có gia tộc phía sau thì sẽ không phải liên lụy ai. Giờ lại vẫn phải kéo gia tộc xuống cùng, nếu như vậy thì phải thay đổi con đường thôi. Đã nhường nhịn rồi mà đối phương còn lấn tới. Trong thế giới kẻ mạnh làm vua, muốn sống yên ổn thì phải mạnh hơn đối phương, mạnh đến mức bọn chúng phải sợ hãi không dám động vào. Cho nên là thân phận đồ nhi của hoàng tộc cũng cần được lợi dụng thật tốt. Mà người sư phụ do hắn tạo ra cũng phải xuất hiện đúng lúc mới được. Trong lúc đó, Lâm Tả Ưu Nhã đi ra. Nhà hắn ta không phải bồi thường, vì trong tinh thạch ký ức hiện rất rõ, Lâm Tả chẳng làm gì cả, chỉ như một người qua đường. Cho nên Dương Hùng cũng không thể đòi tiền hắn ta được. Bọn nào đánh nhau thì mới phải bồi thường. Ví dụ như Nghiêm Khang, cũng ví dụ như Hán Triều và Vũ Văn Hạo. Hai tên đó đến đâu cũng thành mũi nhỏ. Làm thiếu thành chủ mà cứ ngang ngược, ở thành Thanh Phong đã bị Thanh Giao chửi cho một trận rồi, giờ đến thành Vong Cổ cũng không có quy củ gì cả. Cái loại phá gia chi tử trong truyền thuyết chính là bọn họ chứ ai. Hôm nào rảnh thì làm một ly nhé, trước khi đi, Lâm Tả còn nháy mắt với Triệu Bân. Được luôn. Triệu Bân mỉm cười, vẫn khá thích Lâm Tả. Tên mập cũng nói rồi, kẻ đó cũng không tệ, thân là thiếu chủ tộc Thiên Dương, có huyết thống bá đạo, nhưng không hề kiêu ngạo. Lần này hắn ta đưa tinh thạch ký ức ra, không chỉ giúp thành chủ giải vây mà còn giúp bọn họ đánh vào mặt bọn tộc lớn một cú đau điếng. Không biết từ lúc nào mà những người ngoại lai đã đi hết. Được mời đến uống trà, chính xác là nộp tiền trà nước, không phải đắt bình thường đâu. Đành chịu thôi, thiếu chủ nhà mình góp công nhiều quá mà. Còn lại là người trong thành, ngoại trừ Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt ra thì đều bị gọi vào. Dương Hùng đương nhiên sẽ không dễ chịu với bọn chúng. Triệu Bân tốt xấu gì cũng là người của thành Vong Cổ, lúc bị đổi trắng thay đen, các ngươi không một ai đến làm chứng. Người thành Vong Cổ đều khốn nạn thế sao? Nhưng nghĩ lại thì Dương Hùng cũng thấy bình thường. Vì một Triệu Bân mà đắc tội những tộc lớn hiển nhiên không phải chuyện sáng suốt, dù sao đều là gia tộc nhỏ, không ai dám chống lại tộc lớn. Lão ta không làm khó dễ, chỉ phạt qua loa. Sau đó đến Liễu Như Nguyệt. Đi cùng còn có Liễu Thương không? Làm sao đây, muốn chửi ghê. Đối với nhà này, Dương Hùng ngoài mặt cười nhưng trong lòng rất muốn mắng to. Hay cho một đệ tử thiên tông, hay cho một thể thiên linh, không có thiên phú khác thường, không có huyết thống bá đạo thì cái đầu óc này của cô quá tệ đi. Sớm biết cô không làm được trò trống gì thì nên thay bằng Triệu Bân cho rồi. À không, Triệu Bân không được, hắn mà xuất hiện thì càng ầm ĩ hơn. Nói đi nói lại. Lão ta cũng phải cảm ơn Liễu Như Nguyệt. Vì có cô ta không chịu giúp đỡ Triệu Bân nên lão ta mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Nói đến bản tính, lão ta coi trọng Triệu Bân hơn nhiều. Đồ nhi của hoàng tộc quả nhiên không có tính xấu. Hôm nay Triệu Bân làm một cú quá đẹp, nên nổ chết đám ngu dốt kia, để bọn chúng không dám ngang ngược nữa. Có bị thương không? Dương Hùng giả vờ quan tâm, đương nhiên là muốn chửi. Nhưng vẫn phải lịch sự cho đúng bài. Ai bảo Liễu Như Nguyệt có thân phận không đơn giản chứ? Vẫn phải nể mặt. Không sao ạ, Liễu Như Nguyệt cười nhẹ. Thành chủ dự định xử lý Triệu Bân thế nào, Liễu Thương không vuốt râu hỏi. Liễu Huynh cho rằng nên xử lý ra sao? Dương Hùng cười nhìn Liễu Thương không, muốn nghe cao kiến của lão ta. Phế đi. Liễu Thương không thèm nghĩ, hừ lạnh. Hắn là con rể nhà ngươi đó. Dương Hùng duỗi tay,
không khỏi có cái nhìn khác về gia chủ Liễu gia. Cái lão già này đúng là ác độc, con rể nhà mình, không cầu xin giúp thì thôi lại còn muốn nó chết. Chỉ vì Triệu Bân thắng cửa hàng binh khí Liễu gia, tặng ngươi một cái bô, gài bẫy ngươi 3.000 lượng bạc mà làm vậy à? Không thể nào, ngươi phải biết rằng, đời người gieo nhân nào gặp quả đó, nếu Liễu gia nhà ngươi không thay cột đổi chèo khiến Triệu gia mất hết thể diện thì người ta sẽ tặng ngươi cái bô chắc. Nếu Liễu Thương Hải không muốn lũng đoạn, muốn hại cửa hàng binh khí Triệu gia thì sẽ thua Triệu Bân chắc. Nếu không có các ngươi làm loạn ở phủ thành chủ, ỷ lớn hiếp nhỏ thì người ta sẽ ăn vạ chắc. Con người mà, không thể làm vậy được. Hơn nữa, chuyện hôm nay không thể trách Triệu Bân được. Muốn trách cũng phải trách con gái ngươi kìa. Ta cho nó đại diện thành chủ và thành vong cổ là quá nể mặt rồi, nhưng nó lại không thèm ngăn chặn mọi chuyện, khiến cho mọi thứ rối tung lên. Thế mà còn muốn phế người ta, đạo lý ở đâu ra vậy? Liễu gia không có người con rể như nó. Liễu Thương không hừ lạnh, từ đầu đến cuối không hề coi Liễu Tâm như làm con gái, cũng chưa từng đem Triệu Bân của Triệu gia làm con rể Liễu gia. Chuyện này ta tự có cách giải quyết, hai người về đi. Dương Hùng ngoài cười nhưng trong không người. Phế Triệu Bân, cho lão ta 10 cái lá gan lão ta cũng không dám. Triệu Bân không đáng sợ, mà người hoàng tộc sư phụ hắn mới đáng sợ kìa. Liễu Thương Không và Liễu Như Nguyệt cùng rời đi. Trước khi đi còn nhìn Triệu Bân với một ánh mắt lạnh băng. Thiên tài bậc này mà các người lại không biết quý trọng. Nhìn bóng Liễu Thương Không rời đi, Dương Hùng thổn thức không thôi. Cái loại người này sao lại làm gia chủ được nhỉ, mà cũng đúng thôi, Liễu Thương Không ác độc, hợp làm gia chủ, chứ làm cha thì. Đúng là quá thất bại, càng không nói đến làm cha vợ, một con rể tốt như thế mà lại bị đẩy sang thế đối lập. Một con rể giỏi giang như thế không tốt hay sao? Chả hiểu nghĩ cái gì. Rồi lão ta sẽ hối hận thôi, quản gia cười nói. Dương Hùng cực kỳ tin tưởng câu này. Người có thể làm đồ nhi của hoàng tộc, Triệu thiếu gia này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Có thể tu đến cảnh giới chân linh tầng 2 trong thời gian này cũng đủ để khiến hắn đương xưng là một kỳ tài tuyệt thế rồi. Bái kiến thành chủ. Triệu Bân đi vào, là người cuối cùng đến uống trà. Chàng trai, tay của ngươi đâu? Dương Hùng ngồi xuống, cười ôn hòa, cũng không phải giả bộ, giọng nói rất chân thành. Vẫn là câu nói cũ, lão ta thích Triệu Bân hơn Liễu Như Nguyệt. Gặp phải sát thủ La Sinh Môn. Triệu Bân cười đáp, nói lại lời nói dối Chư Cát Huyền Đạo lần trước. La Sinh Môn. Giống Chư Cát Huyền Đạo, Dương Hùng cũng nhíu mày. Đây là một tổ chức hắc ám không dễ chọc, chỉ cần có tiền thì cũng dám ám sát của Hoàng đế. Cũng may sư phụ đến đúng lúc. Sao cơ, sư tôn người cũng ở thành vong cổ sao, Dương Hùng thăm dò hỏi. Có thể là vậy mà cũng có thể là không. Triệu Bân mỉm cười lập lề nói, diễn kịch rất thật. Dương Hùng không hề nghi ngờ, người có cấp bậc này tới giờ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, người này muốn ẩn trốn e là chẳng ai tìm được. Vậy thì thay ta gửi lời hỏi thăm đến ông ấy nhé. Dương Hùng ôn hòa cười, đưa đến một sấp ngân phiếu. Ngụ ý là, người nổ vọng nguyệt lâu, ta vớ vét tài sản, hai chúng ta ai cũng có phần. Chuyện này, ngại quá đi thôi. Triệu Bân cười ha hả, miệng thì nói, mà tay cũng không nhàn rỗi chút nào. Đã nói mà, thành chủ thành vong cổ rất đường hoàng, bởi vì hắn cho nổ vọng nguyệt lâu nên ngay cả bùa nổ cũng tiêu hao hết sạch, suýt chút nữa là phải chôn xác ở bên trong, dù sao thì lão ta cũng phải bồi thường, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Hắn biết, Dương Hùng đưa cho hắn ngân phiếu là bởi vì nể mặt sư phụ của hắn, ra tay chi tiền rất rộng rãi, có chừng 5 vạn lượng, cả một sấp giày. Hắn cất ngân phiếu vào rồi rời đi. Sau lưng, Dương Hùng vuốt râu cười. Càng nhìn Triệu Bân càng cảm thấy vừa ý, cụt một tay không phải là vấn đề lớn, một nhân tài hiếm có như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn, lão ta làm thành chủ thành vong cổ lâu như vậy, mắt nhìn người cũng không phải là tệ. Buổi đấu giá ngày mai ngài có đi không ạ? Quản gia hỏi. Ta đã xem qua danh sách đấu giá, cũng không có bảo vật mà ta quan tâm, Dương Hùng nói xong thì đứng dậy rời đi, hàm ý rất hiển nhiên, ai thích thì cứ đi, còn ta sẽ không đi. Có thời gian thì tìm một chỗ rộng rãi thoáng mát ngồi đếm tiền còn tốt hơn. Không người nào biết lão ta rốt cuộc đã vơ vét được bao nhiêu tài sản. Ước chừng cũng phải có tới 20 vạn lượng, gia tộc lớn gia tộc nhỏ đều vô cùng có tiền, trùng hợp lại bị lão ta nắm được đằng chui. Ở bên này, Triệu Bân đi thẳng một đường.
Nhìn bộ dạng của hắn lúc này có chút khác biệt so với lúc trước, trên người hắn có rất nhiều máu, khóe miệng và lỗ mũi cũng có máu chảy ra, dáng đi lại khập khiễng, ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ cho rằng Triệu Bân mới vừa bị đánh xong. Đương nhiên, đây đều là do Triệu Bân giả vờ, cố tình để cho người ngoài nhìn thấy. Động tĩnh ngày hôm nay gây ra quá lớn, Dương Hùng cũng quá lợi hại, hút máu hết mấy gia tộc lớn, hôm nay nếu như hắn mà sung sướng bình an đi ra ngoài, hắn sẽ bị các gia tộc lớn lên án là bất công, một chút xử phạt cũng không có thì tất nhiên sẽ rất khó nói chuyện. Nói trắng ra, hắn muốn giảm bớt áp lực cho Dương Hùng, và cũng để cho các gia tộc lớn thấy rằng thành chủ đối xử với ai cũng bình đẳng, nên phạt phải phạt, nên đánh phải đánh. Vì vậy, Dương Hùng nhìn rất vừa lòng Triệu Bân, bởi vì đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, không cần nói mà cái gì cũng biết. Trời đã dần tối, trong thành đã xuất hiện rất nhiều thị vệ. Khi nhìn thấy Triệu Bân, mọi người càng kinh ngạc. Tên nhóc này rất liều, dám làm nổ Vọng Nguyệt lâu, làm nổ một tửu lâu thì cũng không có gì đáng nói, chủ yếu là những người bên trong tửu lâu đó đều có lai lịch không nhỏ, hắn khiến cho người nổ bay đầy trời, thành chủ của các thành đều kinh động, một ngày hôm nay thành chủ chuyện gì cũng không làm, chỉ chuyên tâm mời các gia tộc lớn uống trà, không biết đã vơ vét được bao nhiêu tiền bạc. Đây đều là công lao của Triệu Bân. Phủ thành chủ có người, mà người bên ngoài phủ thành chủ cũng không ít. Người đến xem náo nhiệt đã tới từ lâu, nhìn thấy con em của các gia tộc lớn đi ra khỏi phủ thành chủ, người nào người nấy mặt mũi dữ tợn, còn có những gương mặt già nua tối mờ, khỏi cần phải hỏi, nhất định là tiền trà nước ở trong đó không hề rẻ chút nào. Họ lại càng muốn biết thành chủ sẽ xử lý Triệu Bân như thế nào. Đi ra rồi kìa, không biết là ai đã hô lên một tiếng. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân, hắn chỉ còn lại một cánh tay đang ôm chặt lấy eo của mình, bước đi khập khiễng, vết máu khắp người, nhìn bộ dạng này, quả thực là hắn đã bị đánh không hề nhẹ. Nhìn xem, thành chủ vẫn rất công bằng, trừng phạt mấy gia tộc lớn xong thì cũng phải trừng phạt Triệu Bân. Vấn đề là Triệu Bân không đáng trách, là do đám khốn nạn chết bầm kia hiếp người quá đáng. Nói thế nào thì hắn cũng đã làm nổ Vọng Nguyệt lâu. Thà bị đánh còn hơn mất tiền. Lão Phu rất tò mò, không biết Triệu Bân đã nối lại linh mạch như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà hắn đã có thể tu luyện đến cảnh giới chân linh tầng 2. Thiên tài trong quá khứ đã trở lại rồi sao? Bóng người rất nhiều, tiếng nghị luận cũng không ít, xì xào như ong vỡ tổ, có rất nhiều người cảm thán về những chuyện mà Triệu Bân đã trải qua, cũng cảm thán về thiên phú của hắn. Nhưng số người cảm thấy lúng túng lại càng nhiều hơn. Có trời mới biết Triệu Bân đã nối lại được linh mạch của hắn từ khi nào, người nào cũng đến ngày hôm nay mới biết, đặc biệt là những người ngày xưa khinh bỉ Triệu Bân, lần này quả thực đã bị vả mặt, bọn họ còn không có tu vi cao như Triệu Bân, có mặt mũi gì mà đi cười nhạo người ta. Tên nhóc, Ngưu Anh cũng ở đó, chạy như bay về phía trước, nhìn thấy bộ dạng của Triệu Bân thảm hại như vậy, suýt chút nữa thì hắn ta đã văng tục tại chỗ. Tuy nhiên, khi hắn ta đỡ Triệu Bân dậy, thì hai hàng lông mày của hắn ta không khỏi nhướng lên liếc nhìn Triệu Bân một cái tên này lại đang tinh quái diễn kịch, bám chặt vào người của hắn ta. Nói nhỏ thôi, Triệu Bân đưa tay lau máu mũi, nhe răng toét miệng cười, diễn vai kẻ gian giống y như thật. Đừng nói là Ngưu Anh, ngay cả Nguyệt Thần nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán. Có một số người có tài diễn xuất hết sức xuất thần, dối trên gạt dưới. Diễn vai nào cũng đạt tới mức thiên phú cực cao, nếu như được đào tạo bài bản, tương lai nhất định sẽ trở thành vua diễn xuất. Triệu Bân lại tiếp tục bước đi khập khiễng rồi biến mất trong đám đông. Phố lớn lại vì hắn mà thêm huyên náo, giống y hệt như vào ngày hắn kết hôn, cũng có người chỉ trỏ trỏ, chỉ có điều, người ta đã không còn châm chọc cười nhạo hắn như lúc đó nữa, mà ai cũng đang cảm thán thiên phú của hắn. Đáng tiếc, Triệu gia đã đóng cửa, đoạn tuyệt quan hệ với bên ngoài. Cũng đáng tiếc, Triệu Uyên đã bế quan, nếu không thì khi nghe thấy chuyện này, ông ấy chắc chắn sẽ chạy tới trước tiên. Triệu Bân, con trai của ông ấy, đã lột xác quay về. Từ đó về sau, cái tiếng xấu phế thể đứt mạch sẽ không còn dính lấy con trai Triệu Bân của ông ấy nữa. Thiếu gia, không sao đâu. Tại cửa hàng binh khí, Triệu Bân vui sướng xé cái áo khoác dính đầy máu của mình. Đối với chuyện lần này, cho dù là lão mập, thằng nhóc tóc tím, Chư Cát Huyền Đạo hay Xích Hiên đều không có chút nào kinh ngạc, cho Dương Hùng 10 lá gan thì lão ta cũng không dám đánh Triệu Bân, vì người ta vẫn thường nói đánh chó cũng phải biết nể mặt chủ,
Tuy Triệu Bân không phải là chó, nhưng sư phụ của hắn có cảnh giới thiên võ, ai dám chọc vào. Hắn chỉ đơn giản là đang diễn xuất thôi. Không thể không nói, trận này Triệu Bân ra tay quá đẹp, không chỉ Dương Hùng nghĩ thế mà ngay cả bọn họ cũng nghĩ như thế. Hôm nay bọn họ cũng là khách xem náo nhiệt, nhìn thấy con em các gia tộc lớn bị chỉnh sói đầu, bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Đồ nhi của hoàng tộc, quả là không biết thì thôi, chứ biết rồi thì một mình cũng có thể làm thế tục kinh hãi. Ngươi được chia bao nhiêu? Lão mập chọc Triệu Bân, nháy nháy mắt, cười ha hả. Cái gì? Giả vờ, lại tiếp tục giả vờ rồi, Dương Hùng vơ vét được nhiều như vậy, chẳng lẽ lại không chia cho ngươi chút nào sao? Thực sự không có mà. Nào, ngươi lại đây. Chư Cát Huyền Đạo thẳng thừng nhất, kéo Triệu Bân rời đi. Xong chuyện, ông ta còn khóa chặt cửa phòng, kín đáo đưa cho Triệu Bân một cái túi nhỏ, trong túi có đan dược, một lô tinh nguyên đan có chừng mười mấy viên, có một số là ông ta tự mình kiếm được, một số là cướp từ tay của thằng nhóc tóc tím, số còn lại là do lão mập bỏ ra một số tiền lớn mua về. Mục đích rất rõ ràng, đổi công pháp. Ông ta cần hoàn chỉnh công pháp của mình, giúp cho mình khôi phục tu vi cực hạn, sau đó đánh lão mập thành đống thịt nát, ông ta đúng là một cao thủ thù dai. Tiền bối thật là hào phóng. Triệu Bân bật cười, hắn cầm lấy giấy bút, lại viết ra nét chữ như rồng bay phượng múa. Chư Cát Huyền Đạo nhìn theo, nét mặt già nua có chút đen lại. Triệu Bân lại viết ra một bản công pháp không hoàn chỉnh, bọn họ đã quen biết nhau lâu như vậy, thế mà hắn vẫn không thể nể mặt mà viết cho ông ta nhiều hơn một chút. Ngươi còn định ép ông đây đến mức nào nữa chứ? Công pháp đã có, cần đan dược để trao đổi. Triệu Bân không nói lời nào, thần thái của hắn đã tỏ rõ hết thảy, rằng không phải là hắn không cho ông ta, mà hắn cần đan dược để trao đổi. Dù sao thì người từng ở trong cảnh giới địa tạng cũng không khó để kiếm được đan dược, hơn nữa, chỉ dùng một lô đan dược mà có thể đổi được nguyên vẹn một bộ công pháp huyền ảo, rõ ràng là đã được hời rồi. Chư Cát Huyền Đạo không phủ nhận điểm này. Sau khi luyện theo công pháp mới, eo và chân của ông ta cũng không còn đau nữa, tinh thần và khí lực trên người ông ta lúc này đã không còn là thứ mà năm xưa có thể so sánh được nữa. Nhiều năm gian khổ đã dần dần được rút ngắn lại, tuy không quá nhanh nhưng cũng có thể tính là một quá trình niết bàn lột xác. Chính vì lẽ đó mà ông ta rất kính trọng và cảm kích sư phụ của Triệu Bân, quả nhiên người đó rất thần thông quảng đại, mới có thể sửa lại nguyên vẹn một bộ công pháp không hoàn chỉnh như vậy. Có quá nhiều người không thể ăn ngon ngủ yên trong đêm nay. Giống như là con em của các gia tộc lớn, như Liễu gia cùng những gia tộc khác trong thành Vong Cổ, tất cả đều đang trăn trở về cùng một người, Triệu Bân. Ngoại tộc căm tức, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Các gia tộc lớn ở trong thành đều cảm thấy bị đe dọa, vì tài năng của Triệu Bân quá đáng sợ. Còn có một điểm giống nhau, vô cùng ăn ý giữa các gia tộc, phải nhằm vào Triệu gia. Sự ăn ý này, gia tộc lớn có, mà các gia tộc trong thành cũng có. Họ muốn thừa dịp Triệu Bân còn chưa quật khởi mà chèn ép trước, đã có không ít người, ví như Vương Dương của Vương gia, đã nổi lên sát tâm, muốn một lần nữa bóp chết thiên tài này, tránh để lại hậu họa về sau. Sau bữa ăn, Triệu Bân lui vào trong phòng. Đợi Liễu Tâm Như chìm vào giấc ngủ, hắn mới dùng chân nguyên bồi bổ khí lực, tới nửa đêm hắn mới len lén ra khỏi cửa phòng, tìm một phòng trống, vẽ phù chú và chuẩn bị trang phục đạo cụ, tiếp tục tích trữ bùa nổ. Ngày mai là buổi đấu giá, hắn sẽ đi đến đó. Hắn có nguyệt thần, nếu có bảo bối thật trong buổi đấu giá nhất định sẽ không thoát khỏi pháp nhãn của cô ta, nếu như hắn không đủ bạc để đấu giá thì cũng còn có bùa nổ trong tay. Trên thực tế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không cầm bùa nổ ra dùng thay bạc, có trời mới biết bùa nổ mà hắn bán ra sẽ bị lưu thông tới chỗ nào, có khi còn bị người khác dùng nó để hãm hại hắn, dẫu sao uy lực của bùa nổ cũng không tầm thường. Cảnh giới chân linh của hắn quả thật không gánh nổi. Bùa tốc hành cũng giống như vậy, bùa chú uy lực thế, tự mình giữ lại thì tốt hơn, trừ những người đặc biệt thân cận như tên nhóc mập, hắn tuyệt đối sẽ không đưa cho người khác. Chiếu, chiếu, chiếu. Khi đang vẽ, hắn chợt nghe thấy thanh âm xé gió vang lên. Đó là một loạt những mũi tên, không biết là ai bắn, tứ phía đều thấy được, từ bên ngoài bắn vào trong cửa hàng binh khí, mỗi một mũi tên đều có gài một quả pháo. Bắn vào cửa hàng binh khí liền ầm ầm nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nổ rất vang dội, một nửa cửa hàng binh khí bị nổ sụp, còn có ngọn lửa cháy mạnh, muốn biến cả cửa hàng binh khí thành phế tích.
Hơn nửa đêm rồi, có điên không? Hả, cửa hàng binh khí Triệu gia. Ai làm nó nổ vậy? Nói chuyện với cái đầu gối cũng biết là con em của các gia tộc lớn, ban ngày chịu thua thiệt lớn như vậy, làm sao có thể không chờ cơ hội trả thù, không thể quang minh chính đại trả thù thì âm thầm ra chiêu. Thật sự quá vô lương tâm. Màn đêm yên tĩnh đã không còn có thể yên tĩnh được nữa bởi vì một chuỗi những tiếng nổ lớn, quá nhiều người bị tiếng nổ làm cho tỉnh giấc, nhiều cửa sổ trên khắp con phố mở ra, nhiều đôi mắt đều đổ dồn vào cửa hàng binh khí Triệu gia, tiếng nghị luận huyên náo liên tục vang lên. Ngoài ra, vệ binh tuần tra cũng bị kinh động, vây lại không ít. Đáng tiếc, hiện trường quá hỗn loạn, không bắt được hung thủ. Không bắt được cũng không sao, chỉ cần biết là ai làm là được. Triệu Bân biết, chính xác mà nói, là Nguyệt Thần biết. Đây chắc chắn là hành động có chủ đích, từ xa bắn ra mấy mũi tên gài pháo nổ, sau đó liền bỏ chạy. Tuy tốc độ của Triệu Bân không hề chậm, nhưng lúc hắn chạy ra được ngoài mái hiên thì kẻ đó đã sớm không còn thấy bóng dáng, muốn bắt cũng không thể bắt được nữa. May mắn thay, không có ai bị thương. Vậy là bắt đầu trả thù rồi sao? Chư Cát Huyền đạo tặc lưỡi, Triệu Bân không kịp phản ứng, ông ta cũng giống vậy. Minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng, đối phương xuất thủ quá nhanh chóng, ông ta quả thực phản ứng không kịp. Nghiêm Khang, Hán Triều, Vũ Văn Hạo, Vương Dương, Triệu Bân gần giọng nói từng chữ, ghi nhớ từng cái tên trong lòng. Tối nay, chính là những kẻ này đã đánh lén. Ngày sau, hắn sẽ bắt từng tên phải trả giá. Ngày hôm sau, sắc trời vừa hửng sáng, thành Vong Cổ liền trở nên náo nhiệt, dòng người qua lại ở trung tâm thành rất nhộn nhịp tấp nập. Lầu đấu giá tọa lạc ở đó. Đây chính là nơi đấu giá lớn nhất thành Vong Cổ. Nhìn sơ qua, lầu đấu giá rất to lớn hoành tráng, ngày thường không mở cửa, cũng chỉ có ngày hội đấu giá, mặt tiền của cửa hàng lớn nhất mới được trình làng. Ngày hội đấu giá 3 năm tổ chức một lần, đặc biệt long trọng. Từ xa xa đã trông thấy mấy tên thị vệ thắt lưng dắt đao đang đứng hai bên lầu đấu giá, mọi năm cũng đều được tổ chức như vậy. Nếu như ai dám quấy rối gây chuyện thì đều sẽ được mời đi đến đại lao ngồi một lúc, còn nếu muốn đánh nhau thì phải ra ngoài thành. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, sợ là chẳng còn ai dám đánh nhau mà chẳng kiêng dè, tiền trà nước của thành chủ đâu có rẻ chút nào. Về điểm này, các gia tộc lớn đều đã được mở mang kiến thức. Lúc đi ngang qua Vọng Nguyệt lâu, không ít người phải thổn thức tiếc nuối, một tử lầu đang tốt lành, Triệu Bân nói cho nổ là cho nổ. Mặc dù sẽ có người bồi thường nhưng đây đúng là một việc tốn thời gian và công sức. Còn có cửa hàng binh khí của Triệu gia cũng đang được xây dựng lại. Việc làm ăn sau này của nhà họ Triệu e là khó mà tiếp tục. Chọc vào gia tộc lớn mà sống yên ổn được thì mới là lạ. Là Triệu Bân đã quá ngông nghênh, nhiều gia tộc lớn như vậy mà hắn vẫn dám cho nổ tung. Lần này, đã liên lụy tới gia tộc rồi. Não của ngươi bị uống nước hả? Là Triệu Bân ngông nghênh hay là gia tộc lớn quá hung hăng càn quấy ngang ngược? Hình ảnh còn lưu lại trong tinh thạch ký ức, lão phu thấy chẳng có gì là ngông nghênh cả, ai đúng ai sai thì nhìn một cái là thấy rõ, nếu đổi lại là ta cũng sẽ cho nổ bay banh trời. Nói thì nói như vậy, nhưng gia tộc lớn thật sự không dễ dây vào. Người đi đường xì xào bàn luận với nhau, có người thở dài, có người phàn nàn không bằng lòng, có người thì mỉa mai chế giễu, cũng may là không có thương vong. Chỉ cần đủ nhân công, Vọng Nguyệt lâu và cửa hàng binh khí của Triệu gia rất nhanh sẽ được xây dựng lại. Trong phút chốc, người đi đường không khỏi tăng tốc. Có rất nhiều người tham gia buổi đấu giá, vậy nên phải đi sớm một chút thì mới có được vị trí tốt. Náo nhiệt như vậy thì sao có thể thiếu Triệu Bân được chứ? Hắn đã rời khỏi cửa hàng binh khí từ rất sớm, tìm một chỗ không có người, trước tiên là dịch dung biến thân, sau đó hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen. Chiếc áo choàng đen này không phải là một chiếc áo choàng bình thường, hắn có được nó từ kẻ thù Cô Lang Dạ Hành, được may và dệt từ các chất liệu đặc biệt, có thể che giấu, bất kể tướng mạo ngoại hình hay tu vi, nó đều có thể che lấp rất kỹ. Sau khi làm xong những việc này, hắn còn lắp thêm một tay giả để tránh bị nhận ra, dù vớt bảo bối, dù kết ân oán với những người khác thì không ai nhận ra hắn chính là Triệu Bân. Lầu đấu giá đã mở cửa, lượng người tập trung về đây càng lúc càng đông đúc. Triệu Bân cũng nằm trong số đó, hòa vào trong dòng người cùng tiến vào bên trong, đây không phải là lần đầu tiên hắn đến đây. Tòa lầu các lớn nhất thành Vong Cổ này còn xa hoa tráng lệ hơn tửu lầu lớn nhất thành Vong Cổ, cũng là lan can chạm trổ, thềm đá hoa, cũng có màn chướng lụa xanh, cắm không ít hoa thơm cỏ lạ,
tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, ngửi vào là thấy sảng khoái, ngây ngất lòng người. Ai nấy đều tìm chỗ ngồi cho riêng mình. Lầu đấu giá được chia thành 3 lầu, trên giữa dưới. Lầu 1 là lầu lớn nhất, lầu 2 là dành cho tất cả gia tộc trong thành, tất cả đều là những căn phòng trang nhã, còn lầu 3 là dành riêng cho tất cả các gia tộc lớn, chẳng hạn như các gia tộc của Hán Triều, Vũ Văn Hạo, Nghiêm Khang và Lâm Tả thì sẽ ở lầu 3. Đây chính là sự tượng trưng cho thân phận. Song, điều đó cũng không có nghĩa là những người ở lầu 1 đều sẽ thấp kém hơn những người ở lầu 3. Có rất nhiều tiền bối lánh đời, có rất nhiều võ tu của cảnh giới địa tạng đều ẩn thân ngồi ở lầu 1. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, đã là người tham gia một buổi đấu giá, khiêm tốn một chút thì sẽ tốt hơn để tránh bị người khác coi như là con mồi. Thân cô thế cô cũng tốt, nếu như có gia tộc đứng sau chống lưng, nhất định phải biết khiêm tốn, có chừng mực, trừ phi là gia tộc đặc biệt lớn mạnh, dù thân phận bị lộ thì cũng không ai dám đụng vào. Triệu Bân biết rõ điều đó, nên đã tìm một chỗ ở trong góc. Đạo hữu, trông huynh lạ mặt quá. Chủ nhân của giọng nói khoan thai đó là người ngồi ở bên cạnh Triệu Bân, nhìn kỹ lại thì đó chính là Chư Cát Huyền Đạo. Vẫn là bộ y phục vải thô đó, chỉ có điều ông ta đã thay đổi diện mạo nên có lẽ Triệu Bân không nhận ra, nhưng như thế cũng khó mà thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Nguyệt Thần. Hay cho câu lạ mặt này của ông ta, Triệu Bân nghe xong muốn bật cười. Hầu hết những người có mặt đều mặc áo choàng đen, và đa số đều đã thay đổi diện mạo, khó có thể nhìn ra là, không lạ mặt mới lạ đó. Có trời mới biết ai là người của nhà nào. Chư Cát Huyền Đạo không chịu yên phận, từ lúc ngồi xuống, ông ta không ngừng nhìn trộm Triệu Bân. Nhưng thật đáng tiếc, tầm mắt của ông ta lại có hạn. Hay là nói, áo choàng đen của Triệu Bân quá thần kỳ, nó đã ngăn cản không cho đối phương nhìn trộm, không thể nhận ra được thân phận, cũng không thể nhìn ra được tu vi. Lão đạo, khiêm tốn như vậy không phải phong cách của ngươi. Một ông lão béo cũng đi tới, rất tự nhiên đặt mông ngồi chen giữa Triệu Bân và Chư Cát Huyền Đạo. Người này cũng đã thay đổi diện mạo, nhưng thân hình mập mạp thì vẫn không thay đổi, ánh mắt có thể coi là không tồi, có thể nhận ra Chư Cát nhưng lại không thể nhận ra Triệu Bân. Người quen không ít. Phía sau lão mập chính là thằng nhóc tóc tím và Xích Hiên, rất nhiều chỗ không ngồi mà đều dồn hết về đây, đặc biệt là thằng nhóc tóc tím, thực sự quá bất thường. Từ lúc ngồi xuống thì nhóc tóc tím đã ăn cỗ lấy phần, quá nửa bàn trà đã bị một mình nó càn quét hết sạch. Làm cái gì vậy hả? Trong lòng Triệu Bân không khỏi chau mày, ở trong cửa hàng binh khí đã gặp rồi, đến buổi đấu giá này lại vẫn tụ tập tiếp, đây là trùng hợp sao? Hay cố ý thế, sao lại nhắm chuẩn như vậy chứ? Tên tiểu tử Triệu Bân đó vẫn chưa đến sao? Lão mập đưa tay vuốt chòm râu nhìn trái nhìn phải. Hắn mà không đến, ông đây đi đầu xuống đất. Thằng nhóc tóc tím không nói câu nào khiến người ta kinh hãi thì chắc chết không yên. Những người ngồi cùng một bàn nghe được, bao gồm cả Triệu Bân, tất cả đều không nhịn được mà trợn mắt, chẳng hạn như Chư Cát Huyền Đạo và lão mập, cả hai đều đang vuốt râu và thầm nghĩ mình có nên nhét cái tên này vào trong hố phân không nhỉ? Ăn mà không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên. Tên mập cũng tới rồi, ngồi ở vị trí phía trước. Đi chung với hắn ta là nhóc tham tiền, lần này là lén chạy ra ngoài, hai người bọn họ cũng thật là. Không phải đến để tham gia đấu giá mà là đến để ăn chùa, vừa ngồi xuống là ăn, ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa bốc, vừa bốc vừa ăn. Ngọa hổ tàng long. Triệu Bân thầm thở dài, chỉ riêng ở lầu một này thôi đã có không ít người ở cảnh giới địa tạng. Cũng không thiếu các cao thủ đỉnh cấp, ai nấy cũng đều hóa trang lạ lùng, chỉ vì muốn bưng tai bịt mắt người khác, nếu không phải Nguyệt Thần nói cho hắn biết, thì hắn cũng sẽ không biết được có bao nhiêu võ tu có tu vi cao cường đang ở đây, chẳng trách mà Dương Hùng lại phái quân đội vào thành, hơn nữa, đều đã tập hợp không ít người ở xung quanh lầu đấu giá, coi như là để đảm bảo an toàn, nếu cảnh giới địa tạng đánh nhau. Động tĩnh sẽ không nhỏ. Đang nói chuyện thì các gia tộc của thành vong cổ lần lượt xuất hiện. Triệu Bân nhìn thấy gia chủ Vương gia đã đi thẳng lên lầu 2, còn thiếu chủ Vương Dương của Vương gia cũng mặc áo choàng đen bước vào lầu 1, ẩn thân khá tốt. Trường hợp lớn như vậy, ắt không thể thiếu Liễu Thương không được. Lão ta mang dáng vẻ hiên ngang, diện mạo oai hùng, bước đi mạnh mẽ uy vũ, mang thần thái của kẻ đứng đầu thiên hạ. Rất nhiều người bĩu môi. Thành thật mà nói, nhìn lão ta không thuận mắt lắm. Trong nhà xuất hiện một thể thiên linh. Là đệ tử Thiên Tông, có vẻ cũng có chút tài năng, đừng không chú ý là đã thăng thiên rồi. Nhắc đến Liễu Như Nguyệt,
ắt hẳn cô ta cũng đang ở đây, đã lên lầu 2 rồi. Ngay sau đó là các gia tộc lớn, tất cả đều không cải trang ẩn thân, Nghiêm Khang, Hán Triều và Vũ Văn Hạo đều ở trong đó. Khóe miệng hơi nhếch lên, cười khinh bỉ, dáng vẻ ai nấy đều hiên ngang, nhưng nhìn bọn họ, người đời đều sẽ luôn nhớ đến sự việc bị mời đi uống trà ngày hôm qua, kẻ nào kẻ nấy nhếch nhác, mất hết thể diện, so với hôm nay, quả thật là một sự tương phản rõ rệt. Thiếu chủ Doãn Hồn của tộc Hắc Viêm cũng đã tới rồi, chỉ có điều, hắn ta lại bước vào lầu 1. Thiếu chủ Lâm Tà của tộc Thiên Dương cũng đến, nhưng hắn ta bước thẳng vào lầu 1. Và thật tình cờ, hai người bọn họ lại ngồi chung một bàn. Hai bên đều đã cải trang, che giấu thân phận của mình và họ cũng không biết đối phương là ai. Không biết là nếu như đoạn được thân phận của đối phương, liệu hai người vốn có thù hằn có khai chiến tại chỗ không nhỉ? Một chiếc bàn cách đó không xa cũng khá thú vị. Hai người đang ngồi bên đó chính là Thanh Giao và U Lan, đều là nữ cải trang thành nam giới, từng lặng lẽ uống trà, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn xung quanh, họ đang tìm cùng một người. Trật tự. Giữa tiếng ồn ào, một ông già bước lên đài, người này tên là Huỳnh Nham, mọi người đều gọi lão ta là Huỳnh Lão Đầu, chính là quản sự của lầu đấu giá, nghe nói, lai lịch của ông ấy liên quan đến Thiên Tông, mà lầu đấu giá này có liên quan đến hoàng tộc, về độ xác thực thì vẫn chưa thể xác minh. Mặc dù chỉ có cảnh giới huyền dương, nhưng lời nói của lão ta vẫn rất có trọng lượng. Lầu đấu giá đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đã biết rõ quy củ, nên không cần lắm lời nữa, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Huỳnh Nham là một người làm việc phong cách sấm rền gió cuốn, không có nhiều lời dư thừa vô nghĩa. Lão ta trực tiếp cho lên vật đấu giá. Đầu tiên là một chiếc hộp gỗ dài do hai thằng nhóc khiêng lên, chỉ nhìn thoáng qua thì có thể thấy rõ vật trong hộp rất nặng, không phải nặng bình thường. Trước ánh mắt của mọi người, chiếc hộp gỗ từ từ được mở ra. Tiếng vù vù vang lên ngay sau đó, đao khí tỏa ra tán loạn, ánh sáng vàng rực phát ra, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy mạnh, cái gọi là liệt hỏa, chính là ngọn lửa lúc nung đúc thanh đao này, là hỏa tức còn sót lại. Kim đao. Ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Đặc biệt đôi mắt của các võ tu chuyên luyện thể, ánh mắt họ sáng rực. Thanh đao đó, không phải thứ hung hãn bình thường, nhìn đao khí của nó tỏa ra mà xem, rất dọa người, nếu thể lực không đủ thì sẽ không thể nhấc nổi. Đây là loại sức mạnh mà võ tu yêu thích nhất, đao này mà rơi xuống, dù không chém chết người, cũng sẽ nện chết người. Quả là rực rỡ, vật đấu giá đầu tiên mà đã lóa mắt như vậy rồi. Không ít người suýt xoa. Có điều đây cũng là điều nằm trong dự liệu trước đó, bởi đây là tác phong từ trước đến giờ của lầu đấu giá, lấy một bảo vật bất phàm để bắt đầu phiên đấu giá, cũng là để lấy may. Quả thực là khi còn chưa bắt đầu đấu giá, không khí đã khá rôm rả. Đã có rất nhiều người muốn giãn gân cốt để thoải mái kêu giá, không phải để đánh nhau mà là để đấu giá. Đã vào lầu đấu giá này, mọi người không so ai mạnh mà so ai giàu cơ. Liệt diễm kim đao, được đúc bởi kim viêm cương. Nặng 800 cân. Huỳnh Nham ung dung nói, giới thiệu ngắn gọn, vẫn phong cách không nhiều lời như cũ. Mọi người có mặt đều là người thoải mái, ánh mắt cũng không tệ, không cần ông ta phải nói nhiều. Giá khởi điểm là 1 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được dưới 1.000 lượng. Huỳnh Nham thẳng lưng, giọng nói to, tiếng vang vô hạn khắp lầu đấu giá. 1 vạn 1, đao này, ta rất thích, lão phu ra giá 1.500.000. 2 vạn. Sau khi báo giá khởi điểm, lầu đấu giá bỗng trở nên náo nhiệt, giá của liệt diễm kim đao đã lên tới 2 vạn lượng chỉ trong phút chốc. Chỉ riêng mức giá này thôi cũng đã đè chết rất nhiều mảng lớn, đừng nói là các tán tu, ngay cả các gia tộc của thành vong cổ này cũng không thể tùy tiện đưa ra cái giá này được. Đao tốt. Hai mắt Triệu Bân phát sáng, so với liệt diễm kim đao, kiếm tử tiêu của hắn chính là phế phẩm. Nhưng so với kiếm Long Uyên, cấp bậc của kim đao cũng chẳng là gì, một cái là kim viêm cương, một cái là thiên ngoại vẫn thiết, nguyên liệu để đúc binh khí thôi cũng đã không cùng một đẳng cấp rồi. Đao tốt, Trư Cát Huyền Đạo và Lão Mập cũng thốt lên câu khen ngợi, nhưng theo bọn họ, nó cũng chỉ là miễn cưỡng lọt vào mắt mà thôi, nguyên liệu vẫn còn kém xa so với kiếm Long Uyên của Triệu Bân. 3 vạn, lão tử ra giá 3.500.000, có ai trả giá cao hơn không? Mới 3.500.000 mà đã gáy to như vậy rồi. Lão phu với người gom lại cho chẵn, 4 vạn. Người cũng nghỉ đi, 5 vạn. Cuộc đấu giá mua liệt diễm kim đao vô cùng kịch liệt,
chẳng những có không khí sôi nổi, mà mùi thuốc súng cũng đang nồng nặc. Không ít người đấu giá đã lộ rõ chân nguyên, dáng vẻ khá là hung hăng, giống như là đang chửi nhau vậy. 5 vạn lượng, có ai trả giá cao hơn không? Huỳnh Nham lãnh đạm nói, lườm mấy tên đã lộ chân nguyên kia một cái, ngụ ý trong ánh mắt hiện lên rất rõ ràng, đấu giá là đấu giá, còn muốn đánh nhau thì cút ra ngoài thành đánh. Lời nói của lão ta vẫn rất có sức uy hiếp. Huỳnh Nham không đáng sợ, đáng sợ là lầu đấu giá này, muốn gây rối ở đây thì trừ khi đạt tới cảnh giới thiên võ, còn đối với cảnh giới địa tạng và huyền dương, tốt hơn là nên an phận ngồi yên một chỗ. Có ai trả giá cao hơn nữa không? Huỳnh Nham nhắm mắt hỏi lại một lần nữa, sau đó nhìn quanh một vòng. Một lúc lâu không ai lên tiếng. 5 vạn lượng bạc không phải là một số tiền nhỏ, đối với võ tu bình thường mà nói, có lẽ cả đời cũng chưa từng được thấy nhiều tiền như vậy. Trong một gia tộc, đây cũng là một khối tài sản khổng lồ, gia tộc lớn đương nhiên có thể tham gia cùng, song, bọn họ không hề thiếu binh khí, hơn nữa mục đích của bọn họ cũng không phải là thanh đao này, phía sau vẫn còn có rất nhiều bảo vật bắt mắt hơn. Đến lúc này, cuộc đấu giá liệt diễm kim đao cuối cùng cũng kết thúc. Triệu Bân nhận ra người có được thanh đao này, là lão vong cổ. Lão già này cũng ẩn thân ở lầu 1, cải trang thành một thanh niên, có được kim đao, vẻ mặt vui tươi hớn hở hẳn. Vui thì vui đó, nhưng cũng rất đau lòng. Vì một thanh đao, tiền tiết kiệm cả nửa đời người đã tan thành mây khói trong phút chốc. Trật tự. Trên đài, hai thằng nhóc đã khiêng kim đao đi và đặt vào vị trí đó một chiếc hộp ngọc, mặc dù đang được niêm phong nhưng cũng không che lấp được mùi thơm bay ra của đan dược. Ánh mắt của những người ngửi thấy lại sáng lên, rất rõ ràng, vật đang đặt ở bên trong chiếc hộp, chính là một viên đan dược. Đan tố cốt 1 phân, giá khởi điểm là 5.000 lượng. Huỳnh Nham lãnh đạm báo giá, tác dụng của viên đan dược này thế nào, những võ tu có chút thưởng thức đều biết rõ, lão ta cũng lười giới thiệu, không phí lời, trực tiếp bắt đấu giá. 6.000, 8.000, đan này ta nhất định phải có. 1 vạn, đan dược mà, dù có bao nhiêu đường vân đi chăng nữa thì cũng là vật tốt, dù có thì cũng rất hiếm người bán, đấu giá để có được đan dược chính là một trong những cách hiếm hoi để có được nó. Vật càng hiếm thì càng quý. Số lượng luyện đan sư rất ít, đan dược cũng khan hiếm theo, từ trước đến giờ, nó vẫn luôn là vật muốn mua cũng không có hàng. Hầu hết những người có mặt, về cơ bản, mục đích bọn họ đổ xô về đây chính là vì đan dược. Chính vì như vậy nên giá viên đan này bị nâng lên 30 vạn lượng nhanh chóng. Cứ thế, giá lao vùn vụt thẳng lên trên. Triệu Bân nhắm mắt lim dim, đan tố cốt 1 phân đúng như tên gọi, nó là một loại đan dược rèn luyện xương cốt. Giúp xương chắc khỏe, những người mở linh mạch bẩm sinh cần nhất là loại đan dược này để đặt nền móng vững chắc. Những người đấu giá của phiên này chủ yếu là các lão tiền bối, đấu giá để đưa cho hậu bối của bọn họ dùng. Đan này, hắn có muốn cũng vô dụng. Tẩy tủy dịch cân kinh bá đạo hơn đan tố cốt nhiều. 4 vạn. Người ra giá cuối cùng chính là Lâm Tà, hắn ta nói một cách bình thản, nhìn dáng vẻ thì có vẻ như là mua cho đệ tử trong tộc. Thiếu chủ của một gia tộc lớn cũng rất quyết đoán. 5 vạn. Sau Lâm Tà, Doãn Hồn cũng lên tiếng. Hết chuyện, hai người bọn họ đã thu hút tầm mắt của mọi người xung quanh. Cả hai ngồi cùng một bàn nhưng lại cạnh tranh cùng sản phẩm, khoảng cách giữa hai người bọn họ lại gần như vậy, đừng nói là sẽ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân luôn nhé. 6 vạn. 7 vạn. 8 vạn. 9 vạn. Hai người này rất thú vị, một người phe phẩy chiếc quạt xếp. Một kẻ nhàn nhã uống trà. Một người ngược gió đến, một người ngược gió lên, hô giá mà vẫn cứ bình thản. Nhất định là gia tộc lớn rồi, rất nhiều lão tiền bối vuốt râu. Càng có nhiều người thấp cổ bé họng tim gan đập thình thịch hơn, tiền của bọn họ đều là tính theo lượng, còn tiền của các gia tộc lớn đều là tính theo vạn, đơn vị đo lường như cách nhau cả một thế giới. Theo lý mà nói, các gia tộc lớn hẳn là sẽ có luyện đan sư. Không ít người xì xào phỏng đoán, chỉ là đan 1 phân thôi mà cũng tranh giành kịch liệt như vậy. Người nghĩ quá đơn giản rồi. Lời của lão tiền bối có ý nghĩa khá thâm sâu, 80% luyện đan sư trở lên không ở hoàng tộc thì cũng là ở thiên tông, còn số lượng nằm rải rác trong dân chúng, hầu như đều là loại cấp thấp. Nếu tìm bọn họ luyện đan thì tiền thù lao không đắt, song cũng chưa chắc có thể luyện ra đan, ví dụ của chuyện này đã không còn là chuyện gì quá mới mẻ. Do đó, đây là một nghề rất được ngưỡng mộ. Làm luyện đan sư, điều kiện tiên quyết là lửa,
cho dù có thì cũng chưa chắc đã có thể trở thành một luyện đan sư. Trong dân gian sẽ không thể có một luyện đan sư chân chính, nếu có thì cũng bị hoàng tộc và thiên tông độc chiếm rồi. Đây chính là lý do vì sao đan dược lại chính là vật muốn mua mà không có hàng, dược liệu luyện đan không hề đắt, nhưng đan dược lại không có và thậm chí nếu có, giá cả cũng rất đắt đỏ. Cùng lẽ đó, luyện khí sư cũng giống như vậy. Hoàng tộc và thiên tông đều rất độc đoán, bất luận là luyện đan hay là luyện khí, về cơ bản, cả hai nhà này đều là lũng đoạn độc quyền. Các loại binh khí cũng như tất cả các loại dược hoàn đang lưu thông trên thị trường đều là mặt hàng cấp thấp. Dược hoàn không được gọi là đan dược, binh khí cũng không được gọi là vũ khí, bởi vì chúng vốn không được nung đúc từ luyện khí thuật. Tú Nhi, khi nào thì dạy ta luyện đan đây? Triệu Bân nói nhỏ, ánh mắt thiết tha nhìn Nguyệt Thần. Đại có thiên hòa, Nguyệt Thần uế oải nói, dứt lời lại nhắm mắt dưỡng thần. Đấu giá đan dược, Doãn Hồn ngừng lại. Đan tố cốt thuộc về Lâm Tà, đừng nhìn hắn ta tỏ vẻ điềm tĩnh, chứ trong lòng thật ra đã mắng Doãn Hồn hàng trăm ngàn lần rồi. Chỉ vì cái tên này mà hắn ta đã tốn mất thêm mấy vạn lượng. 9 vạn lượng. Tiếng tặc lưỡi vang lên, chỉ một viên đan dược nho nhỏ, giá khởi điểm còn không bằng đao vàng, cuối cùng giá chốt lại cao hơn đao vàng. Cũng phải thôi, càng là vật hiếm thì càng đáng quý mà. Yên lặng nào. Ở trên đài, Huỳnh Nham đã thu lại đan tố cốt một vân, đưa vật phẩm thứ ba ra. Là một cuốn sách cổ. Hoặc là một cuốn bí tịch thuộc về kiếm pháp, cấp bậc không thấp. Các sản phẩm đem ra bán đấu giá phải là tinh phẩm. Đấu giá bí tịch cũng rất máu lửa, ai cũng gào ầm lên, đến mức mặt đỏ tai hồng. Chỉ lơ đãng một chút là mất ngay, toàn lầu đấu giá tràn ngập tiếng mắng chửi. Còn kém xa kiếm quyết thiên lôi. Triệu Bân mở mắt ra rồi lại nhắm mắt, hắn không thiếu kiếm pháp hay bí tịch, trong đầu có một vị thần, thiếu gì thần thông mà phải mua chứ. Bí tịch đã có chủ, chốt 7 vạn lượng. Người có được bí tịch kiếm pháp là Doãn Hồn, thiếu chủ Hắc Viêm. Lâm Tà không tham gia vào tranh đấu. Sau đó là một linh quả, tài liệu cần để luyện đan. Nhưng kể cả thế thì vẫn dấy lên một hồi tranh đấu mãnh liệt. Dùng để luyện đan được thì cũng có thể luyện thể phách được. Còn giá cả thì, không cao không thấp, 3 vạn lượng. Người nói xem Hồng Yên có đánh thắng được môn chủ La Sinh môn không? Lão mập duỗi tay, nói nhỏ một tiếng. Là nói với Chư Cát Huyền Đạo. Đã ai gặp môn chủ của La Sinh môn đâu mà biết. Chư Cát Huyền Đạo nghe vậy thì nhún vai. Nghe đến cái tên đó, ông ta không khỏi thấy lạnh gáy. Chỉ cần đủ tiền, dám giết cả hoàng đế đại hạ luôn. Có thể thấy La Sinh môn này đủ điên cuồng, mà bí mật khắp nơi. Không cẩn thận ở trong này cũng có người của La Sinh môn đấy chứ. Thích khách ẩn mình là khó đối phó nhất. 8 vạn. Trong lúc đó, Chư Cát Huyền Đạo đột nhiên giơ bảng, lấy một viên tinh nguyên đan. Ngươi thiếu tinh nguyên đan lắm à? Lão mập liếc xéo một cái. Lão Chư Cát Huyền Đạo này hình như rất coi trọng tinh nguyên đan. Thiếu nhiều là đằng khác. Chư Cát Huyền Đạo đáp, ý nghĩa thâm sâu. Đành chịu thôi, cái thằng nhãi Triệu Bân đó đòi tinh nguyên đan, ông ta phải tìm đan dược này để đổi lấy công pháp đấy. Chờ tu vi quay lại đỉnh phong, ông ta sẽ thu thập lão mập đầu tiên. Hừ. Dám bỏ tất thối vào trong miệng ông ta à? Lại một viên nữa rồi. Triệu Bân thầm mỉm cười, khi nào quay về, Chư Cát Huyền Đạo sẽ đến tìm hắn đổi công pháp luôn. Thằng nhóc tóc tím và Xích Hiên thì thú vị hơn. Hai người này có vẻ rất hứng thú với Triệu Bân, mỗi người một bên, ôm mặt nhìn hắn đến là nồng nhiệt. Cái người này từ lúc đến giờ vẫn không lên tiếng. Phần lớn thời gian đều là nhắm mắt dưỡng thần khiến người ta cực kỳ hoài nghi rằng có phải hắn tới để tham gia bán đấu giá thành vong cổ hay không. Triệu Bân không nói, tiếp tục chợp mắt. Nếu như không phải hết chỗ ngồi khác thì hắn nhất định sẽ đổi chỗ, ở đây suốt ngày bị nhìn chằm chằm. Yên lặng. Huỳnh Nham lạnh nhạt nói, phất tay, đưa lên một món đấu giá nữa. Vật này bỏ ra, nhóm người xem đấu giá liền trở nên kỳ quái. Này, đó là áo cà sa à? Ừ, chắc các phương trưởng trong chùa thích lắm đây. Ê lão già, đầu người bóng loáng đấy, người phải hoàng thượng không thế? A-di-đà Phật, cút đi cút đi. Khách đấu giá nói chuyện rất hòa hợp, phần lớn đều xem trong hội trường một vòng. Đầu chọc cũng không ít, còn có phải hòa thượng hay không thì không rõ. Áo cà sa này có năng lực gì vậy, có người hỏi. Huỳnh Nham hít sâu một hơi, nói, mặc lên người, trừ tà.
trừ tà cũng tốt, an toàn. Giá khởi điểm 3.000 lượng, bắt đầu. Lúng túng là, Huỳnh Nham vừa dứt lời thì bên dưới không một ai đáp lại. Ai uống trà thì uống, ai tán gái thì tán, coi lời nói của lão ta như gió thoảng, bộ dạng như nói, đừng có đem mấy thứ này ra đùa bọn ta, đều là võ tu thì ai sợ yêu ma quỷ quái. Còn trừ tà á, tà con mẹ ngươi ấy, bọn ta cũng không phải hòa thượng, cũng không phải người xuất gia, đầu óc bị úng hay sao mà mặc áo cà sa. Huỳnh Nham ho khan. Đã bảo rồi mà, không phải hòa thượng thì ai thèm mua cái này chứ? Nếu không phải vì các chủ của lầu đấu giá cứ đòi nhét cái áo cà sa này vào thì có điên mới chịu bán. Sự thực chứng minh, lúng túng muốn chết. Lầu đấu giá trước giờ không có món gì không bán được, áo cà sa này chắc chắn sẽ là món đầu tiên. Thôi đổi cái khác đi. Đổi đan dược đi, loại nào tu bổ được tuổi thọ ấy, ông đây không sống được mấy năm nữa đâu. Công pháp cũng được, bọn này không kén chọn đâu. Tiếng vỗ bàn không ít, tiếng ầm ĩ cũng nhiều, chả ai thích áo cà sa đó cả. Huỳnh Nham cười gượng, định giơ tay. Nói thật, lão ta cũng không coi trọng áo cà sa này, hoặc là, không coi trọng hoàng thượng. 3.000 lượng, ta lấy. Đột nhiên ở một góc truyền đến tiếng nói giả nua, khiến không ít người quay đầu xem. Người ra giá chính là Triệu Bân. Sau khi ăn thuốc đổi giọng, người ta đều tưởng hắn là người già đấy. Chắc đây là hòa thượng đó. Người xuất gia không được nói dối mà, nói nhỏ chút. Đâu có chọc không vậy. Mấy người cùng bàn cũng đều đánh giá Triệu Bân, đáng tiếc cái tên này ăn mặc kín kẽ, đến cả lão mập cảnh giới địa tàng đình phong còn không nhìn ra. Triệu Bân bình tĩnh như cũ, không có biểu cảm gì. Hắn không phải hòa thượng, nhưng áo cà sa này đúng là để tết. Áo cà sa cũng là đồ đồng nát. Cái này là nguyệt thân đôi, nhưng trên áo cà sa có khắc dấu hiệu hai chữ vạn nhé. Cũng là bảo bối thứ thiệt, ở trong tiên giới và thần giới, loại chữ cổ này. Được coi là áo giáp chữ thiên, không ai biết lai lịch của nó, nhưng biết nó không tầm thường. 3.000 lượng, có ai tăng giá không? Huỳnh Nham cười nói, không khỏi nhìn sang Triệu Bân một cái. Đại sư thích thì để cho người ta đi. Tên mập vỗ bụng, không biết đó là Triệu Bân. Cho nên chỉ chọc cười một chút. Đã ăn no mà còn không tiêu nữa, nên phải luyện mồm tí cho đỡ. Không cần hắn ta nói, người khác cũng không cướp. Với võ tu thì áo cà sa trừ tà đúng là phế vật, không có tác dụng gì lớn, 3 lượng 5 lượng mua còn được, chứ 3.000 lượng thì thôi đi, tiền bạc đáng quý lắm chứ. Đã không có ai tăng giá thì áo cà sa này. 3.100 lượng, thiếu chủ ta muốn nó. Huỳnh Nham chưa nói hết lời thì đã bị cắt đứt. Thanh âm truyền từ tầng 3, nói chính xác là từ gian phòng của tộc Huyết Ưng. Người lên tiếng chính là Nghiêm Khang đang nằm nghiêng ở một cái giường, thần sắc nhãn nhã, nói chuyện khá tùy ý. Ai không biết còn tưởng áo cà sa là vật trong túi của hắn ta đấy. Nhưng với nhóm bán đấu giá thì nếu không phải vật tốt, ai sẽ ngu đến mức đi tranh cướp với gia tộc lớn chứ, cũng chẳng có nổi tiền để tranh. Đã nói mà, có người không chịu an phận. Triệu Bân ho khan một tiếng. Lúc trước thì chẳng thèm, giờ ta ra giá ngươi lại chạy ra cướp. Ông đây chưa kịp bẫy ngươi thì ngươi đã nhảy vào trước rồi đấy. 3.500 lượng, Triệu Bân lạnh nhạt nói. Thú vị, Nghiêm Khang cười lạnh, 5.000. 1 vạn. Triệu Bân bưng trà nhấp một ngụm, tú nhi nhà hắn nói thì nhất định sẽ là bảo bối, cho dù táng ra bại sản cũng phải đoạt lại áo cà sa. Kể cả không giành được thì cũng sẽ không cho Nghiêm Khang được dễ dàng. Được, tốt lắm. Nghiêm Khang nhếch miệng, ta trả 2.2 vạn. 3 vạn. 4 vạn. 5 vạn. 6 vạn. Ban nãy Lâm Tà và Doãn Hồn đấu nhau, giờ lại thêm một lần đấu đá. Triệu Bân vừa mới báo giá, Nghiêm Khang đã vùng ra cướp. Nghiêm Khang tăng giá, Triệu Bân cũng tăng lên cùng. Câu nọ nối tiếp câu sau, khiến người ta không kịp phản ứng. Áo cà sa này là bảo bối à? Nghe đến giá cả, khách đấu giá tại chỗ đều không khỏi nhướng mày. Ban nãy chẳng ai thèm, lúc này hai người gọi giá đến là hăng hái, rồi đến hẳn 6 vạn lượng. Mà bọn họ đánh giá áo cà sa hồi lâu, vẫn chưa thấy chỗ huyền ảo đâu. Không nói đến khách đấu giá, đến cả Huỳnh Nham cũng không khỏi liếc cái áo cà sa mấy lần. Đáng tiếc ánh mắt lão ta có hạn, không nhìn ra sự thần kỳ nào cả. Đây chỉ là áo cà sa có chút bạc màu, nếu cứ một hai nói nó bất phàm thì chỉ có thể nói chất vải là một loại vải đặc thù. Nhưng cũng không thể đến 6 vạn được. Đốt tiền à? Khách đấu giá sờ cằm,
nhìn Triệu Bân, cũng nhìn lên tầng 3. Không khéo lại đều là hòa thượng hả? Không biết có bao nhiêu người đang lẩm bẩm áo này, cả hai đều vừa ý áo cả xa vậy cơ mà. Tăng, tăng nữa đi. Nghiêm Khang cười khẩy, so tài lực với tộc huyết ưng ta, người cũng ghê gớm lắm đấy. Vị đạo hữu này có tăng giá không? Huỳnh Nham cười, nhìn về phía Triệu Bân. 8 vạn. Hơn người 1 vạn, 9 vạn. Nghiêm Khang hừ lạnh, đã nén giận lắm rồi. Từ lúc đến thành vong cổ đến nay, mọi chuyện không thuận lợi chút nào, hắn ta đang muốn tìm chỗ xả ra. Giờ đi đấu giá còn gặp phải cái thứ cứng đầu, không sợ chết, vậy hắn ta dùng bạc đập chết cái tên đấy. 10 vạn. Lời này nói ra, toàn hội trường cùng quay đầu, đến cả gia tộc trong tầng 2 tầng 3 đều nhìn ra. Cái tên này giàu đấy, dám đối đầu với gia tộc lớn, mà áo cà sa này thật sự có giá 10 vạn lượng bạc à. Hai người đấu đến nghiện à. Bất ngờ quá đi mất. Đám Chư Cát Huyền Đạo ngồi cùng bàn đều tặc lưỡi không thôi, không ngờ người bên cạnh này lại là một tên nhà giàu. 10 vạn lượng nói trả liền trả. Thiếu chủ Nghiêm Khang có tăng giá không? Huỳnh Nham cười đến là vui vẻ, áo cà sa đã có giá vượt ngoài dự liệu của lão ta. Lão già chết tiệt. Nghiêm Khang giận dữ muốn điên, cắn chặt răng, ánh mắt lóe ra tia lạnh lùng. Cứ tưởng có thể ung dung lấy xuống, ai mà ngờ đối phương cũng có tiền đến thế. Hắn ta đường đường là thiếu chủ gia tộc lớn thế mà bị ép giá, 10 vạn lượng đã vượt qua dự chi của hắn ta. Không thể không dừng lại, lần đấu giá áo cà sa này, Nghiêm Khang hắn ta đã được tính trước là phải mất mặt lần nữa. Nghiêm Khang, đây không phải tác phong của ngươi nha. Gia đình giàu có thế mà còn thiếu tiền à, không đủ thì lão ca cho ngươi mượn nhé. Đừng có sợ, lấy tiền đập. Những giọng nói quái gở vang lên liên tiếp, phần lớn đều truyền ra từ tầng 3. Phần lớn đều là con em gia tộc lớn, đối nghịch với tộc huyết ưng. Khó có cơ hội tốt đến vậy, còn không móc nghĩa thì để đến bao giờ đây? Sắc mặt Nghiêm Khang liền trở nên dữ tợn. Hóng chuyện nên không ngại chuyện xé to ra, hình như hắn ta lại thành một trò cười rồi. Thiếu chủ, đừng quên mục đích chúng ta đến lần này. Trưởng lão huyết ưng vội vã nói, trong lòng thì đang thầm mắng. Con mẹ nó chứ, thằng này ngu lắm. Ngươi không phải hòa thượng thì mua áo cà sa làm cái đếch gì? Muốn nhìn thấu hồng trần hay gì? Tỏ vẻ cũng phải có giới hạn thôi chứ, tiền chứ có phải lá me lá mít đâu. Có tăng giá không nhỉ? Huỳnh Nham nhìn tầng 3. Không nâng. Nghiêm Khang hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn nhịn được. Vậy thì áo cà sa sẽ thuộc về vị đạo hữu kia, Huỳnh Nham dõng dạc tuyên bố. Chà chà. Mọi người ở đó đều tấm tắc, người có tiền nhiều thật đấy. Lão già chết tiệt. Nghiêm Khang lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hung hăng. Vốn muốn ra vẻ ta đây, ai ngờ rằng bản thân còn chưa kịp ra vẻ, ngược lại đã mất hết mặt mũi rồi. Mẹ kiếp nhà nó. Nghiêm Khang đang chửi, Triệu Bân cũng đang chửi. Chiếc áo cà sa 3.000 lượng, cứ thế được đấu giá lên 10 vạn lượng, đau lòng quá. Không, mình cũng phải để hắn ta nôn ra ít tiền mới được. Thật bất ngờ. Huỳnh Nham vui cười hớn hở. Chiếc áo cà sa mà lão ta không coi trọng nhất lại được đấu với giá cao nhất. Vẫn là các chủ có tầm nhìn xa trông rộng. Nhìn xa trông rộng cái con mẹ nhà ngươi. Nếu các chủ ở đây thì chắc chắn sẽ nói như thế. Món đồ đấu giá vô dụng chỉ muốn đổi lấy vài đồng, bao nhiêu cũng không quan trọng, có trời mới biết sao giữa chừng lại có bất ngờ như thế. Trận tranh chấp nhanh chóng kết thúc. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, một tên nhóc bưng một chiếc hộp ngọc lên bục. Vật bên trong chiếc hộp là một miếng ngọc đen. Đám người có ánh mắt tinh tường thấy được tác dụng của miếng ngọc đen, đeo trên người có thể bồi bổ khí lực, người dưỡng ngọc ngọc dưỡng người. Những đồ vật như thế này căn bản đều có công hiệu. Giá khởi điểm 3.000 lượng, bắt đầu đấu giá. Huỳnh Nham ngáp một cái, món đồ không có gì đặc biệt thì lão ta cũng chẳng có động lực gì cả. 5.000, 8.000, 1 vạn. Cuộc đấu giá vẫn rất náo nhiệt. Nhưng so với áo cà sa thì vẫn kém một chút. Không chỉ là miếng ngọc đen này, mấy món đồ sau đó bất luận là hoa thơm cỏ lạ, bí tịch công pháp thì cũng chỉ đấu giá qua loa, cao nhất không quá 5 vạn lượng. Triệu Bân ngồi yên lặng, chợp mắt một lúc. Mất 10 vạn lượng rồi, xót phí quá. Hắn phải suy ngẫm một lúc, cũng đang nghỉ ngơi lấy sức. Hôm qua cửa hàng binh khí của bọn hắn bị nổ nên phải nghĩ cách lấy lại một chút lợi nhuận. Cơ hội mà, nói đến là đến. Trên bục,
một bộ nghê thường được treo lên cao, có mây khói mịt mờ, có sương mù đầy màu sắc lượn quanh, giống như xiêm y của tiên nữ, không nhiễm bụi trần. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chợt cảm thấy tựa như ảo mộng, bất luận là tay nghề hay chất liệu vải cũng cực kỳ hoàn mỹ. Nếu có một người con gái nào đó mặc vào, chắc chắn sẽ rất thánh thiện, đẹp đến mức không sao tả xiết. Hay lắm, một bộ xiêm y của tiên nữ. Sau khi trông thấy bộ xiêm y, các quan khách tham gia đấu giá không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Chắc chắn là lấy từ chỗ đào tiên tử. Ngoài nàng ấy thì còn ai có thể dệt được một bộ nghê thường đẹp như thế này. Thành thật mà nói, chẳng có tác dụng gì cả. Tiếng bàn luận khá sôi nổi, rất nhiều người yêu thích nó, họ coi bộ nghê thường là một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn đám con gái như Xích Hiên, U Lan, Thanh Giao, ánh mắt người này người kia sáng rực, bộ xiêm y của tiên nữ thật sự quá đẹp khiến bọn họ không khỏi si mê. Liễu Như Nguyệt cũng thế, cô ta đã nghe đến tiếng tăm của Đào Tiên Tử từ lâu, đúng thật là một người vô cùng khéo léo. Đào Tiên Tử là ai? Ngưu Anh chọt chọt nhóc hám tiền hỏi han. Thợ thêu của hoàng tộc, Bạch Nhật Mộng tiện mồm nói, năm đó nàng ấy có tài thêu hoa đào song phượng sống động như thật, cái tên Đào Tiên Tử cũng từ đó mà ra, thanh danh nổi khắp thiên hạ. Đẹp thì có tác dụng gì chứ, cũng không thể ăn được. Tên béo da đen bĩu môi, dưới cái nhìn của hắn ta thì đùi gà vẫn thực tế hơn. Nhóc hám tiền không nói gì mà liếc nhìn Ngưu Anh một cái. Ngẫm lại thì cũng đúng, hắn là đàn ông, nào biết tâm tư của đám con gái. Một bộ xiêm y tiên nữ không chỉ tượng trưng cho thân phận mà còn mang lại sự thanh thoát của cái đẹp, thử hỏi có cô gái nào không động lòng cơ chứ? Nhóc hám tiền giống như mấy cô gái đó, cũng nhìn đến mức thần hồn si mê. Thêu song phượng, Triệu Bân lẩm bẩm, lông mày hơi nhíu lại, kỹ thuật thêu của bộ xiêm y kia khá giống mẹ hắn. Chỉ là một người thì song châm đơn phượng, một người thì song phượng đơn châm. Điều này khiến hắn bất giác cho rằng mẹ hắn và Đào Tiên Tử trong truyền thuyết kia là đồng môn. Giống như kỹ thuật châm pháp đoạt đồ với trời thế này, trước giờ đều là đơn truyền. Bộ xiêm y này tên là Lạc Hà, là món đồ của Hà Tiên Tử. Huỳnh Nham cười nói, có người có thể nhìn ra, cũng có những người không thể nhìn ra, vậy thì phải quăng một cái tên nổi bật chút, đấu giá mà. Gắn cái danh của Đào Tiên Tử, giá trị vô cùng. Quả thực cái tên này vừa được sướng lên đã cảm thấy đẳng cấp rồi. Giá khởi điểm 1 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 lượng. Huỳnh Nham nói một cách thong thả, chỉ với mức giá khởi điểm đã làm mọi người im bặt. Tình cảnh khó xử lúc này là căn bản không có ai đáp lại. Trong dự đoán của hắn, bộ xiêm y tiên nữ Lạc Hà bấy giờ và áo cà sa nhà Phật đều được coi là thứ vô dụng. Ngoại trừ việc mặc lên người có vẻ đẹp đẽ thì căn bản không có tác dụng gì cả. Đối với võ tu mà nói, có cũng được mà không có cũng được, không tốt bằng đan dược. Nhưng Lạc Hà lại không bằng áo cà sa. Đợi đấy, bộ xiêm y này chắc chắn có nhiều người dành nhau mua, mà giá cả cũng sẽ không thấp. 1 vạn, ta lấy. Giống như Huỳnh Nham dự đoán, có người ra giá, chính là thiếu thành chủ Hàn Minh của thành Thương Lang. 1 vạn 1, sau Hàn Minh là Vũ Văn Hạo, hắn ta nề nụ cười thích thú diễu cột. 1 vạn 5. 2 vạn. Vũ Văn Hạo chưa kịp nói thì từ một gian khác truyền ra tiếng nói, đương nhiên cũng là con cháu của gia tộc lớn, tiến không là vấn đề, quan trọng là hắn thích bộ xiêm y đó. Nói chính xác là Liễu Như Nguyệt thích, nếu như đem bộ xiêm y này đến Liễu gia thì hắn sẽ có thêm thế diện, nói không chừng còn có thể ôm người đẹp trẻ về. 2 vạn rưỡi. Bổn thiếu chủ làm tròn cho ngươi, 3 vạn. 3 vạn 1. Bộ xiêm y này ta rất thích, 4 vạn. Ta thêm 5000. Âm thanh ra giá không ngừng vang lên, đa phần được truyền đến từ lầu 3, là cuộc ganh đua giữa những gia tộc lớn chứ không phải là của kẻ ngu si. Phàm là con gái thì ai cũng thích bộ xiêm y tiên nữ Lạc Hà này, đương nhiên bao gồm cả Liễu Như Nguyệt, vì vậy phải đấu giá bằng được để đem đến Liễu gia cầu hôn. Má nó, nhiều tiền thật. Liễu Như Nguyệt thích, vậy thì giá trị cũng khác biệt rồi. Lời này có lý. Mọi người đều tấm tắc. Nếu như là trước đây, 100 lượng mua một bộ quần áo đã là xa xỉ, giờ đây một bộ nghê thường tốn mấy vạn lượng. Không thể không nói, tên tuổi của Đào Tiên Tử thật sự rất nổi, nếu không phải là trong nhà có mỏ vàng thì ai dám đấu giá như thế này. Càng ngày càng biết làm ăn rồi. Chư Cát Huyền Đạo cảm thán một tiếng, sao ông ta lại không biết ý đồ của chỗ đấu giá cơ chứ, ông ta cũng biết các gia tộc lớn đến đây làm gì. Làm ra một bộ nghê thường như thế này.
con cháu của các gia tộc lớn kia không điên cuồng tranh giành nhau mới lạ. Nếu giành được sự coi trọng của Liễu Như Nguyệt thì phần trăm cầu hôn thành công chắc chắn sẽ lớn. Ông ta có thể nhìn ra, mọi người ở đó cũng biết rất rõ. Từng đợt ra giá vang lên, rất nhiều người nhìn về phía nhã gian của Liễu gia. Không cần vào trong nhìn thì cũng biết Liễu Thương không đang dương dương tự đắc rồi. Con cháu của gia tộc lớn như thế lại vì con gái ông ta mà đấu giá bộ xiêm y này, không tự đắc mới lạ. Sự thật đúng là như thế, chủ nhân của Liễu gia ưỡn thẳng sống lưng, không chỉ lâng lâng, lơ là một chút thì khéo bay lên luôn rồi. 10 vạn. Trong tiếng huyên náo, buổi đấu giá giữa các gia tộc lớn chính thức hạ màn. Người thắng chính là Nghiêm Khang. Thật sự quá quyết đoán, chỉ ít thì mọi người có mặt ở đây và Liễu gia đều cho là vậy. Nâng, nâng tiếp đi. Nghiêm Khang cười khẩy, nụ cười đó là nụ cười của sự hả hê, lời nói đó tất nhiên là nói với đám gia tộc lớn kia. Trước đây hắn ta bị một đám người nói móc, lần này cuối cùng hắn ta cũng thắng được một ván. Có khí phách đấy. Người của mấy gia tộc lớn ai cũng hầm hừ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải là không ra giá, cũng không phải là không có tiền, mà là bảo tồn thực lực, nếu tiêu quá nhiều thì tiếp sau đó chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi. Sảng khoái. Sắc mặt Nghiêm Khang lộ ra vẻ mãn nguyện, từ trước đến nay Thành Vong Cổ chưa từng có giây phút nào mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu như lúc này. Cuối cùng hắn ta cũng ra vẻ ta đây thành công rồi, thể hiện tốt rồi, cũng khiến Liễu Như Nguyệt liếc mắt nhìn một chút, đúng là kiểu ta đây vì nàng mà đại sát bốn phương. Cái kiểu ra vẻ này được đấy. Chư Cát Huyền nói một câu hàm ý sâu xa, đứa trẻ này cũng không dễ dàng gì. Cửa thành bị phá một lần, Vọng Nguyệt Lâu bị nổ một lần, phủ thành chủ bị gài bẫy. Lần này thì mở mày mở mặt rồi. 10 vạn, vẫn còn có thể nâng giá. Huỳnh Nham liếc mắt nhìn quanh phía dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở lầu 3. Đừng kêu gọi nữa, cái tiếp theo đi. Nghiêm Khang khẽ nói. Cho hắn ta một cái thang thôi mà đã ra sức treo lên trên rồi. Câu nói này quả thật đầy đẳng cấp, mang ngụ ý chỉ điểm Giang Sơn, chỉ để thông báo với mọi người ở đây rằng bố mày rất giàu, không phục thì đến đây mà giành. Ta nhìn hắn là thấy khó chịu, Ngưu Anh nói. Nhóc hám tiền mải miết đếm ngân lượng, tự nhiên chen vào một câu, ta cũng thế. Đâu chỉ bọn họ, đại đa số người ở đây đều khó chịu. Nếu không có ai nâng giá, vậy thì... 11 vạn lượng. Lời nói bất thình lình của Triệu Bân đã cắt ngang lời của Lão Hoàng. Ánh mắt của tất cả mọi người lại thu hút về một góc. Người ngồi cùng bàn cũng đồng loạt liếc mắt sang. Thú vị đấy, không ít người ngồi thẳng lên. Áo cà sa trước đó cũng là hai người họ đấu giá, một chiếc áo cà sa lớn ngớ lại được đấu giá đến tận 10 vạn lượng. Bây giờ, Nghiêm Khang ra giá cho bộ xiêm y Lạc Hà, người kia lại nhảy bổ ra, dám tranh giành với gia tộc lớn. Chắc chắn lai lịch không tầm thường. Nói không chừng cũng là con đại gia núp ở phía dưới. Điều này không quan trọng, quan trọng là đã ra giá rồi. Lại là niềm vui bất ngờ. Huỳnh Nham vui cười hớn hở, vốn tưởng rằng 10 vạn lượng đã là mức cao nhất, điều này cũng đã vượt ngoài dự đoán của lão ta, ai ngờ lại còn có thể tăng lên. Nghĩ tới đây, lão ta không khỏi nhìn Triệu Bân thêm một chút. Giống như đại đa số mọi người. Lão ta cũng không thể nhìn thấu được thân phận của Triệu Bân. Chỉ biết rằng hắn là một người giấu tài, hơn nữa còn cực kỳ lắm tiền. Triệu Bân ngồi yên như tại chỗ, mắt cũng không mở ra. Nói thế nào đây, cuối cùng thời cơ đã đến. Không gài bẫy Nghiêm Khang được một lần thì hắn không phải họ Triệu. Quan trọng nhất là hắn có con át chủ bài cấp thần, Nguyệt Thần có thể dò ra được giới hạn của Nghiêm Khang. Như vậy thì còn sợ cái thá gì? Chỉ cần không vượt qua giới hạn thì hắn chơi đùa như nào cũng được, dám động làm nổ cửa hàng binh khí của ta thì phải trả giá bằng máu. Lão già, muốn chết hay sao? Nghiêm Khang hừ mạnh một cái, đứng phắt dậy, cắn răng nghiến lợi. Thanh niên, nổi nóng hại thân lắm. Triệu Bân nói khẽ, âm sắc già dặn vô cùng. Được, được đấy, Nghiêm Khang cười gằn một tiếng, ta ra giá 12 vạn lượng. Ta trả thêm 1.000 lượng, Triệu Bân xông pha tiến lên. 13 vạn, thêm 1.000, 14 vạn, thêm 1.000. Đây là một trận đấu giá ly kỳ, Nghiêm Khang kích động đến mức tiếng sau gào to hơn tiếng trước. Triệu Bân vẫn cứ kiên trì, mỗi lần thêm đúng 1.000 lượng, không nhiều hơn một đồng nào. Chính là đấu giá hơn ngươi 1.000 lượng. Dáng vẻ nhắm mắt nghỉ ngơi của Triệu Bân đã thể hiện rõ lời nói này. 20 vạn,
Nghiêm Khang quát ầm, sắc mặt đã đủ dữ tợn. Suýt. Mọi người ai nấy đều há hốc mồm, trời mới biết có bao nhiêu người ngửa đầu lên, giơ ngón tay cái về phía Nghiêm Khang. 20 vạn lượng mà ngươi dám hô luôn. Hắn cũng là một người lợi hại. Nhìn Nghiêm Khang xong, các khách tham gia đấu giá khác lại nhìn Triệu Bân, 10 vạn lượng cứ thế được hắn đấu giá đến 20 vạn lượng. Một câu thôi, làm tốt lắm. Mọi người ở đó vui cười hớn hở, thấy gia tộc lớn ăn quả đắng thì vui mừng không ngớt. Vẫn còn có thể nâng giá. Huỳnh Nham nhìn về phía Triệu Bân. Tất cả mọi người cũng nhìn về phía đó. Nâng đi, có khí phách thì nâng tiếp đi. Tiếng gào thét vang dội nhất vẫn là tên Nghiêm Khang kia, hắn nghiến răng nghiến lợi. Trưởng lão tộc Huyết Ưng không thể kéo lại được nữa, hôm nay thiếu gia nhà ông ta có vẻ hơi phát cáu rồi. Tăng thêm 1.000. Lời nói của Triệu Bân quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của đám đông, lại tăng thêm 1.000. Ngươi thích chết à? Thiếu chủ, xin chớ nóng giận. Cút! Sau đó có tiếng ồn vang lên từ nhã gian, chắc hẳn là tên Nghiêm Khang đó nổi giận rồi, mà chắc chắn là giận lắm rồi, chỉ muốn nhảy từ trên xuống tìm Triệu Bân đánh nhau, nhưng bị trưởng lão nhà mình kéo về. Đây là lầu đấu giá vong cổ đấy. Chớ hỗn xược. Huỳnh Nham trầm giọng. Nhiều góc tối đều có chân nguyên lộ ra. Vì đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới huyền dương nên ý tứ của người này rất rõ rệt, dám để lộ ý đồ giết người thì ngươi khỏi cần đi nữa. Lời nói của lão ta cũng rất có tác dụng. Những người có mặt ở đó ai cũng nghển cổ chờ mong, thái độ rõ ràng là muốn hóng chuyện. Thiếu chủ Nghiêm gia, có muốn tăng giá nữa không? Tăng, lão tử ra giá 25 vạn lượng. Huỳnh Nham vừa dứt lời, Nghiêm Khang đã tức giận hét lên. Đồng tử đỏ sọc. SSSSS. Lại là những tiếng hít sâu, với con số này, đừng nói đến khách đấu giá, chính Huỳnh Nham nghe xong cũng không khỏi run rẩy. Mẹ kiếp, có phải fan này chơi hơi lớn rồi không? 25 vạn lượng mua một bộ đồ. Không biết nếu Đào tiên tử ở đây thì liệu có cảm thấy vinh hạnh hay không, tiên y Lạc Hà mà nàng mang ra có thể đấu giá đến con số này. Bao nhiêu năm rồi, chắc hẳn đây là lần đầu ở Triều Long của Đại Hạ. Cứ ra vẻ thôi là được, đừng quá đà. Chư Cát Huyền Đạo chắp tay trước ngực, câu này tất nhiên là nói với Triệu Bân, chắc hẳn là một lời nhắc nhở đầy thiện chí. Đừng để đến lúc ngươi tăng giá thêm mà người ta không lấy nữa, thế thì xấu hổ lắm. Muốn có tiên y thì cứ tìm ta. Ta quen với Hoa Tiên Tử, không cần mất nhiều tiền đâu, 10 vạn lượng là đủ rồi. 8 vạn vậy, giảm giá cho ngươi. Thằng nhóc tóc tím xoa xoa tay mà cười. Câu này cũng nói với Triệu Bân. Tăng thêm 1.000. Triệu Bân nói rồi phủi phủi bụi bặm trên vai áo, giọng điệu bình thản. Nguyệt thần đã thăm dò từ trước rồi, mức giới hạn của tên đó là 30 vạn lượng, hắn vẫn còn cơ hội để chém gió. 30 vạn lượng. Nghiêm Khang quát ầm lên, con số này lọt vào tai các khách đấu giá chẳng khác nào một tiếng sấm rền. Từ khi phiên đấu giá được mở ra đến nay, đây là lần đầu họ nghe thấy con số này. Chừng ấy ngân lượng là đủ đập chết một gia tộc nhỏ rồi, gia tộc lớn quả nhiên rất tùy hứng. Nếu thích như thế thì lấy đi. Triệu Bân dứt khoát ngậm miệng lại, nhưng trong lòng đã vui như nở hoa. Nguyệt thần thăm dò không sai xu nào, đỉnh luôn. Bẫy tên nào chuẩn ngay tên đó. Chúc mừng Nghiêm huynh nhận được một bộ tiên y. 30 vạn lượng, đúng là tộc Huyết Ưng lắm tiền thật, ta tự thấy hổ thẹn vì không sánh bằng. Nóng giận hại thân, bình tĩnh chút nhé. Con em các gia tộc lớn bỗng trở nên không yên phận, người một câu ta một câu cứ như tấu kịch, so với Nghiêm Khang thì chút thiệt thòi của họ trước đó không đáng kể gì. Phụt! Trong nhã gian, Nghiêm Khang sặc một hơi, thật sự thổ huyết luôn, đôi mắt đỏ ngầu cực kỳ dữ tợn, sát khí lạnh như băng vừa nhắm vào Triệu Bân vừa nhắm vào các gia tộc lớn. Khách đấu giá lại không nghĩ vậy. Chuyện này trách ai được đây, đáng đời ngươi thôi. Người ta đang đấu giá, ngươi chạy tới ra vẻ. Khiến người ta tự dưng phải tiêu hơn 9 vạn lượng. Chẳng lẽ ngươi được phép quấy phá mà người khác không được phép à? Con nít nhà người ta muốn ra vẻ cũng không dễ dàng gì. Lão mập vuốt chòm râu mà cảm thán, ví dụ như Nghiêm Khang này, mấy lần ra vẻ mà không thành công, lần này cuối cùng cũng được như ý muốn rồi, chẳng qua cái giá phải trả hơi thê thảm tí thôi. Tốn thêm 20 vạn lượng, hiển nhiên sẽ thương gân động cốt. Cứ đợi đi. Đến khi đấu giá đan dược sau cùng, tộc Huyết Ưng của hắn ta chắc chắn không có duyên chạm tới. Ngân lượng của đa số các gia tộc lớn đều ngang nhau, đâu còn sức mà tranh giành.
nếu không ai tăng giá thì Thiên Y Lạc Hà này thuộc về Nghiêm Khang. Câu nói của Huỳnh Nham chắc như đinh đóng cột, 30 vạn lượng thực sự không hề ít, lão ta mất một lúc mới kịp phản ứng đấy. Cài cắm bao nhiêu người nâng giá cũng không có tác dụng bằng một kẻ phá hoại, từ khi mở đấu giá, đây là món đồ đắt giá nhất. Điều tra cho ta. Trong nhã gian, hai mắt Nghiêm Khang đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn vô cùng. Triệu Bân bình tĩnh hơn hẳn. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, phàm là những kẻ tham gia quần ẩu ở Vọng Nguyệt Lâu, phàm là những kẻ đêm qua phá hoại cửa hàng binh khí nhà hắn, không một kẻ nào chạy thoát. Dám tham gia đấu giá, hắn sẽ bẫy chúng đến chết mới thôi. Thích cảnh tượng này ghê. Hôm nay dường như Nguyệt Thần rất nhãn nhã, cũng không ngủ nữa, cứ ngồi trên mặt trăng, hai tay chống cằm, ánh mắt sáng long lanh. Bẫy người ta ấy mà, cô ta giỏi chuyện này lắm. Sóng gió qua đi, phiên đấu giá tiếp tục. Trên đài, lão già Huỳnh Nham đã lấy ra một vật, đó là một bộ bí tịch quyền pháp. Người tham gia đấu giá cũng không ít. Nhưng giá cả không thể bì nổi với Thiên Y Lạc Hà, họ từng chứng kiến sóng to gió lớn rồi nên những thứ này chỉ là mương rãnh bé tẹo thôi. Một bộ bí tịch, 3 vạn lượng đã thành giao. Các vật phẩm phía sau cũng thế cả. Từng thấy sóng gió rồi nên ai cũng thận trọng hơn, chủ yếu là sợ bị hố. Vị đạo hữu này, trông lạ quá nha. Ở trong góc, Chư Cát Huyền Đạo và Lão Mập một người bên trái một người bên phải, ai cũng ôm mặt đánh giá Triệu Bân từ trên xuống dưới. Hào sảng như vậy chắc hẳn lai lịch cũng không tầm thường, chưa biết chừng là một lão già ẩn thế lánh đời nào đó, chưa biết chừng họ còn quen nhau. Khách qua đường mà thôi. Triệu Bân tùy tiện đáp lại một câu, mẹ kiếp, đừng nhìn ta chằm chằm như thế, phát cáu cả lên. Muốn nói chuyện thì đợi về rồi nói sau, đang đấu giá mà, đừng để lộ tẩy. Ta thực sự quen biết Đào Tiên Tử đấy. Thằng nhóc tóc tím vẫn đang chắp tay lải nhải. Về điều này, Triệu Bân không phủ nhận. Ngoại trừ hắn ra, người trên bàn này không ai tầm thường, đa số họ có liên quan tới Thiên Tông, mà Đào Tiên Tử là thợ thêu của hoàng tộc, dù quen biết cũng không hề lạ. 5 vạn. Phiên đấu giá vẫn chưa ngừng lại, một giọng nói già nua vang lên, vọng khắp hội trường. Bấy giờ họ đang đấu giá một thanh kiếm màu đỏ. Thanh kiếm này quả thực không tầm thường, toàn thân lóe lên màu đỏ thẫm, kiếm khí rất sắc bén, được đúc từ xích hàn huyền thiết, mấy thứ trong cửa hàng binh khí không thể bì được. 6 vạn lượng. Triệu Bân đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng lên tiếng, chỉ bởi vì người tham gia đấu giá chính là Vương Dương của Vương gia. Tuy âm sắc già nua, tuy che giấu đến mức không một kẽ hở, nhưng khó lòng thoát khỏi đôi mắt nhìn trộm của Nguyệt Thần. Nếu đã là thứ Vương Dương muốn thì phải ép hắn ta nhả ra chút ngân lượng. Trong số những kẻ quấy phá cửa hàng binh khí hôm qua, Vương Dương cũng có phần. Hắn ta tưởng rằng không một ai biết, thực chất đã bại lộ từ lâu rồi. Hắn ra giá khiến mọi người rất chú ý. Hết cách rồi, ai bảo trước đó hắn đã đấu với Nghiêm Khang một trận tưng bừng. 7 vạn lượng. Vương Dương liếc mắt nhìn rồi tiếp tục tăng giá. Hắn ta thích thanh kiếm đó lắm. 8 vạn, Triệu Bân bình thản nói. 9 vạn lượng. Giọng điệu của Vương Dương không khỏi lạnh đi, hay nói đúng hơn là nén giận. Bao nhiêu món đồ đấu giá, bao nhiêu vũ khí, tại sao cứ nhất định phải giành lấy thứ này? Tại sao ta muốn tranh? Lòng ngươi không tự biết à? Triệu Bân cười khẩy trong lòng, cứ mở miệng ra lại thêm, bởi hắn biết rõ hạn mức của đối phương. Thanh kiếm ấy thực sự đáng giá ngần này à? Chắc hẳn là lại quấy phá rồi, tên đó chẳng an phận gì đâu. Chưa biết chừng người ta muốn lấy thật đấy. Hội trường vang lên nhiều lời rì rầm, họ đã từ bỏ chuyện đấu giá, lẳng lặng xem hai người đấu đá với nhau. 10 vạn lượng, Vương Dương hầm hừ. Triệu Bân mở mắt, thản nhiên nói, 11 vạn lượng. 12 vạn lượng. Không đợi Vương Dương lên tiếng, từ nhã gian trên tầng 3 đã có tiếng nói vọng xuống. Lời này vừa nói xong, cả hội trường đều nhướng mày. Chớ nói đến khách đấu giá. Chính Triệu Bân cũng không khỏi liếc mắt nhìn, chỉ bởi vì người đấu giá là Nghiêm Khang. Mẹ kiếp, thú vị rồi đây, hắn quấy phá Vương Dương, chắc hẳn đã khiến Nghiêm Khang nhầm tưởng và có khả năng hắn ta nghĩ rằng hắn muốn có thanh kiếm màu đỏ kia. Vì thế, tên này mới nhảy ra gây rối. Mục đích cũng rõ ràng thôi, để hắn phải chi thêm nhiều tiền, muốn hắn bị hố. Tự ngươi thích tìm kích thích đấy nhé. Triệu Bân cười khẩy trong lòng, tiện tay giơ bảng, tăng thêm 1 vạn lượng. 15 vạn lượng.
Nghiêm Khang hô ầm lên, giọng điệu có vẻ khó chịu. Thực chất hắn ta đang diễn kịch, chỉ để tạo ảo giác cho Triệu Bân. 16 vạn lượng. Âm sắc của Triệu Bân cũng không khỏi lạnh đi, hắn cũng đang diễn kịch. Chẳng qua kỹ năng diễn xuất của hắn tinh tế hơn. Điều này không quan trọng, quan trọng là hắn biết hạn mức của Nghiêm Khang. Thế thì cứ lừa nhau thôi. Người lúng túng nhất là Vương Dương. Thật là kỳ lạ, lần đầu tiên ông đây đấu giá, thế mà tới tận hai kẻ ti tiện nhảy ra. Thú vị ghê. Thần thái của khách đấu giá rất thâm thúy, người muốn mua kiếm đã bị hai người này đẩy xuống rồi, còn hai kẻ không muốn mua thì cứ ở đó thi nhau diễn trò, điên cuồng tăng giá. Phen này đang cố nâng khống giá à? Huỳnh Nham vuốt râu, ánh mắt lão ta nhìn Triệu Bân cũng trở nên kỳ lạ hơn nhiều. Chẳng lẽ, đây là người do các chủ sắp không thể nào? Minh là người chủ trì, trước đó phải thông báo với mình một câu chứ. Hai mươi vạn lượng, Nghiêm Khang hét lên một câu rất bá khí, hắn ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu Triệu Bân tăng tiếp. Hắn ta sẽ từ bỏ, lừa bịp mà, không thể quá nặng tay, không thể nào tự mình lọt bẫy. Trên thực tế, hắn ta lạt bẫy rồi. Qua một lúc lâu mà Triệu Bân không lên tiếp, hắn lại ngồi nhắm mắt dưỡng thân. Được lắm, lại bị hố rồi. Thấy Triệu Bân nhắm mắt dưỡng thần, Chư Cát Huyền Đạo vuốt râu. Hiện trường bỗng chốc chìm vào im lặng. Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Triệu thiếu gia, đến cả Nghiêm Khang cũng đang nhìn. Tăng đi chứ, mẹ kiếp, người tiếp tục tăng giá đi chứ. Chỉ một lần thôi, tăng thêm một lần đi, ông đây sẽ nhường nó cho ngươi. Tăng cái đầu ngươi, lấy đâu ra tiền? Đây là lời phản hồi của Triệu Bân, đầu óc của ông đây có bị uống nước đâu. Chúc mừng Nghiêm huynh lấy được bảo kiếm nhé. Nghiêm Khang không đợi được Triệu Bân nâng giá nhưng lại đợi được làn sóng móc mỉa của các đại gia tộc. Gặp phải cảnh này, đám đông cực kỳ đoàn kết, chế giễu cho sướng miệng mới thôi, lòng dạ cũng hả hê. Mặt dày mày dạn đòi chen vào cơ, bị lừa nữa rồi chứ gì. Đám khách đấu giá ai cũng chặt lưỡi. Không ai đồng tình với Nghiêm Khang, chí ít cũng phải đợi người ta đấu đá với Vương Dương xong đã rồi hắn tham gia vào. Nóng lòng nâng khống giá như thế, đến cả thằng ngu cũng nhìn ra người đang quấy phá. Nếu đã là quấy phá thì bị lừa cũng đáng đời thôi. Thứ giả đời chết dẫm. Hai mắt Nghiêm Khang đỏ ngầu, mặt mũi cũng trở nên dữ tợn. Chết tiệt. Vương Dương cũng đang chửi thầm, hai kẻ ti tiện, muốn đấu đá như thế thì ra ngoài mà đấm nhau. Bao nhiêu bảo bối bày ra đấy các ngươi không tranh, cứ phải nhắm ngay thanh bảo kiếm màu đỏ mà ông đây thích. Cháy cửa thành, tát cạn ao, cá cũng chết. Mà hắn ta cũng chỉ là một con cá, bị sóng lớn quật chết. Trên thực tế, hắn ta và Nghiêm Khang đều là cá. Giống như Triệu Bân đã nói, phàm là kẻ nào tham gia quần ẩu tại Vọng Nguyệt Lâu và phá phách cửa hàng binh khí của hắn vào ngày hôm qua thì không một ai chạy thoát được. Đừng thấy đám con cháu của gia tộc lớn vui vẻ chế giễu Nghiêm Khang khi hắn ta gặp họa, nếu chúng dám tham gia đấu giá, Triệu Bân cũng lửa từng đứa một. Hết cách rồi, ai bảo hắn có phương pháp ăn gian thần thánh chứ? Gặp phải kẻ nào có mặt ở đây thì xử tạm kẻ đó, Nguyệt Thần biết rõ hạn mức của từng người. Thiếu chủ, khiêm tốn chút đi. Trưởng lão tộc Huyết Ưng nói, mẹ kiếp, đầu óc không lanh lợi thì đừng lao lên chứ. Tham gia ba lượt thì bị người ta lừa hai lượt. Ngân lượng của tộc ta là do gió trời thổi tới à? Ta biết chừng mực. Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi đáp, miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng đâu thể cam tâm được. Cứ chờ đi, hắn ta sẽ còn đọ sức cùng Triệu Bân. Không lừa được tên kia một lần thì không xong được, hắn ta không tin không tóm được hắn. Khụ khụ. Huỳnh Nham ho khẽ một tiếng, sau đó cất thanh kiếm màu đỏ đi, trong lòng không khỏi cảm thán. Kiếm này mà cũng đáng giá 20 vạn lượng. Chuyện này là nhờ công của Triệu Bân, hắn không nâng khống giá, nhưng còn chuyên nghiệp hơn đám cỏ mồi nâng khống giá, để phiên đấu giá này kiếm thêm được 30 vạn lượng vào sổ, người chủ trì như lão ta cũng được hưởng hoa hồng, từ trong ra ngoài kiếm thêm mấy ngàn lượng, sướng ghê. Trong lúc này, lão ta đã lấy ra một vật khác. Vật phẩm đấu giá lần này là một loại quả màu đỏ thẫm, đặt trong hộp ngọc được điêu khắc tinh xảo. Mùi thơm ngào ngạt thấm vào lòng người khiến sinh lực của họ lập tức trở nên dồi dào. Quả sinh linh. Cùng với một tiếng hô đầy kinh ngạc, Triệu Bân vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên bừng tỉnh và đứng phắt dậy, có lẽ vì hành động của hắn quá đột ngột nên đám người ngồi cùng bàn cũng phải giật mình. Động tác của hắn quá khoa trương, không ít người nhìn sang bên này.
Nghiêm Khang đang nhìn chằm chằm vào Triệu Bân cũng trông thấy, thế nhưng lần này hắn ta quan sát rất tỉ mỉ. Nếu đã định lừa hắn thì hắn ta phải trông chừng nhất cử nhất động của Triệu Bân. Quả sinh linh, cái tên cũng đủ nói lên ý nghĩa, loại quả của sinh mệnh. Nếu dùng loại quả này có thể tăng thêm thọ nguyên, từ 3 năm đến 5 năm gì đó, cũng rất hữu dụng. Những người già với thọ nguyên gần hết rất thích loại vật phẩm này. Đã già rồi thì còn thứ gì đáng giá hơn sinh mệnh đâu. Nghe thấy giọng điệu già nua nhưng hết sức kích động của Triệu Bân, bất kỳ ai cũng tưởng rằng hắn là một lão già, chắc hẳn thọ nguyên không còn nhiều nữa, thế nên bây giờ gặp phải quả sinh linh mới kích động đến mức thất thố như thế. Thời cơ đến rồi. Nghiêm Khang cười gằn, muốn dùng quả sinh linh để tiếp tục thọ mệnh thì phải xem tiền của ngươi có đủ không đã. Dám lừa ông đây hả, mẹ kiếp, ngươi cũng phải dốc hết tiền túi ra một lần. Quả sinh linh. Triệu Bân nhìn chằm chằm vào quả cây màu đỏ kia, ánh mắt cực kỳ nồng nhiệt, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Thần thái của hắn trông như thể sắp xông lên mà giành lấy. Một quả cây thôi mà, Ngưu Anh bĩu môi. Ngươi thì hiểu cái gì, ăn loại quả này vào có thể tăng thêm thọ mệnh. Nhóc ham tiền thong dong nói, nhóc vẫn còn nhớ, năm đó ông nội của nhóc thấy được quả sinh linh khi thọ nguyên sắp cạn cũng kích động như thế này, thậm chí còn khoa trương hơn người này. Vẫn phải thừa nhận rằng, khi tuổi đã xế chiều thì chẳng còn gì đáng giá hơn tính mạng. Gì chứ, vẫn chưa đấu giá mà, tên nhóc tóc tím kéo Triệu Bân. Triệu Bân hít sâu một hơi rồi mới chịu ngồi xuống. Nhưng đôi mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo quả sinh linh kia. Diễn kịch mà, hắn chuyên nghiệp lắm. Nếu không diễn cho đạt, làm sao câu được con cá lớn. Mà con cá lớn Nghiêm Khang vẫn còn đang nghĩ cách lừa hắn, vậy thì hắn sẽ tạo cơ hội cho hắn ta. Hố đã đào sẵn rồi, chỉ còn đợi tên kia nhảy vào thôi. Trên thực tế, Nghiêm Khang đã lọt bẫy. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách khả năng diễn xuất của Triệu Bân quá đỉnh, đừng nói gì đến Nghiêm Khang, ngay cả Chư Cát Huyền Đạo và Lão Mập ngồi cùng bàn cũng không hề nghi ngờ, tin chắc rằng người này chẳng thể sống được mấy ngày nữa, bây giờ rất cần quả sinh linh để bổ sung thọ mệnh. Suýt nữa ta cũng tin đấy, Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Bân. Tên này quả thực rất có thiên phú. Không chỉ riêng về phương diện tu luyện, mà còn cả khả năng diễn xuất nữa. Nhập vai quá sâu, ai cũng tưởng thật. Giá khởi điểm 1 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 lượng. Huỳnh Nham cất tiếng nói vang vọng khắp hội trường. Ta ra. 5 vạn lượng, không đợi khách đấu giá nói xong, Triệu Bân đã lên tiếng rồi. Câu nói này cũng đủ bá đạo. Cũng chỉ cần một câu này đã khiến rất nhiều người lúng túng. Lời nói ra đến miệng rồi mà bị Triệu Bân chặn lại, chưa gì đã tăng thêm 4 vạn lượng, mẹ kiếp, ngươi thì giỏi rồi. 5 vạn lượng, có ai tăng giá nữa không, Huỳnh Nham nhìn khắp xung quanh. Không ai tăng giá đâu, tiếp tục đấu giá vật phẩm sau là được, Triệu Bân tỏ ra nóng vội, hắn vẫn đang diễn kịch, mà lúc nào cũng đang diễn nhiều thành nghiện rồi. 5 vạn lượng mà cũng đòi quả sinh linh, ai cho ngươi tự tin thế? Nghiêm Khang cười khẩy một tiếng. Triệu Bân dường như đã sốt ruột đến mức không thể chờ được nữa. Triệu Bân càng tỏ ra khao khát thì hắn ta càng phấn khích, cơ hội lừa đảo đã tới rồi. Tăng thêm 1000, 8 vạn lượng, giọng điệu của Triệu Bân trở nên u ám. Tăng thêm 1000, 10 vạn lượng, tăng thêm 1000. Cảnh tượng này có vẻ hơi quen, ban nãy khi đấu giá tiền y, bất kể Nghiêm Khang tăng giá thế nào, Triệu Bân cũng chỉ tăng thêm 1000 lượng, giờ đây vai vế đã đảo ngược rồi. Người này nóng vội quá, dù muốn lắm cũng đừng tỏ thái độ chứ. Phen này thì hay rồi, để Nghiêm Khang túm được cơ hội, hắn ta không gài đến chết mới lạ đấy. Chơi dao lắm có ngày đứt tay thôi. Những lời cảm thán rất nhiều, khách đấu giá chắp tay lặng lẽ xem kịch. 11 vạn lượng, Triệu Bân hầm hừ. Tăng thêm 1000, Nghiêm Khang cười giễu. 15 vạn lượng, tăng thêm 1000. Nghiêm Khang khoan khoái lắc lắc đầu. Hưởng thụ cảm giác này, bao nhiêu tức giận còn đang chờ được chút ra kia kìa. Cảm giác sướng không tả nổi. Tiểu bối, thực sự định trở mặt à? Triệu Bân lạnh lùng nói, hướng mắt nhìn lên lầu 3, trong ánh mắt hiện ra vẻ hung hãn. Đấu giá mà, người ra giá cao sẽ mua được, nếu không có tiền thì cút về chỗ của mình đi. Nghiêm Khang nói năng cực kỳ hung hăng, thậm chí còn cười hả hê. Được, được lắm, Triệu Bân giận quá mà bật cười. 20 vạn lượng. SSSS. Đám đông ở đó đồng loạt hít vào thật sâu.
quả sinh linh này quý thì quý thật, nhưng còn lâu mới đạt tới cái giá đó. Nếu có số tiền này thì mua một viên đan thọ nguyên cho rồi, nếu bàn về dược tính giữ mệnh thì nó tốt hơn quả sinh linh nhiều. Tăng đi, có giỏi thì tăng đi. Triệu Bân lạnh lùng nhìn Nghiêm Khang, ai trông thấy cũng nghĩ rằng hắn đã đứng bên bờ vực bùng nổ rồi. Cũng trách khả năng diễn xuất của hắn tốt quá, xoay người ta như trong chóng mà không ai hay. Tăng thêm 1.000, Nghiêm Khang mỉm cười bấn cợt. 20 vạn lượng, Triệu Bân vỗ bàn, đứng phát dậy. Tăng thêm 1.000, khóe miệng Nghiêm Khang thoáng nhếch lên. 30 vạn lượng, ánh mắt của Triệu Bân càng thêm hung dữ, câu nói này gần như được gần từ những kẽ răng, ai có mặt ở đó cũng nghe được tiếng nghiến răng, chắc hẳn hắn đã nghiến răng nghiến lợi lắm. 30 vạn, kẻ này điên rồi. E là không sống được mấy ngày nữa, quá cần quả sinh linh để bổ sung thọ nguyên. Thế này lúng túng ghê. Không ít tiếng chặt lưỡi vang lên, trùng hợp thế đấy, người muốn nhưng người ta nhất định không chịu nhường. Tăng thêm 1.000. Giữa những âm thanh hỗn loạn, Nghiêm Khang lại mỉm cười. Hắn ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu Triệu Bân tăng thêm lần nữa, hắn ta sẽ dứt khoát lui về. Tiếc rằng hắn ta không đợi được. Dưới ánh mắt dõi theo của đám đông, Triệu Bân hít sâu một hơi. Ban nãy đột ngột đứng dậy, bây giờ hắn lại chậm chậm ngồi xuống, biến mình thành một pho tượng, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Đủ rồi, đây đã là hạn mức của Nghiêm Khang, nếu tiếp tục tăng thì người lọt bẫy là chính mình. Hiện trường lại rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Bân, tăng hay không thì ngươi nói một lời chứ. Nghiêm Khang cũng nhíu mày. Nói thế nào nhỉ, cứ có dự cảm không được ổn cho lắm. Đạo hữu, ngươi có tăng giá không? Qua một hồi lâu, Huỳnh Nham lên tiếng, nhìn Triệu Bân mới vẻ thăm dò. Không đủ tiền. Triệu Bân hờ hững đáp, lý do này cũng rất chính đáng mà. Hết ngân lượng rồi thì còn đấu giá gì được chứ? Nhưng người sáng mắt nhìn vào đều hiểu đây không phải vấn đề về tiền bạc, đây là vấn đề lừa bịp. Người đào ra một cái hố không nhỏ, chôn luôn thiếu chủ của tộc huyết ưng rồi. Khả năng diễn xuất này đúng là không còn gì để nói. Lão đạo, có thấy trên đầu lão ta có thêm hai chữ gì không? Thần bịp. Lời nói của Chư Cát Huyền Đạo và lão mập lúc nào cũng rất có học thức. Túm lấy một người mà lừa đến chết chắc không ổn lắm nhỉ. Đám khách đấu giá nhiều người vuốt râu, ánh mắt họ nhìn Triệu Bân rất kính nể. Thần bịp ra tay là biết ngay kết quả. Nói thật lòng, chuyện này cũng không thể trách Triệu Bân được, là do Nghiêm Khang cứ hùng hổ lao lên đấy chứ. Chết tiệt! Thần thái của Nghiêm Khang không còn bỡn cợt nữa, lại quay về với vẻ dữ tợn như lúc trước. Hắn ta điên tiết tự tát mình mấy cái trong lòng, đã bảo phải rút lui thật sớm, vậy mà vẫn quá tham lam, sau cùng còn tự đào hố chôn mình. Chúc mừng Nghiêm huynh dùng 30 vạn lấy được một quả sinh linh. Lại đến khung cảnh này, đám con cháu của các gia tộc lớn nháo nhào chúc phúc, mấy chữ 30 vạn kia được nhấn mạnh rất rõ ràng, đây là thái độ hả hê khi thấy người khác gặp nạn mà. Phụt! Nghiêm Khang không thở nổi, lại phun máu thêm lần nữa. Bị lừa rồi, hắn ta lại bị lừa rồi. Lúc này, cho dù Nghiêm Khang không muốn đến đâu đi nữa thì hắn ta cũng không thể không thừa nhận thực tế tàn khốc này. Hắn ta đã trở thành trò cười lớn nhất của phiên đấu giá này, không ai bì được. Mặc cho hắn ta thổ huyết, việc đấu giá quả sinh linh cuối cùng cũng hạ màn. Đám đông có mặt ở đó dường như xem kịch chưa đủ cơn nghiền, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn Triệu Bân, lúc này đây, họ càng lúc càng thấy hai chữ thần bịp trên đầu hắn chói lóa hơn. Lừa đảo là một công việc đòi hỏi kỹ năng. Dạng như Triệu Bân, nắm bắt chừng mực rất ổn, đã vậy khả năng diễn xuất cũng đỉnh cao. Vòng đi vòng lại khiến Nghiêm Khang nhanh chóng sập bẫy, tận 30 vạn lượng. Nếu còn đấu giá thêm thì phải đề phòng lão ta. Quá nhiều người tỏ ra thấu hiểu, tại đây có kẻ bịp bợm, phàm là phiên đấu giá nào có thần bịp thì không thể liều lĩnh lao lên được, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Người ở trên lầu ba kia chính là một cái gương to như cái liếp, tính ra chỉ ba lần đã mất ngay 80 vạn lượng rồi. Hả hê ghê! Triệu Bân nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng vui như chảy hội. Đánh ta hả, phá cửa hàng binh khí nhà ta hả, cái giá phải trả tính ra cũng mấy chục vạn lượng, đủ huề vốn rồi. Nếu ta đấu giá, ngươi có lừa ta không? Thằng nhóc tóc tím chọc chọc Triệu Bân, xem ra đã bị ám ảnh tâm lý rồi. Ta có đạo đức nghề nghiệp. Triệu Bân hít một hơi thật sâu rồi tỏ ra thâm thúy. Có quỷ mới tin.
chỉ trong thoáng chốc mà Chư Cát Huyền Đạo và Lão Mập đã đánh giá Triệu Bân mười mấy lần. Mẹ kiếp, vì muốn lừa Nghiêm Khang mà ngươi cũng đầu tư ghê. Phiên đấu giá tiếp tục. Không biết về sau, phiên đấu giá sau đó có thêm một hiện tượng kỳ lạ, lúc nào cũng có hai kẻ thích làm khó nhau, cực kỳ nhốn nháo, một người là Thần Bịp, một người là Nghiêm Khang. Triệu Bân thì thế nào cũng được chứ Nghiêm Khang không hề ngoan ngoãn. Cứ gặp khi Triệu Bân đấu giá, hắn ta sẽ là người đầu tiên nhảy ra phá phách. Xong việc, hắn ta lại bị lừa đến mức không biết trời đâu đất đâu. Mà Triệu Bân cũng rất giữ thể diện cho Nghiêm Khang, phàm là chỗ nào có đối phương, ắt sẽ có hình bóng của hắn. Nào, xin mời tiếp tục phần biểu diễn. Khách đấu giá ở đó bỗng biến thành khán giả, ai nấy chắp tay trước ngực, lặng lẽ nhìn hai người này đấu giá. Giá cả có lúc cao lúc thấp, nhưng thật thần kỳ vì kết cục lúc nào cũng là Nghiêm Khang bị lừa, có trời mới biết hắn ta đã hộc máu bao nhiêu lần. Thế nhưng người này vẫn cố chấp lao ra. Đừng nói gì tới trưởng bối nhà hắn ta, đến cả khách đấu giá cũng không chịu nổi nữa. Triệu Bân là người điềm tĩnh nhất, lừa phát nào chúng phát đó. Ta có thần ăn gian mà, gặp ai cũng không sợ. Hôm nay Nguyệt Thần cũng rất nhàn nhã, cô ta còn chú tâm hơn cả Triệu Bân. Ai muốn tham gia đấu giá, hạn mức của người đó là bao nhiêu, cô ta biết tường tận, sau đó sẽ báo ngay cho Triệu Bân. Từ đó có thể thấy, từ trong cốt tủy, vị thần này cũng không phải kẻ ngoan ngoãn, giống như ngày hôm đó đi ăn trộm tiền Trang Liễu gia cũng chỉ vì kích thích thôi. Riêng về điểm này thì cô ta và Triệu Bân hòa hợp đến khó tin. Hai người phân công rõ ràng, một người phụ trách xem trộm, một người phụ trách lừa đảo, phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, Nghiêm Khang chính là ví dụ điển hình. Phụt! Không biết là lần thứ bao nhiêu, Nghiêm Khang lại hộc máu rồi ngã vật xuống. Điều tra ngay cho ta. Đây là tiếng gầm cuối cùng trước khi hắn ta ngất xỉu, trong âm thanh tràn ngập vẻ phẫn nộ và sát khí. Đầu óc hắn ta ong ong, bao nhiêu lần như vậy, quả thực đã bị lừa đến chết ngất. Đáng đời nhé! Trưởng lão tộc Huyết Ưng chửi thầm, đã nói với người bao nhiêu lần rồi, không đủ khôn ngoan thì đừng lao lên làm gì, phen này thì hay rồi. Ngân lượng bị lừa hết sạch, mẹ kiếp, người chịu ngoan rồi chứ? Chậc chậc chậc! Lâm Tà phát ra âm thanh cảm thán. Hắn ta quan sát phiên đấu giá này từ đầu đến cuối, thiếu chủ của tộc Huyết Ưng bi đát quá, chọc giận ngay một vị thần bịp, không những mất tiền mà còn mất thể diện. Phen này thì chắc hẳn bao nhiêu ngân lượng đem theo cũng bị lừa hết sạch rồi. Lão tiền bối lừa hay ghê. Ngưu Anh ngồi rất ngay ngắn, nói năng cực kỳ thấm thía. Không ai phản bác được câu này. Thần bịp đã ra tay thì dường như chưa từng thất bại. Giải quyết xong một tên. Thấy Nghiêm Khang chết ngất đi, cuối cùng Triệu thiếu gia cũng yên tâm được rồi. Hắn yên tâm chứ khách đấu giá không yên tâm. Gọi hắn là thần bịp vì người sao tên vậy. Hắn túm lấy kẻ nào đó rồi lừa người ta đến chết, lừa người ta táng ra bại sản, kiểu gì cũng phải đề phòng đúng không? Không thể biến mình thành Nghiêm Khang thứ hai được. Người vui vẻ nhất chắc hẳn là Huỳnh Nham. Phiên đấu giá vòng cổ 3 năm một lần, cũng chỉ có phen này náo nhiệt nhất, nhiều niềm vui bất ngờ nhất. Vì bỗng dưng có thêm một kẻ gây rối mà lão ta được hưởng hoa hồng mấy vạn lượng. Khụ khụ. Huỳnh Nham ho nhẹ một tiếng, nói, cuộc đấu giá tiếp tục. Lần này, vật đấu giá chính là một bức tranh. Nói chính xác thì đó là bức chân dung của một người phụ nữ được vẽ hết sức tỉ mỉ, nét bút có thần, khắc họa nên hình ảnh người phụ nữ sống động như thật, đẹp đến nghẹt thở, giống y hệt một nàng tiên không nhiễm bụi trần. Thật đẹp. Rất nhiều người có mặt xì xào bàn tán, đàn ông thì cảm thấy tâm thần si mê, còn phụ nữ thì cảm thấy thần sắc ảm đạm, người phụ nữ trong tranh quá đẹp, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, đúng là một nàng tiên hoàn mỹ. Kiệt tác này là do hoa tiên tử vẽ sao? Ngoài người đó ra thì làm gì còn ai có nét bút tinh xảo như vậy? Tôi thậm chí còn tò mò hơn về người phụ nữ trong bức tranh là ai? Không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không biết trên đời còn có người đẹp như vậy. Tuy không quen biết trong kiếp này, nhưng cũng xem như là đã có duyên gặp mặt một lần. Có rất nhiều lời bàn tán, giống như tiên y Lạc Hà trước đó, bức tranh này cũng được xem như một kiệt tác. Bởi vì người phụ nữ trong bức tranh quá đẹp cho nên có rất nhiều người phải si mê. Triệu Bân cũng đang quan sát với ánh mắt kỳ lạ. Chỉ vì người phụ nữ trong tranh giống hệt Nguyệt Thần. Tú Nhi, đó không phải là cô sao? Triệu Bân liếc mắt, dò xét nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần im lặng,
ánh mắt cũng vô cùng kỳ quái, bà đây làm gì từng đi qua nơi quái quỷ này đâu. Nhưng rõ ràng cô ta là người phụ nữ được vẽ trong bức tranh. Giá khởi điểm là 1 vạn lượng, bắt đầu đấu giá, lời nói của Huỳnh Nham vang lên khắp hội trường. 1 vạn lượng, có rất nhiều người khẽ nhếch môi. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút thì thấy cũng không sai, kiệt tác mà Hoa Tiên Tử truyền lại không có nhiều, vô cùng đắt đỏ, nhưng một bức tranh chỉ là thứ mà các văn nhân tao nhã thích nhất, đối với võ tu mà nói thì quả thực vô dụng, trừ việc khiến cho tâm tình thoải mái ra thì chẳng còn ích lợi gì, giá cả như vậy đã xem như là đắt lắm rồi. Đẹp, thật đẹp. Không có ai đấu giá, chẳng lẽ chỉ muốn thưởng thức bức tranh như vậy thôi sao? Điều này khiến cho Huỳnh Nham rất lúng túng. Nếu thấy đẹp thì mau đấu giá đi. Chỗ nên lộ thì không lộ, Hoa Tiên Tử này thật không hiểu chuyện gì cả. Lão Phu cho rằng không vẽ quần áo thì còn đẹp hơn nữa. Nếu giá hạ xuống chút nữa, mua về mỗi ngày ôm ngủ, cảm giác chắc cũng không tệ. Không chừng còn có thể mơ thấy người trong bức tranh. Chư Cát Huyền Đạo cùng với Lão Mập đang nói chuyện với nhau, một trái một phải vừa vuốt râu vừa xoa cằm, trông vô cùng thích thú. Hai lão già này. Triệu Bân khoát tay, hết nhìn về phía Lão Mập rồi lại nhìn về phía Chư Cát Huyền Đạo, ánh mắt thô bỉ của bọn họ đúng là nồng nặc mùi tà dâm. Nhưng đâu chỉ có hai người bọn họ. Ở đây có quá nhiều đàn ông, bọn họ căn bản đều có tâm tư này, con cháu của mấy gia tộc lớn cũng không ngoại lệ, bọn họ tuy đều tới đây vì thể thiên linh, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy bức tranh của Nguyệt Thần, thì ai cũng cảm thấy có chút rung động lưu luyến, vị tiên nữ này thật quá xinh đẹp, vượt xa Liễu Như Nguyệt cả ngàn dặm. Tú Nhi, cô đang bốc hỏa. Triệu Bân hít vào một hơi, thâm sâu nói ra một câu. Mua về đi. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, gương mặt xinh đẹp có chút đen lại, trong đôi mắt đẹp đã bùng lên một ngọn lửa từ lúc nào. Cô ta là thần, nhưng lại bị một đám nhóc con bình phẩm, cô ta còn nghe được những thứ ngôn ngữ ổ uế, khiến cho cô ta quá mức tức giận. Cái gì mà nên lộ hay không nên lộ, bà đây nếu như có lộ ra thì các ngươi còn dám nhìn sao? Không có tiền. Triệu Bân nhún vai, giá khởi điểm tận 1 vạn lượng cơ đấy. Mua về đi. Nguyệt Thần mắng, dám nói là không có tiền, bà đây đã thấy rồi, người còn cả một đống tiền dày. Được. Triệu Bân dụi dụi mắt, bị lời nói của Nguyệt Thần khiến cho cả hai mắt đều nổ đom đóm. Giá khởi điểm là 1 vạn lượng, bắt đầu đấu giá. Thấy mọi người đều chỉ đang bận thưởng thức bức tranh, không có ai phản ứng lại, Huỳnh Nham liền ho khan. Dù sao cũng phải đáp lại một chút chứ, nếu không ta sẽ cảm thấy rất lúng túng đó. 1 vạn 100 lượng. Triệu Bân rất hiểu chuyện, khẽ giơ tay lên. Khi hắn vừa mở miệng, mọi người đã chú ý tới hắn. Giá cả không đắt, sao không theo đi? Sợ bị gài, không có tiền. Hắn lại nhắm vào túi tiền của ai vậy? Không ít người nhìn sang Triệu Bân, còn không quên liếc mắt nhìn lên chỗ ngồi danh dự của tộc Huyết Ưng trên lầu 3. Ngụ ý rất rõ ràng, địch thủ đang ra giá kìa, mau nhảy ra cùng hắn tranh giành đi. Hồi lâu cũng không có ai đáp lại. Nghiêm Khang ngất xỉu luôn rồi hay sao vậy? Cũng không biết có phải là ngất xỉu thật không, hay là hắn ta chỉ giả vờ ngủ, vì sợ cho dù tỉnh táo cũng không làm được gì, còn bị gài hết bạc. Vậy là không có gì xảy ra sao? Huỳnh Nham nói thầm trong lòng, hết lần này đến lần khác nhìn xung quanh. Có mới là lạ. Dù sao thì bức tranh này cũng không có ích lợi gì, lại nói thần gài bẫy đã ra tay, ai lại muốn gây sự với hắn đâu, không giành được cũng chẳng sao, không bị hắn để ý thì buổi đấu giá này xem như bình an vô sự, còn nếu như cứ muốn cùng hắn tranh giành, bị gài bẫy rồi thì chắc chắn phải trả một cái giá không nhỏ, Nghiêm Khang chính là một ví dụ đẫm máu nhất. Như vậy bức tranh này đã thuộc về vị đạo hữu kia. Huỳnh Nham đập búa chốt giá, cảm thấy rất không vui. Một bức tranh của Tiên Y Lạc Hà đấu giá được 30 vạn lượng, mà bức tranh của Hoa Tiên Tử chỉ đấu giá được 1 vạn lượng, so sánh xong mới thấy thật khập khiễng. Đau lòng quá. Triệu Bân ôm ngực, muốn tiết kiệm một chút tiền cũng không dễ dàng. Than cái rắm, đập chết ngươi. Nguyệt Thần trừng mắt nhìn hắn, suốt ngày chỉ có tiền, 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 hắn không có ước muốn nào cao hơn sao. Bùa nổ lôi quang, giá khởi điểm 3.000 lượng. Trên bục. Huỳnh Nham đã cầm sẵn trong tay một tấm bùa vàng, đây cũng là một loại bùa nổ đúng như tên gọi, một khi nó nổ thì sẽ có sấm sét đánh ra. Nhắc đến bùa nể, những người có mặt không thể không nghĩ đến Triệu Bân. Hắn đã dùng bùa nổ để kích nổ Vọng Nguyệt Lâu,
đến lúc này thì hầu hết mọi người đều thắc mắc, ở đâu mà hắn lại có nhiều bùa nổ đến như vậy, nếu như hắn bảo rằng hắn nhặt được thì chỉ có quỷ mới tin. Thật là một loại bùa chú bá đạo. Triệu Bân nhìn thấy thì không khỏi thở dài, cả hai đều là bùa nổ, nhưng bùa nổ của hắn và bùa nổ lôi quang kia hiển nhiên không cùng đẳng cấp, thực lực cũng không giống nhau. Nguyên nhân là do người vẽ bùa có tu vi cao hơn. Nếu như hắn cũng ở trong cảnh giới địa tạng, lá bùa mà hắn vẽ ra tất nhiên cũng sẽ có sức mạnh khác. Món đồ chơi đó rất kinh khủng đấy. Thằng nhóc tóc tím khẽ nhếch miệng, nhìn thần thái của nó, hơn phân nửa là đã từng được lĩnh giáo uy lực bùa nổ lôi quang, nên mới có thể nói ra được cảm giác đó. Nhìn sang Chư Cát Huyền Đạo và Lão Mập, thần sắc của bọn họ cũng không hề tự nhiên, lúc còn trẻ bọn họ dường như cũng đã lĩnh giáo qua uy lực của bùa nổ lôi quang, đến nay nhớ lại vẫn còn cảm thấy ám ảnh. Những năm đó bọn họ đều không có đầu óc sáng suốt, đều từng bị bùa nổ làm cho te tua. 5.000 lượng. Lão Phu ra giá 8.000 lượng, lá bùa này ta nhất định phải đoạt được. Chỉ 8.000 lượng mà muốn có được sao? Ta trả 1.000.000 lượng. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì mọi người đã bắt đầu đấu giá bùa nổ lôi quang, giá cả từng bước tăng cao, đấu giá diễn ra vô cùng náo nhiệt. Mỗi khi có một món bảo bối được mang ra đấu giá thì hiện trường cũng trở nên ầm ĩ hơn. Người nào cũng lớn tiếng với nhau, văng tục khắp nơi, mặt đỏ tía tai. Về vấn đề này, Huỳnh Nham đã quá quen thuộc. Lão ta đã chủ trì rất nhiều cuộc đấu giá, không có cuộc đấu giá nào là không có cãi cọ, càng cãi cọ thì giá cả lại càng tăng lên, vì vậy lão ta chỉ bỏ những lời chửi bới cãi cọ đó ngoài tai. Đây là một hội trường đấu giá, tất nhiên sẽ cấm chuyện đánh nhau, nếu không thì nơi này chắc chắn sẽ đại loạn. Đã là đấu giá thì đương nhiên sẽ có một người chiến thắng. Bùa nổ lôi quang cuối cùng thuộc về U Lan, cô ta đã dùng 5.000.000 lượng trấn áp quần hùng, đó là bởi vì con em của các gia tộc lớn không tham gia vào, nếu không thì cô ta cũng sẽ không dễ dàng có được lá bùa. Hơn nữa, chính bởi vì con em của các gia tộc lớn không tham gia vào cho nên thần gài bẫy mới không tham gia vào, nếu không thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa. Bùa tốc hành ngàn dặm. Huỳnh Nham vừa lên tiếng, thì ánh mắt của mọi người lại bị thu hút. Lại là một lá bùa khác màu bạc. Cái gọi là bùa tốc hành ngàn dặm chính là nghĩa đen của nó. Dùng bùa này, chỉ cần chân nguyên không suy kiệt, thì có thể đi được ngàn dặm, là một lá bùa cần thiết để thoát nạn. Lá bùa này thực dụng hơn rất nhiều so với bùa nổ lôi quang, đánh không được liền có thể nhanh chân bỏ chạy, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, không có mấy ai đuổi theo kịp người có lá bùa này. Bùa tốt. Triệu Bân dương mắt lên xem xét. So với lá bùa tốc hành mà hắn vẽ ra thì lá bùa này còn cao cấp hơn nhiều, theo ý hắn, người vẽ ra lá bùa này nhất định nằm trong cảnh giới địa tạng, còn nếu là do võ tu cảnh giới thiên võ vẽ ra, thì đừng nói là ngàn dặm, cho dù mấy chục ngàn dặm cũng có thể chạy được. Giá khởi điểm là 5.000 lượng, mỗi lần tăng 5.000.000 lượng. Lão già Huỳnh Nham còn chưa kịp nói xong thì đã bị một người chen ngang, thiếu chủ Thành Thương Lang, hán triều đã ra tay, hắn ta cũng lười nói nhảm. Phủ đầu trước rồi mới tính sau. Các vị khách đấu giá khác đều hoang mang. Khi mọi người đang định lao lên đấu giá, thì lại bị đòn phủ đầu này làm cho choáng ngợp. Ngay cả Huỳnh Nham cũng cảm thấy lúng túng. Ngươi sao vậy, để ông đây nói xong trước đã chứ. Sao mà không hiểu chuyện gì cả thế. Nhưng không sao, như vậy thì không cần phải nghe đám người này văng tục nữa, mà có thể tiến thẳng vào trận chiến quyết định. Lá bùa này sẽ về tay ai? Điều đó còn phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Đám người không đủ tiền như Tán Tu hay đám không đủ thông minh như Nghiêm Khang đừng có mà xông lên, tránh để cho người ta đả kích mình. 6.000.000 lượng. Có người lại nâng giá, Triệu Bân đã giơ tay lên lại bỏ tay xuống. Người vừa trả giá là Lâm Tà, thiếu chủ Thành Thiên Dương. Hắn ta dường như rất có hứng thú đối với các loại bùa tốc hành. 7.000.000 lượng. Doãn Hồn ngồi ở cùng bàn cũng giơ tấm bảng lên. Vị đạo hữu này không vừa mắt ta hay sao? Lâm Tà mỉm cười nhìn Doãn Hồn, trước đây hắn ta đã phải chịu tổn thất vì kẻ này rồi, không ngờ hôm nay hắn ta lại muốn gây ra rắc rối nữa, hơn nữa còn đang ngồi chung một bàn, nể mặt chút không được sao? Làm gì có, ta chỉ đấu giá thôi. Doãn Hồn nhàn nhạt nói, căn bản không biết người bên kia là Lâm Tà, cũng không muốn làm phiền. Hắn ta chỉ muốn có được bùa tốc hành ngàn dặm, vật cứu mạng này có ai mà không muốn đâu. 8.000.000 lượng. Khi hai người đang nói chuyện, hán triều lại tăng giá. Hắn ta cũng quyết tâm giành được lá bùa này. Lúc này,
cả Lâm Tà và Doãn Hồn đều không nói lời nào, hành động giống nhau, đều quay đầu liếc nhìn về phía Hán Triều, tên nhóc, ngươi giỏi lắm. Hán Triều không hề yếu thế, trong mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Ông đây có tiền, các ngươi không phục thì có thể làm được gì? Ông đây dùng tiền đập chết các ngươi. 9 vạn lượng. Trước khi Lâm Tà và Doãn Hồn kịp quay đầu lại, thì Triệu Bân đã lên tiếng. Chuyện này khiến cho Hán Triều không ứng phó kịp, hắn ta đang bận khiêu khích Lâm Tà và Doãn Hồn, cũng chỉ xem hai người này là đối thủ, không ai có thể ngờ được bây giờ lại xuất hiện thêm một tên không an phận. Bọn họ nhìn lại, ai ra, là thần gài bẫy sao? Không sai, chính là thần gài bẫy, vẫn là nên để cho hắn ra tay. Nào, uống trà. Lâm Tà nhấc bình trà, rót một tách trà cho Doãn Hồn. Khách khí quá. Doãn Hồn cũng nói chuyện với Lâm Tà, mới vừa đối chọi gay gắt nhưng bây giờ cả hai lại đều rất ăn ý, tựa như đang tỏ rõ ý của mình. Hán Triều, ngươi hay lắm, nhất ngươi rồi, bây giờ bọn ta nhường cho ngươi tranh giành với thần gài bẫy đấy. Không cần bọn họ nói, Hán Triều cũng đang quan sát Triệu Bân. Nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng không có chút thiện chí nào. Sao ngươi không đi chết đi, cứ phải gây sự với người khác thế? Ai đấu giá ngươi cũng phải chen vào cho bằng được sao? Ông đây thật sự muốn đạp ngươi một cước. Triệu Bân không nói lời nào, phong thái đại diện cho tất cả, dù sao hố cũng đã đào sẵn, chỉ chờ gài người khác nhảy vào, muốn có bùa tốc hành ngàn dặm thì cứ bung tiền ra đi. 10 vạn lượng, Hán Triều hừ lạnh nói. 11 vạn lượng, Triệu Bân tiếp tục nâng giá. 15 vạn lượng, hai ra, Triệu Bân thở dài, lại ngừng công kích. Đây chính là giới hạn của Hán Triều rồi. Hắn cần phải lên kế hoạch cho sau đó nữa. Thời gian đấu giá còn dài, cứ đợi món sau đã. Nhìn thấy chưa, thần gài bẫy đổi đối tượng rồi. Nhìn thấy Triệu Bân từ bỏ đấu giá, không biết người nào vừa mới lên tiếng. Tuy nhiên, lời nhận xét này rất được tán thành. Thần gài bẫy làm việc mạnh như hổ, hại thảm Nghiêm Khang, bây giờ lại để mắt tới Hán Triều. Nào, uống trà. Khách khí quá. Lâm Tà cùng Doãn Hồn rất hiểu chuyện, thấy tình thế không đúng liền rút ra, để cho Hán Triều một mình đấu với Triệu Bân, hắn ta tất nhiên không thể là đối thủ của thần gài bẫy được, 15 vạn lượng không phải là một con số nhỏ, đủ khiến cho Hán Triều phải đau thắt ruột gan. Lão già đáng chết. Hán Triều hừ lạnh nói. Bỗng dưng vô cớ tiêu tốn hết 10 mấy vạn lượng, hắn ta có thể cảm thấy thoải mái mới là lạ. Xin chúc mừng Hán Huynh đã có được lá bùa này. Lại nói, con em của mấy gia tộc lớn đều đến chúc mừng rất đúng lúc. Sắc mặt của Hán Triều ngay lập tức xanh mét. Cách đây không lâu hắn ta còn đang chế nhạo Nghiêm Khang, giờ phút này hắn ta lại trở thành đối tượng bị chế nhạo. Đáng tiếc là Nghiêm Khang đã ngất đi rồi, nếu như để cho hắn ta nhìn thấy cảnh này, nhất định hắn ta sẽ cảm thấy rất hả dạ, ta đã nói mà. Cuối cùng thì cũng có kẻ khác sụp hố. Giữa lúc mọi người còn đang xôn xao bàn tán, thì Huỳnh Nham lại lấy ra món khác, đó là một ngọn lửa màu bạc cháy mạnh trong lòng bàn tay của lão ta, nhìn rất chói mắt. Thú hỏa viêm sư. Triệu Bân kinh ngạc thốt lên, sau đó lại trợn mắt đứng dậy, ánh mắt sáng rỡ. Ta nói, hành động này quá quen thuộc. Chà, khi Nghiêm Khang bị dập chết trước đó thì hắn cũng đã làm như vậy. Nghiêm Khang đã nhầm tưởng đó là sự thật, cho nên hắn ta đã cố tranh đoạt đến cùng. Khi hắn ta tranh đoạt thành công rồi thì mới biết mình đã bị lừa đảo. Câu cá, hắn đang câu cá đấy. Mấy lão già xung quanh vuốt râu bàn tán, liếc nhìn ánh mắt của Triệu Bân, cảm thấy vị đạo hữu này đúng là diễn xuất mãi đến nghiện rồi. Thật là dụng tâm hại người. Thật ra, Triệu Bân không hề diễn. Hắn thực sự muốn có thú hỏa viêm sư. Hắn có bí quyết dung hỏa do Nguyệt Thần truyền lại, dung hợp thú hỏa sẽ có địa hỏa niết bàn chính là thiên hỏa. Như vậy thì hắn có thể trở thành luyện đan sư. Đấu giá mà, thật thật giả giả chẳng biết đâu mà lần. Cái chính là tiền trong túi của hắn thực sự rất ít. Vì vậy, hắn phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc cần thiết, còn phải chơi đùa với tinh thần của người ta, còn phải cố làm ra vẻ huyền bí, ví dụ như diễn lại chuyện đã xảy ra với Nghiêm Khang một lần, với ngụ ý rất rõ ràng, ta muốn hại thêm một người giống như Nghiêm Khang vậy. Nếu như muốn bị bẫy chết như Nghiêm Khang thì cứ ra giá đi. Hắn muốn làm cho mọi người rối loạn. Những vị khách tham gia đấu giá đều bị hắn dọa cho sửng sốt, không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, chỉ có trời mới biết hắn muốn làm cái gì,
cũng chỉ có trời mới biết hắn đang nhắm đến túi tiền của ai. Hắn không chỉ là thần gài bẫy, mà còn là một diễn viên xuất chúng. Giá khởi điểm là 1 vạn lượng, bắt đầu đấu giá, lời nói của Huỳnh Nham lại vang lên. 1 vạn 100 lượng. Triệu Bân vẫn là người lên tiếng trước, màn dạo đầu đã có, màn sau còn phải diễn theo kịp màn trước, chỉ để thông báo với khách đấu giá rằng hắn đang cần gấp một vai phụ đóng vai của Nghiêm Khang lúc trước. Mau cái tay lẹ cái chân lên, người nào cũng có một cái hố đang chờ sẵn cả. Hắn đã làm rất tốt, không có ai dám lên tiếng. Có một vài người vuốt vuốt râu, xoa xoa tay, tỏ ra rất nghiêm túc không muốn tham gia vào, ngay cả hố người cũng đào xong rồi, chẳng lẽ bọn ta lại đi ngu ngốc mà nhảy vào. Bọn ta không ngốc đâu, ai thích thì cứ nhảy đi, bị gài bẫy tiền bạc cũng không sao, nhưng nếu như bị thần gài bẫy để mắt tới thì rất là phiền phức. Đó là một bài học kinh nghiệm. Nếu không thì thiếu chủ Huyết Ưng sao còn ngất xỉu đến tận lúc này chứ? Nhìn thấy tình cảnh này, Huỳnh Nham nhướng mày. Đây là thú hỏa viêm sư đó. Theo ước tính của lão ta, thì ít nhất cũng sẽ thu được 5 vạn lượng. Một món đặc biệt thế này, vậy mà 1 vạn 100 lượng cũng không ai thèm giành lấy sao. Nhưng mà cũng đúng, thần gài bẫy đã ra tay, cho nên tất nhiên mọi người đều sợ hãi trước cạm bẫy. Nghĩ đến đây, Huỳnh Nham xoa tay, nhìn về phía Triệu Bân ở trong góc. Cho rằng Triệu Bân gặp khó khăn rồi, lão ta liền nháy mắt với hắn. Triệu Bân hiểu ý, cũng nháy mắt lại, ta giúp ông kiếm được nhiều bạc như vậy, nay ta lấy đi một món thú hỏa, cũng không tính là quá đáng. Lão già Huỳnh Nham ho khan một tiếng, lão ta vậy mà đã thật sự hiểu được, cũng đưa mắt ẩn ý lại, 1 vạn 100 lượng thì thấp quá, ngươi thêm chút đỉnh đi. Triệu Bân cũng xoa tay, vẫn giao tiếp bằng ánh mắt với lão ta, nhiều nhất là 2 vạn lượng. Được rồi. Một cuộc đổi trác đã được quyết định rất vui vẻ. Huỳnh Nham cũng biết sợ chứ. Lão ta sợ rằng sẽ đắc tội với Triệu Bân, nếu như tên thần gài bẫy này làm rối tung mọi thứ trong những buổi đấu giá sau này, vậy thì lão ta không thể nào làm ăn được nữa. Như Triệu Bân đã nói, hắn đã giúp cho buổi đấu giá kiếm được nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải cho lại hắn một chút thù lao. Đây chính là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trong truyền thuyết. Tú Nhi, chiêu này của cô thật là cao minh. Triệu Bân cười ha hả, bộ dáng này của hắn cũng là do Nguyệt Thần dạy. Người từng trải thôi. Nguyệt Thần vuốt tóc, cô ta cũng đã từng là khách quen của các buổi đấu giá, cũng là loại người thường xuyên gài bẫy người khác. Những chuyện xảy ra ở đây ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là tôm tép đối với cô ta. 1 vạn 500 lượng. Người của hội đấu giá phải ra tay. Bởi vì không có người đấu giá, cho nên bọn họ phải tự ra giá, bọn họ cũng không ra giá quá cao, đơn giản chỉ ra giá vượt qua giá của Triệu Bân một chút, để cho Triệu Bân tự nâng lên giá 2 vạn lượng. Ồ, thực sự có người không sợ chết. Có không ít người liếc nhìn về phía kẻ đang ngồi trong góc, hắn ta đang vừa gặm trái cây vừa giơ bảng lên. 2 vạn lượng, Triệu Bân lại ra giá. 2 vạn lượng, vẫn còn có thể tăng giá. Huỳnh Nham nhìn chung quanh, muốn tranh thủ thời gian, còn liếc mắt nhìn lên lầu 3, ý tứ rất rõ ràng, đấu giá các của ta không tranh đoạt với ngươi, nhưng nếu như có con em của các gia tộc lớn tranh đoạt thì ngươi cũng không trách ta được. Rất tiếc là không có ai tiếp tục nâng giá. Các gia tộc lớn cũng biết sợ, chủ yếu là bọn họ bị màn dạo đầu đầy phóng đại của Triệu Bân vừa nãy dọa sợ. Được, đã bán. Huỳnh Nham nhanh chóng gõ búa định giá, thú hỏa viêm sư đã thuộc về Triệu Bân. Thần gài bẫy đúng là thần gài bẫy. Chỉ bỏ ra 2 vạn lượng liền lấy về được một loại thú hỏa không tầm thường, chậc chậc chậc. Nếu như ngươi có trình độ gài hàng như hắn, thì cũng sẽ chẳng có ai dám cướp của ngươi. Tiếng tặc lưỡi cảm thán vang lên không ít, một món thú hỏa lợi hại như vậy, thế mà lại có giá mua thấp nhất, đúng là khiến cho bọn họ có chút không quen. Có phải cái tên này, lại dở trò cũ rồi. Chư Cát Huyền Đạo liếc xéo Triệu Bân. Trong lòng cảm thấy rất hoang mang, một món thú hỏa viêm sư, thế mà 2 vạn lượng đã bán rồi sao? Mấy người của đấu giá các này làm ăn kiểu gì vậy? Ngươi là kẻ lừa đảo à? Thằng nhóc tóc tím nói, lấy tay chọc vào người Triệu Bân. Ngươi đã từng gặp qua kẻ lừa đảo nào ra tay vội vàng như vậy chưa? Triệu Bân không nói, nhưng thần thái của hắn đã nói lên tất cả, nếu như hắn cố ý muốn lừa đảo thì buổi đấu giá này sẽ còn náo nhiệt hơn nữa. Sẽ có không ít người phải chửi cha mắng mẹ trong ngày hôm nay. Cũng đúng. Thằng nhóc tóc tím xoa cằm, hiểu ra được đạo lý.
cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Thần gài bẫy đã tham gia, cuộc đấu giá vẫn rất nóng. Cũng có thể thấy, thần gài bẫy vẫn còn có chút đạo đức nghề nghiệp, không phải ai cũng bị hắn gài, mà hắn chỉ làm thế với một số người nhất định, ví dụ như loại người không có mắt như Nghiêm Khang. Triệu Bân ngồi an phận trong một thời gian rất lâu. Nếu như không có thứ mà hắn muốn, và không có gia tộc lớn nào tham gia, thì mọi chuyện đều bình yên vô sự. Ông! Bỗng nhiên, ý thức của hắn bị chấn động, một dòng chữ vàng đã chạy ra, trong lúc chờ đợi, Nguyệt Thần cảm thấy nhàm chán, liền truyền xuống một bộ bí pháp, nói đúng hơn thì đó là bí quyết dung hỏa bản hoàn chỉnh của bản lúc trước đã truyền lại. Đại Hoang Viêm Quyết! Triệu Vân đọc tên của nó lên, ngay ở cái tên cũng đã thể hiện rõ bí pháp này lợi hại đến cỡ nào, lượng thông tin vô cùng lớn, giới thiệu về các cấp bậc phân chia, chủng loại và tên, cùng với pháp môn dung hợp viêm hỏa. Bên trong Đại Hoang Viêm Quyết này đều được trình bày vô cùng cặn kẽ. Hắn còn vui mừng hơn bởi vì pháp quyết này cũng là thần thông, công thủ đầy đủ. Chỉ có điều tu vi của hắn quá thấp, còn lâu mới có tư cách thi triển bí pháp này. Pháp môn này cũng thích hợp với sấm sét. Nguyệt Thần khoan thai nói, tuy tạm thời có chút không nhất quán, nhưng với thiên phú của Triệu Bân thì cũng không cần cô ta phải nói rõ, tự hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được, hỏa diệm dung hợp hỏa diệm. Sấm sét dung hợp sấm sét, đạo lý này không khó hiểu, cũng không quá huyền ảo, ít nhất thì đây cũng là miếng bánh ngọt cho tư chất nghịch thiên của hắn. Tú Nhi, thần giống như cô có phân cấp không? Triệu Bân vừa lĩnh ngộ Đại Hoang Viêm Quyết vừa hỏi, không biết là vô tình hay cố ý. Đương nhiên là có. Cấp cao nhất là những thần thánh như thế nào? Hoang thần phong đỉnh, vạn đạo tề thiên. Vạn đạo, hoang thần, Triệu Bân lẩm bẩm. Chỉ nghe đến tên của vị thần đó là đã cảm thấy chấn động, nhìn vẻ mặt của Nguyệt Thần, hiển nhiên là cô ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó. Đạo hữu, gia tộc lớn ra tay rồi kìa. Thằng nhóc tóc tím nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Bân. Triệu Bân định thần lại, liếc mắt nhìn về phía lầu ba. Sau đó, hắn lại tiếp tục lĩnh ngộ Đại Hoang Viêm Quyết. Đúng là con em gia tộc lớn đã tham gia đấu giá, nhưng trong số đó không có kẻ thù của hắn. Ít nhất là không có những kẻ đã đánh lén hắn sau sự việc ở Vọng Nguyệt Lâu, không thù không oán, nên tất nhiên hắn sẽ không quấy rối. Vẫn là câu nói đó, hắn rất có đạo đức nghề nghiệp. Cuộc đấu giá này đã đủ nóng, món đấu giá mới nhất đã chạm mốc 8 vạn lượng. Tất nhiên, so với lúc hắn đọ sức với Nghiêm Khang trước đó, thì con số này cũng không đáng kể. Cho đến lúc này, vẫn chưa có một món nào vượt quá 30 vạn lượng. Cho nên đấu giá các mới để cho Triệu Bân nâng giá ảo, hắn là thần gài bẫy chuyên nghiệp, có đấu giá các nào mà không thích đâu. 10 vạn lượng. Có người khẽ lên tiếng, món đấu giá nhanh chóng tìm được chủ nhân. Người vừa ra giá chính là Thanh Giao. Thứ mà cô ấy đấu giá được là một bộ đàn phổ, cô ấy có thể quyết đoán ra giá như vậy, cũng đủ thấy bộ đàn phổ này so với khúc thanh liên của cô ấy còn bá đạo hơn. Nào, đến lượt Đan Địa Tạng Hai Vân rồi. Lão Mập bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, giống như đã sớm biết được danh sách đấu giá. Quả như lão ta dự đoán, món đấu giá tiếp theo mà Huỳnh Nham lấy ra là một viên đan dược màu tím, chính là đan địa tạng Hai Vân, đặt bên trong một chiếc hộp ngọc được chạm khắc tinh xảo, Hai Vân bên trên cực kỳ dễ thấy, mùi thơm đan dược tỏa ra nồng nàn động lòng người. Đan địa tạng, chỉ cần nghe đến đại danh liền có thể biết tác dụng, võ tu cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong đương nhiên là thích thú nhất. Dùng một viên đan địa tạng thì tỷ lệ thăng cấp tăng tới 8 phần, còn lại 2 phần thì tùy vào cơ duyên. Triệu Bân liếc nhìn Chư Cát Huyền Đạo. Lão già này muốn có đan địa tạng, hắn mơ hồ có thể nắm bắt được dục vọng của ông ta. Đúng vậy, Chư Cát Huyền Đạo trước kia ở cảnh giới địa tạng, nhưng bị hạ xuống cảnh giới Huyền Dương, hiện tại ông ta đang nằm ở cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, bản thân lại có kỹ thuật cao, nếu như ông ta có thể dùng một viên đan địa tạng, ông ta chắc chắn có thể trở lại cảnh giới địa tạng. E rằng trận này sẽ rất khó khăn. Triệu Bân thì thầm nói, Nguyệt Thần đã báo cho hắn biết rằng có không ít võ tu muốn có được đan địa tạng, cho nên nếu muốn có được đan địa tạng cũng không dễ dàng như vậy. Theo ý của hắn, nếu như trong túi không có 10 vạn lượng bạc trở lên thì sẽ không có cửa chạm được vào nó. Đương nhiên, nếu như Chư Cát Huyền Đạo có tiền thì vấn đề sẽ khác. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt bực bội của Chư Cát Huyền Đạo, có thể thấy rõ ràng là ông ta không có đủ tiền. Chờ nó nãy giờ. Ánh mắt của ai cũng sáng rỡ khi nhìn thấy đan địa tạng, bên dưới toàn là cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong. Đan địa tạng,
giá khởi điểm 3 vạn lượng, mỗi lần tăng giá 5 vạn lượng. Huỳnh Nham còn chưa kịp nói xong thì đã có người ra giá, một phát thêm 2 vạn lượng. 6 vạn lượng. Lão Phu trả 7 vạn lượng, đan dược này ta nhất định phải có được. Chỉ có 7 vạn lượng mà muốn có được đan địa tạng sao? Ta thêm 1 vạn lượng nữa. Ngươi về ngủ sớm nằm mơ đi, ta ra giá 10 vạn lượng. Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng kịch liệt, chỉ trong vòng vài giây, viên đan địa tạng Hai Vân liền tăng giá lên đến 10 vạn lượng, hắn đã nói mà. Mấy người này lúc trước biết điều an phận, rõ ràng là muốn chơi chiêu. Một viên đan dược vừa xuất hiện, thì liền nhảy ra quá nhiều thổ hào. Triệu Bân tặc lưỡi theo dõi. Một viên đan dược Hai Vân có giá đắt đỏ như vậy, chẳng trách luyện đan sư lại được tôn trọng, hoàng tộc và thiên tông cũng không ngốc. Luyện đan sư 8-9 phần đều bị bọn họ lôi kéo, phần còn lại lưu lạc dân gian đều là dân bất nhập lưu, đây cũng chính là lý do vì sao đan dược lại khan hiếm. Vật khan hiếm đương nhiên sẽ rất đắt đỏ, như hôm nay là một ví dụ điển hình. Điên rồi, đều điên cả rồi. Thằng nhóc tóc tím không ngừng than thở, nói xong còn không quên nhìn về phía Triệu Bân. Nói không ngoa, bây giờ kể cả thần gài bẫy có ra tay thì cũng chẳng được ích lợi gì. Vì đây là đan địa tạng vô cùng cao cấp, cái gì mà thần gài bẫy, cái gì mà thần diễn xuất, đều kệ xác con mợ nhà ngươi hết. 11 vạn lượng. Chư Cát Huyền đạo ra giá, một câu bung hết cả gia tài, dù sao thì ông ta cũng chỉ có một thân một mình, không có gia tộc lớn sau lưng chống đỡ, nếu như muốn tranh đoạt với đám gia tộc lớn thì ông ta còn kém xa. 12 vạn lượng. Lại có người ra giá, chính là gia chủ của Vương gia, cũng là cha của Vương Dương. Lão ta cũng đang ở cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, cần có đan địa tạng để thăng cấp. Ngay sau khi mức giá này được đưa ra, hiện trường trở nên yên ắng hơn rất nhiều. Có rất nhiều người thầm thở dài, không phải không muốn tiếp tục ra giá, mà là do túi tiền không cho phép. Nào, đập chết lão ta. Lão mập lấy ra một sấp ngân phiếu, ít nhất cũng khoảng 2-3 vạn lượng. Ta mượn ngươi, ngày sau sẽ trả. Thằng nhóc tóc tím cũng góp bạc. Tuy ngày thường nó không đáng tin cậy, nhưng vào thời điểm quan trọng vẫn rất nghĩa khí. Chỉ có như vậy thôi. Xích Hiên cũng xách túi tiền ra, chỉ có khoảng 1 vạn lượng, xem như là chút tâm ý. 15 vạn lượng. Được viện trợ, Chư Cát Huyền đạo cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Không đủ. Triệu Bân khẽ lắc đầu, Nguyệt Thần nói, không có 20 vạn thì không thể nào đoạt được đan địa tạng, cho dù hắn có lòng muốn hỗ trợ Chư Cát Huyền đạo. Cũng chưa chắc có thể lấy được đan địa tạng, ở đây có quá nhiều thổ hào rồi. 16 vạn lượng. Quả nhiên, Vương gia lại tăng giá, nhưng lần này là do Vương Dương hô, hắn ta đang ẩn mình ở lầu 1, hiển nhiên là muốn đục nước béo cò, chỉ vì cha của hắn ta ở ngoài sáng, kẻ thù đối đầu với gia tộc của hắn ta lại có không ít, nhất định sẽ có gia tộc khác ra mặt quấy rối. 2. Chư Cát Huyền đạo thở dài một tiếng, đây đã là giới hạn của ông ta rồi. Không thể nâng giá lên thêm được nữa. Lão già này cũng rất ý thức, đan địa tạng không đoạt được, nên tiền của mấy người Xích Hiên ông ta cũng tự giác cất vào, rõ ràng là không muốn trả. Sống đàng hoàng chút đi, gương mặt của thằng nhóc tóc tím đen lại. Tên nhóc thối, không biết lớn nhỏ, Chư Cát Huyền đạo nói. Tiền đây, nói không có liền không có sao, Xích Hiên thở dài nói. Chuyện nhà mình, trở về rồi thương lượng. Lão mập vuốt râu, bộ dáng vẫn rất bình tĩnh. Lão ta bảo trở về rồi thương lượng, tất nhiên chính là giải quyết bằng nắm đấm, rất đơn giản, trả lại tiền thì bình an vô sự, còn không trả thì bọn ta sẽ trấn lột hết bạc của ngươi. 17 vạn lượng. Sau Vương Dương, lại có một lão tiền bối không rõ danh tính ra giá. 18 vạn lượng. Vương Dương nhàn nhạt hô lên, thêm 1 vạn, đập chết lão tiền bối kia. 19 vạn lượng. Vẫn có người ra giá, cũng đến từ lầu 1. Mọi người trợn tròn mắt, người vừa ra giá chính là quản sự của Liễu gia, Liễu Sĩ Nguyên. Thấy vậy, Triệu Bân mới bắt đầu ngồi ngay ngắn lại. Hắn không chắc liệu Liễu Sĩ Nguyên cần viên đan dược này, hay là do Liễu Thương không bảo lão ta mua nó. Mà điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng chính là, kẻ dám cử người đến ám sát hắn đều phải bị hút máu. 20 vạn lượng. Vương Dương hừ lạnh. 21 vạn lượng. Liễu Sĩ Nguyên cũng nhàn nhạt hô. Theo Triệu Bân, Vương gia thua xa Liễu gia về tài lực. Trong thoáng chốc, hắn cũng muốn công bố thân phận của hai người. Ở thành Vong Cổ ai cũng biết,
Liễu gia cùng Vương gia có quan hệ mật thiết, nếu như biết được hai người đang đấu với nhau có quan hệ thân thiết như huynh đệ, thì hiện trường hẳn sẽ rất náo nhiệt. Vương gia kinh sợ, 20 vạn đã là giới hạn của bọn họ. Nhìn sắc mặt của gia chủ Vương gia rất khó coi, giống như sắp chửi cha mắng mẹ tới nơi, vì cuộc đấu giá này, vì đan địa tạng, không biết lão ta đã chuẩn bị bao lâu, điều động bao nhiêu ngân lượng, nhưng vẫn không thấm vào đâu, giờ phút này, lão ta thật sự muốn biết đối phương là ai. 21 vạn lượng, còn có thể tăng giá. Huỳnh Nham mở miệng, nhìn xung quanh rồi liếc mắt nhìn lên lầu 2 và lầu 3. Một hồi lâu sau cũng không có thêm ai nâng giá. Ổn rồi. Liễu Thương không vươn vai, thoải mái vuốt râu. Nếu như không tăng, 22 vạn lượng. Triệu Bân đã lên tiếng, thanh âm vang vọng khắp khán đài. Thần gài bẫy rốt cục cũng đã ra tay rồi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn đã yên lặng rất lâu rồi, nếu như hắn không lên tiếng thì bọn họ suýt chút nữa cũng đã quên ở trong góc còn có một tên thần gài bẫy đang ngồi. Bạc tới rồi. Huỳnh Nham lên tinh thần, thần gài bẫy vẫn không chịu an phận. Vị đạo hữu này, lão phu không thù không oán với nhà ngươi. Liễu Sĩ Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Nói gì vậy chứ, đấu giá mà, ai trả giá cao thì được thôi. Triệu Bân không mặn không nhạt nói, dám phái người đến ám sát ta, cái này mà còn gọi là không thù không oán sao. Ta còn chưa tính sổ xong đâu, vậy mà còn dám tìm ta vặn hỏi. Cho dù Liễu Thương không bày mưu đặt kế cho ông đi đấu giá, thì ta cũng có thể bắt chúng không nhầm, dám trà đạp lên tôn nghiêm của Triệu gia mà còn muốn có đan địa tạng hay sao? Lần này các người nhất định phải trả giá. Chết tiệt! Liễu Thương không lạnh lùng hừ một tiếng, mới giây trước còn mỉm cười thoải mái, giây sau sắc mặt đã tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Đan dược sắp tới tay rồi mà còn bị cái tên thần gài bẫy này nhảy ra làm loạn, ta trêu chọc gì ngươi chứ? 25 vạn lượng, Liễu Sĩ Nguyên quát lên. 30 vạn lượng. Liễu Sĩ Nguyên quyết đoán như vậy, Triệu Bân cũng không hề e ngại, tiếp tục đào hố chôn lão ta. Chậc chậc. Hiện trường lại trở nên ầm ĩ, ai cũng tặc lưỡi cảm thán, xem đi xem đi. Muốn giá cả tăng vọt thì phải đợi thần gài bẫy ra tay, từ lúc khai mạc cho tới bây giờ, đây là món thứ hai đạt tới mức giá 30 vạn lượng rồi. Thật là quá giỏi. Chư Cát Huyền Đạo ho khan một tiếng, tay của ông ta giấu tiền càng chặt hơn, so với 30 vạn lượng của Triệu Bân, mười mấy vạn lượng của ông ta hiển nhiên là không thấm vào đâu. Liễu Sĩ Nguyên đã gặp khó khăn. Giới hạn mà Liễu Thương không đưa cho lão ta chính là 30 vạn lượng. Lão ta vô thức liếc nhìn lên lầu 3. Thêm, Liễu Thương không tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. 31 vạn lượng. Được sự đồng ý của gia chủ, Liễu Sĩ Nguyên thêm một vạn nữa. Công đức viên mãn. Triệu Bân gật gù thu tay, lại nhắm mắt giả vờ ngủ, Liễu gia tuy có cơ nghiệp lớn, nhưng cũng có giới hạn của mình, 30 vạn chính là giới hạn cuối cùng của Liễu Sĩ Nguyên, 31 vạn chính là giới hạn cuối cùng của Liễu Thương không thể thêm được nữa. Cha cho ta. Liễu Thương không nghiến răng nghiến lợi nói, ruột gan đau thắt, cả người trên dưới chỗ nào cũng như đang rỉ máu, tốn thêm mười mấy vạn lượng, không đau mới là lạ. Đôi lông mày xinh đẹp của Liễu Như Nguyệt khẽ cau lại, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân biết cô ta đang nhìn mình nhưng cũng mặc kệ, không phục thì cứ bung tiền ra tiếp đi. Đúng là chỉ có thần gài bẫy quyết đoán nhất. 31 vạn lượng, đây là giá cao nhất kể từ khi bắt đầu đấu giá rồi. Giá cả cao thứ hai và thứ ba cũng xuất phát từ thần gài bẫy mà ra. Mọi người tặc lưỡi không dứt, thần gài bẫy đã không gài thì thôi. Chứ đã gài thì phải gài được một số tiền cực lớn. Trận này làm thật đẹp. Người vui nhất vẫn là Huỳnh Nham, cuộc đấu giá này đã xảy ra quá nhiều điều bất ngờ. Hay là ta đổi chỗ khác đi. Thằng nhóc tóc tím ho khan một tiếng, nhìn về phía lão mập, cũng nhìn về phía Chư Cát Huyền Đạo, từ nãy đến giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía này, khiến cho họ lạnh cả sống lưng. Trách không được, bọn họ ngồi cùng bàn với thần gài bẫy. Thần gài bẫy đã gài nhiều người như vậy, làm sao mà không bị ghét cho được. Bên kia mát mẻ kìa, cút qua đó ngồi đi. Lão mập tùy tiện chỉ vào một chỗ khác rồi quát nó. Xì, thằng nhóc tóc tím xem thường lão ta, lúc ngươi có cảnh giới huyền dương tầng 1 thì ngươi còn phải sợ ông đây,
ngươi có cảnh giới địa tạng đỉnh phong rồi nên mới ngạo mạn như thế. Đọc nhanh tại Việt Reader. Ông. Trong lúc họ đang nói chuyện, đột nhiên lại có tiếng ông phát ra. Một món đồ đấu giá khác đã được mang lên, đó chính là một cây chiến kích, trên thân có khắc phủ văn sấm sét, vung một cái liền phát ra âm thanh xé gió, còn có sấm sét bắn ra. Thật là một món binh khí lợi hại. Ánh mắt của khách đấu giá đều sáng rỡ, không ít người có mắt nhìn hàng tốt, có thể nhận ra đây là một cây chiến kích phi phàm, được đúc bằng thép nguyên, hơn nữa còn là một loại thép hiếm, được lôi điện luyện qua, cho nên cây chiến kích này mới còn nhuộm lôi tức. Chiến kích lôi thiên, giá khởi điểm là 2 vạn lượng, bắt đầu đấu giá. Huỳnh Nham không dài dòng, cũng lười giới thiệu, người nào biết thì tốt, mà giả vờ biết cũng được. Đây là một món binh khí rất lợi hại, nếu như nó có thuộc tính tương thích với lão ta thì lão ta cũng đã giữ nó lại rồi. 2 vạn 100 lượng. Lão phu ra giá 4 vạn lượng. 5 vạn lượng. Cây kích này rất phi phàm, cho nên đương nhiên giá của nó sẽ càng lúc càng tăng, cuộc đấu giá diễn ra rất sôi nổi. Mua về đi, Nguyệt Thần nhẹ giọng nói. Sao cô không nói sớm hơn? Triệu Bân ho khan, nếu như biết sớm hơn, hắn nhất định sẽ có màn dạo đầu khác, bây giờ giá đã bị đẩy lên 5 vạn lượng rồi, còn muốn mua về sao? Hắn không có nhiều tiền như vậy. Mua về đi. Nguyệt Thần dứt khoát nói, cô ta cũng vừa mới nhìn ra, mặc dù cây chiến kích này không lọt vào pháp nhãn của cô ta, nhưng bên trên chiến kích có lưu lại một tia tiên lực, suýt nữa thì cô ta cũng bỏ qua nó, nếu như đã có tiên lực, thì không cần phải cân nhắc tiền bạc nữa, cho dù táng ra bại sản cũng phải mua được về. Thật là bảo bối sao, Triệu Bân ngập ngừng hỏi. Nó có thể giúp tinh thần của ngươi biến thành võ hồn, ngươi cho rằng đó là bảo bối hay? 8 vạn lượng. Nguyệt Thần còn chưa nói hết câu thì Triệu Bân đã dứt khoát đứng lên, hành động rất đột ngột, giọng nói cũng vô cùng ngang ngược, võ hồn. Chỉ có cảnh giới thiên võ mới có thể lột xác võ hồn, đó là sự tồn tại cao cấp đến bậc nào chứ? Hù chết lão phu rồi. Chư Cát Huyền Đạo cùng lão mập liếc nhìn Triệu Bân, thằng nhóc tóc tím thì đang lau rượu bị hai lão già kia phun lên trên mặt, do Triệu Bân đã làm cho bọn họ giật mình. Đổi chiêu trò rồi sao? Vì thần gài bẫy vừa ra giá, cho nên tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, lúc trước hắn đều đấu giá bằng cách diễn xuất từ đầu, màn sau diễn cho kịp với màn trước, bây giờ hắn lại đợi đến nửa đường mới lên tiếng, đúng là có chút quỷ dị, loại người thích diễn như hắn, hẳn là lại đang muốn câu cá. Triệu Bân không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh ngồi tại chỗ. Lần này hắn thật sự không diễn, có lẽ do quá kích động cho nên mới nói hớ như thế. Tất nhiên. Thật thật giả giả vẫn chẳng có ai biết được. Một loạt hành động của hắn bị các vị khách đấu giá mang ra phân tích, ai cũng cho rằng hắn lại đang chuẩn bị hại người, thần gài bẫy mà, tuyệt kỹ diễn xuất của hắn từ đầu đến giờ đã quá rõ ràng rồi. 8 vạn lượng, còn ai tăng giá không? Huỳnh Nham ho khan một tiếng, giọng nói của Triệu Bân cũng đã khiến cho lão ta giật mình. Khung cảnh trở nên yên ắng. Tất nhiên cũng có kẻ muốn tăng giá, ví dụ như Vương Dương. Liễu Sĩ Nguyên, cũng như con em của các gia tộc lớn lúc trước đã bị hắn gài bẫy, ai cũng muốn dùng bạc đập chết Triệu Bân, nhưng lại không thể làm gì được, không có ai dám xông lên, lo sợ lỡ đâu lại bị hắn gài bẫy thì sẽ không thể nào ngóc đầu lên nổi, thần gài bẫy này quá chuyên nghiệp, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Bán. Huỳnh Nham gõ búa định giá, thành thật mà nói, lão ta cũng không thể nhìn thấu được Triệu Bân. Tú Nhi, lần sau nhớ nói với ta sớm hơn đấy. Triệu Bân xoa xoa mi tâm, chỉ một khắc mà tốn hết mấy vạn lượng, hắn không mang theo đủ bạc nên chỉ có thể dùng bùa nổ và bùa tốc hành để đổi. Tuy nhiên, nghĩ về võ hồn, thì những thứ tiền bạc này cũng chẳng còn đáng để bận tâm nữa. Chiến kích lôi thiên được lấy xuống, phiên đấu giá tiếp tục. Vật phẩm đấu giá lần này là một câu quyền trượng. Một cây quyền trượng không đơn giản, dùng nó là có thể thi triển pháp thuật. Các lão bối nhìn thấy nó thì dứt khoát nhắm mắt lại. Hiển nhiên không ưa gì thứ bảng môn tà đạo này. Pháp thuật hay ho thật đấy, nhưng sức công phá hơi kém một tí, còn lâu mới bằng được nắm đấm. Lôi thứ này ra đánh nhau với người ta thì chỉ có thể đánh bổ trợ thôi, chứ một khi bị người ta áp sát, cứ đợi ăn đòn đi. Giá khởi điểm 1 vạn. Huỳnh Nham ngáp một cái. 2 vạn. 2 vạn rưỡi. 3 vạn. Không phải tất cả mọi người đều có nhãn giới cao siêu. Người muốn mua cây quyền trượng kia cũng không phải số ít, chủ yếu vì nhìn thế nào cũng thấy cây quyền trượng kia rất cao quý,
bên trên khắc hoa văn kỳ lân, đã vậy còn được khảm minh châu, toàn thân bóng loáng. Một vật như thế nhưng lại chỉ là vật phẩm tầm thường. Đẹp mã chưa chắc sẽ hữu dụng. Chư Cát Huyền Đạo hờ hững nói, chắp tay trước ngực mà gà gật. Trước khi nhắm mắt, ông ta còn liếc nhìn Triệu Bân, vị thần bịp này dường như yên phận hơn nhiều. Hết tiền rồi. Đây là lời hồi đáp của Triệu Bân. Hắn cũng có một tí xíu hứng thú với cây quyền trượng kia, nếu còn tiền dư dật, chắc hẳn sẽ đấu giá nó mà nghiên cứu, còn bây giờ cứ nhìn thôi là được rồi. Kẻ thù không đấu giá, hắn sẽ không ra tay đâu. Việc đấu giá cây quyền trượng hạ màn sau khi diễn ra không lâu. Giá cả cũng không cao không thấp, 6.2 vạn, được thiếu chủ của một gia tộc rước đi. Buổi đấu giá tiếp tục trong bầu không khí sôi sục. Đấu giá mà, không chỉ sôi nổi mà còn rất bực bội nữa. Nếu hét giá quá nhiều, người chửi đồng cũng sẽ không ít, đa phần họ ẩn giấu của mình, nên dù không tranh được cũng phải chửi cho đã miệng. Con cháu của các gia tộc lớn thỉnh thoảng mới ra tay. Mà Triệu Bân cũng xuất quỷ nhập thần, gặp lúc có con cháu của gia tộc lớn thì ắt sẽ có bóng dáng của hắn, lừa tên nào chúng ngay tên đó. Đương nhiên, con cháu của gia tộc lớn được nhắc đến ở đây đều là kẻ có thù với hắn, hoặc là từng quần ẩu hắn, hoặc từng phá cửa hàng binh khí nhà hắn, ví dụ như Vũ Văn Hạo và Hán Triều. Sau mấy chục mấy phẩm, không ít con cháu từ gia tộc lớn bị lừa. Lúc này chúng đang tranh nhau chửi thề kia kìa, tên nào cũng tỏ ra hung ác. Ánh mắt sắc bén, nhìn Triệu Bân mà nghiến răng nghiến lợi. Lão già chết tiệt thích chọc ngoáy, đừng để ôm đây tóm được, ông lừa chết ngươi. Mong muốn thì tốt đẹp thế thôi chứ đặt vào hiện thực khác nào chém gió. Định đặt bẫy thần bịp, không có chuyện đó đâu. Một khi đã bị Triệu Bân đụng tới thì không kẻ nào thắng được, không có kẻ thê thảm nhất, chỉ có kẻ thê thảm hơn. Những trận giao tranh diễn ra hết lần này đến lần khác, lần sau ngượng ngùng hơn lần trước. Có trời mới biết chúng đã bị lừa bao nhiêu bạc. Dường như thần bịp có vẻ không ưa các gia tộc lớn. Bây giờ ngươi mới nhận ra à? Gia tộc lớn ra tay thì lão ta cũng ra tay, hiển nhiên là nhắm vào gia tộc lớn. Hai từ thôi, hả hê. Khách đấu giá cũng là khán giả, mỗi khi thấy thần bịp lừa ai ắt sẽ có kịch hay, đặc sắc hơn đấu giá nhiều. Thấy gia tộc lớn nào cũng tức tối chửi thề, họ cực kỳ hả dạ. Ai bảo các ngươi vênh váo cho lắm rồi, bị hạ gục rồi chứ gì. Tên này đúng là thần mà. Tên nhóc tóc tím nhếch miệng chặt lưỡi, ánh mắt nhìn Triệu Bân vừa sùng bái vừa kính nể. Lừa bao nhiêu ngươi mà chưa thất bại lần nào, nắm bắt chừng mực quá ổn. Chỉ cần lơ là một chút thôi là tự mình đâm đầu vào. Lừa một cách trắng trợn. Lão mập cũng vừa vuốt chòm râu vừa cảm thán không thôi. Chỉ riêng điều này thôi thì vẫn có người không tin. Ví dụ như đám con cháu của gia tộc lớn, sau khi bị lừa, cảm thấy không phục, tên nào cũng muốn tìm thần bịp để luyện tập thêm. Xong việc, bao nhiêu ngân lượng trong túi đều đem đi đóng tiền học hết. Hắn có phương pháp thần thánh mà, ai đến cũng không sợ. Triệu Bân ngồi rất ngay ngắn, nếu biết hạn mức từ trước thì chớ nói gì tới một đám nhãi danh, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên võ tới đây hắn cũng lừa không chật phát nào, nguyệt thần đâu phải để trưng. Phải tặng người ta một cái lì xì to mới được. Huỳnh Nham tỏ ra thâm thúy, người vui nhất ở đây chắc là lão ta rồi, cứ đấu giá thành công sẽ được nhận hoa hồng. Nhờ công Triệu Bân mà lão ta chí ít cũng kiếm được vài vạn lượng, trong bao nhiêu lần đấu giá của thành vong cổ thì lần này tuyệt nhất. Chứ không tuyệt thì sao? Nhìn đám con cháu của gia tộc lớn kia kìa, ai bị lừa thì vẫn bị lừa, ai thổ huyết cứ thổ huyết, ai ngất xỉu tiếp tục ngất xỉu, bị một mình thần bịp lừa đến khi tổn hại nguyên khí. Chưa đi tới sau cùng đã bị đánh bại rồi, ngân lượng trong túi quả thực không nhiều nữa. Gì thế, tiếp tục đi chứ. Tên mập đen thui hô lên một tiếng, vật phẩm này đã đấu giá xong rồi mà không thấy Huỳnh Nham đưa bảo bối khác lên, lão ta cứ đứng trên đài vuốt râu. Vuốt thì cứ vuốt, lão ta còn vuốt một cách thâm hiểm, cũng không biết đang suy tính điều gì. Huỳnh Nham ho khan một tiếng, ngỏ ý với phía bên cạnh. Ngay lập tức có một tiểu tư bước lên đài. Hai tay cẩn thận bưng một hộp ngọc, thậm chí đi đứng cũng dè dặt, nhìn động tác của kẻ này cứ như thể làm rơi hộp ngọc trong tay, từ đó có thể nhận ra vật được đựng bên trong chân quý đến mức nào. Từ khi đấu giá tới nay, đây là lần đầu thấy tiểu tử trịnh trọng đến vậy. Chắc chắn là đan dược. Ngưu Anh khịt khịt mũi, tuy hộp ngọc được niêm phong kín nhưng hắn ta ngửi thấy mùi dược liệu thoang thoảng, thơm như mùi hoa quả, nồng như mùi rượu, ngửi vào mà tinh thần phấn chấn hẳn,
giống như có một dòng nước mát lành chảy khắp phủ tạng, qua một hồi lâu vẫn chưa tản đi. Hắn ta ngửi thấy thì không ít nhân tài thính như chó cũng ngửi thấy rõ ràng. Huỳnh Nham nhận lấy chiếc hộp ngọc, trước tiên phải úp úp mở mở, sau đó mới nhẹ nhàng mở hộp ngọc, có ánh sáng lóe lên, mùi đan dược ngập tràn khoang mũi khiến sinh lực dồi dào, người có mặt tại đó ngửi xong mà hai mắt sáng ngời. Đó là một viên đan màu xanh dương, đan thọ mệnh. Nói cho chính xác hơn, là một viên đan thọ mệnh ba vân, tên sao đan vậy, là đan dược bổ sung thọ mệnh, dược lực cực kỳ thuần khiết, không cần biết là lão bối hay tiểu bối, là người phàm hay võ tu, ăn vào sẽ được cộng thêm 10 năm thọ nguyên, mạnh hơn quả sinh linh không biết bao nhiêu lần. Quả sinh linh có kéo dài được thọ mệnh hay không còn phải tùy vào nhân phẩm, chứ đan thọ mệnh thì quả thực thêm được 10 năm, tiên nhân đã thử qua vô số lần rồi, không sai được. Sống được nửa thế kỷ rồi, cuối cùng cũng được thấy đan ba vân. Chắc chắn giá cả không rẻ đâu. Một quả sinh linh đã đắt như thế rồi, huống hồ là đan thọ mệnh ba vân. Không có tiền thì đừng lao lên, coi chừng bị đả kích. Tiếng nghị luận nổi lên, nhất là các lão già, ánh mắt họ nhìn đan thọ mệnh cứ nóng hừng hực, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, thậm chí có người còn liếm môi. Một viên đan thọ mệnh hơn hẳn mọi mỹ vị trên đời. Hai vân đúng là không thể bì với ba vân được. Triệu Bân khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sáng ngời. Lớn đến chừng này nhưng đây cũng là lần đầu hắn được thấy đan ba vân. Trước đó Dương Hùng từng tặng hắn một viên đan thọ mệnh, nhưng cũng chỉ có hai vân thôi. Cùng là đan bổ sung thọ nguyên, nhưng hơn kém nhau một vân thôi, dược lực đã không thể đặt lên bàn cân so sánh được rồi. Ví dụ như đan ba vân, tỷ lệ luyện ra được ở luyện đan sư lưu lạc tại nhân gian gần như bằng không, vả lại, không nói tới thuật luyện đan, chỉ tính tới đan dược luyện đan đã cực kỳ khó tìm. Cho dù có thể tìm được cũng chưa chắc đã luyện ra được. Đây cũng là nguyên nhân khiến đan ba vân cực kỳ hiếm có, về cơ bản đã bị hoàng tộc và thiên tông lũng đoạt, đợi thời điểm thích hợp mới tuồn vào dân gian để gom tiền bạc, chuẩn bị cho nhu cầu của quân đội. Khả năng của loại đan này, lão phu sẽ không nói nhiều nữa, bắt đầu đấu giá đi. Huỳnh Nham thong thả nói. Giá khởi điểm là bao nhiêu thế? Không có giá khởi điểm, Huỳnh Nham mỉm cười. 10 vạn. Vừa dứt lời đã nghe thấy một âm thanh rất điềm tĩnh, tuy không quá chói lói, nhưng vang vọng khắp sàn đấu giá. Quả thực, có giá khởi điểm hay không cũng không khác biệt gì, loại đan dược đạt tới mức độ này chính là báu vật vô giá ở dân gian. Khi nhìn người ra giá, hóa ra là một ông già không thấy rõ dung mạo. Không cần hỏi cũng biết, thọ nguyên của người này không còn nhiều, và lại đã từng ăn quả sinh linh rồi nên ăn thêm cũng vô dụng, chỉ có thể kiếm đan thọ mệnh thôi. Tuy rằng hy vọng không lớn lắm, nhưng thế nào cũng phải thử một lần. 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn. Quả nhiên, hy vọng không lớn lắm. Sau khi ông già lên tiếng, giá cả nhanh chóng leo thang. Người tham gia đấu giá là Doãn Hồn và Lâm Tà. Hai người bạn tốt ngồi cùng một bàn, một người khẽ phe phẩy chiết phiến, một người lặng lẽ thưởng trà, dù hét giá cũng rất bình thản. Nhưng đủ khiến trái tim của những người có mặt ở đó phải đập dồn dập. Nhà họ có mỏ vàng hả? Mỗi lần tăng là 10 vạn, nếu không phải gia tộc lớn thì có ma mới tin. Chúng ta hết hy vọng rồi. Những tiếng cảm thán và chặt lưỡi vang vọng khắp hội trường, Doãn Hồn và Lâm Tà bỗng chốc trở thành tâm điểm của đám đông, không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là ai cũng giật mình. Chỉ tính riêng mức giá này đã khiến vô số người nguội lòng. Ngoại trừ các gia tộc lớn. Còn ai tranh giành được chứ? Hào phóng ghê. Triệu Bân cũng cảm thán, có tiền thật tự tin, hét giá cũng thản nhiên như không. Học hỏi đi. Lão mập chắp tay trước ngực, liếc mắt nhìn lên lầu ba, nhìn đám con cháu của các gia tộc rồi nhìn lại hai vị khách đấu giá này xem. Mỗi lần lên tiếng là thêm 10 vạn nhưng tâm thế vẫn bình thản, nhìn lại mấy người, trông ai cũng như ăn nhầm thuốc nổ, chỉ cần không vừa ý sẽ mở miệng chửi thề. Cùng là gia tộc lớn mà sao tính tình khác biệt quá vậy? Đánh giá ngươi hơi thấp rồi. Doãn Hồn thản nhiên nói, câu này nói với Lâm Tà, bởi vì hắn ta cứ tưởng bản thân mình đã hào phóng lắm rồi, không ngờ vị ngồi cùng bàn này cũng có núi vàng trong nhà, 50 vạn mà vẫn dám xông lên. Khách sáo, Lâm Tà mỉm cười. Không hào phóng không được chứ, lão bối trong nhà hắn ta đang đợi viên đan dược này cứu mạng kia kìa. Chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa, tiền tài là vật ngoài thân, hết rồi còn kiếm được, chứ đan thọ mệnh ba vân rất hiếm,
gặp được cũng không dễ dàng gì, đâu thể bỏ qua chứ. Chết tiệt! Rất nhiều con cháu của gia tộc lớn đỏ ngầu hai mắt, ai cũng muốn lấy được đan thọ nguyên ba vân, thế nhưng bị thần bịp xử lý suốt từ đầu buổi đấu giá nên kinh tế khó khăn, không còn đủ sức để tranh giành nữa. Thiếu chủ, tỉnh lại đi, đến đan thọ mệnh ba vân rồi. Trên nhã gian lầu ba, rất nhiều âm thanh như vậy vang lên. Toàn là các trưởng lão trong gia tộc đang gọi thiếu chủ của nhà mình. Ngượng một nỗi, gọi mà không tỉnh. Cũng phải, làm sao mà đánh thức được người đang giả ngủ chứ? Mấy nhân tài dạng như Nghiêm Khang đã hết sạch ngân lượng. Gọi ta dậy làm gì? Định cho ông đây bực mình thêm à? Thế nên mới bảo, giả vờ ngủ là tốt nhất, mắt không thấy tim không phiền. 50 vạn, có ai tăng giá không? Huỳnh Nham khẽ nói, lặng lẽ liếc mắt nhìn Triệu Bân. Ngụ ý của ánh mắt đó rất rõ rệt, hay là, người nâng giá thêm đi. Hết tiền rồi. Triệu Bân đáp trả bằng một ánh mắt. Lâm Tà và ta không thù không oán, còn từng ra tay tương trợ, không thể nào lừa hắn ta được. Hắn là thần bịp đấy, không sai, nhưng cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ. Oan có đầu nợ có chủ, hắn chỉ lừa những kẻ không có mắt, như Nghiêm Khang chẳng hạn. Có ai thêm nữa không? Huỳnh Nham ho khẽ một tiếng, không nhìn Triệu Bân nữa mà hướng về phía Doãn Hồn, ngụ ý trong ánh mắt cũng rất rõ rệt, thêm, thêm đi chứ, dùng ngân lượng đập chết vị ngồi cùng bàn của ngươi đi. Thêm cái quần. Thần thái của Doãn Hồn bày tỏ rõ ba chữ này, ngân lượng của nhà ta cũng đâu phải được gió thổi tới, 50 vạn lượng cũng đau lòng lắm đấy. Ôi! Huỳnh Nham thở dài trong lòng, gõ búa định giá, viên đan thọ mệnh ba vân đã thành giao. Phù! Lâm Tà thở phào một tiếng, giữa chừng, hắn ta không quên liếc mắt nhìn Triệu Bân trong góc. May mà thần bịp không tham gia, nếu không, 50 vạn lượng chắc chắn không đủ để mang nó về. Ta có đạo đức nghề nghiệp chứ? Triệu Bân liếc mắt, đáp trả bằng một nụ cười sán lạn. Phiên đấu giá này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi thu đan thọ mệnh ba vân về, tiểu tư lại bưng lên một hộp ngọc khác. Vẫn là đan dược. Đây là sự ăn ý mà khách đấu giá có mặt tại đó cùng có được. Quả thực, là đan dược, mùi dược liệu thơm ngào ngạt bay khắp hội trường. Đan võ hồn ba vân. Là nó đó, đan dược áp chót đúng thật khác biệt. Lầu đấu giá hào phóng ghê. Đan dược vừa xuất hiện là hiện trường lại nóng lên hừng hực. Vẫn là mấy ông già kia, ánh mắt của người nào người nấy sáng như sao trời, có lẽ vì nhìn chăm chú quá mà chén rượu định đưa tới miệng cũng dừng khựng giữ không chung, một giây sau mới liếm môi thật mạnh, không quên nuốt nước bọt ửng ực. Không phải chém gió chứ, còn kích động hơn cả khi. Nhìn thấy mỹ nữ không mặc quần áo. Thứ đồ tốt. Triệu Bân lầm bầm. Hắn từng nghe nói về đan võ hồn, nghe tên đã biết được khả năng của nó. Loại đan này được các cao thủ đạt tới đỉnh cao của cảnh giới địa tạng yêu nhất. Nghe đồn, võ tu đạt đỉnh cao địa tạng mà được ăn một viên đan võ hồn thì sẽ có cơ hội để tinh thần lột xác thành võ hồn, tương đương với bước một chân vào cảnh giới thiên võ rồi, phối hợp cùng tu vi đạt đỉnh địa tạng, hoàn toàn có thể xứng với cảnh giới này. Các trường hợp ví dụ cũng không phải không có. Từ khi đại hạ khai triều đến nay, có đầy người xuất hiện võ hồn khi đạt tới đỉnh cao cảnh giới địa tạng, trong đó cứ 10 người thì hết 9 người từng dùng đan võ hồn, có thể thấy ý nghĩa tồn tại của loại đan này. Khi thực sự xuất hiện võ hồn thì cơ hội tiến tới cảnh giới thiên võ cũng lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, điều này không phải tuyệt đối. Cũng có rất nhiều cao thủ đỉnh cao địa tạng ăn đan võ hồn mà không ngưng kết được võ hồn. Thế nên, vẫn phải dựa vào cơ duyên. Đúng là đồ tốt. Ở bên cạnh hắn. Lão Mập và Chư Cát Huyền Đạo hai mắt sáng ngời. Hai người thì thôi, đừng mong nữa. Thằng nhóc tóc tím chắp tay trước ngực, đan dược tốt thật đấy, nhưng cũng phải có ngân lượng mới đi tranh giành được. Ví dụ như Chư Cát Huyền Đạo, đến cả một viên đan địa tạng cũng không tranh nổi chứ nói gì tới đan võ hồn. Theo hắn thấy, không có nổi 30 vạn lượng thì không thể đạt mức tối thiểu được, mà không có nổi 50 vạn lượng cũng không đấu giá được đan võ hồn. Hắn đoán không sai. Thực tế cũng đúng y như vậy, Nguyệt Thần đã nói cho hắn biết là loại đan này vô cùng đắt đỏ. Đan võ hồn ba vân, không có giá khởi điểm, bắt đầu trả giá. Giọng nói của Huỳnh Nham vang lên, bắt đầu phiên đấu giá cho viên đan này. 10 vạn. Trong phiên đấu giá không thiếu gì những người hào phóng, vừa mở miệng ra đã hét giá 10 vạn, khỏi cần nghi ngờ gì nữa, quả thực là một lão bối, mặc y phục đen tuyền,
không nhìn ra được dung nhan thực sự, nhưng có thể khẳng định rằng người này là cao thủ đạt đỉnh địa tạng, muốn dùng đan võ hồn để thử vận may. 10 vạn mà cũng đòi mua đan võ hồn. Tiếng cười nham hiểm vang lên, cao thủ địa tạng thứ hai đã ra tay, người này cũng rất lắm tiền và hào phóng, thẳng thừng nâng giá lên 20 vạn lượng, song xuôi còn liếc nhìn cao thủ đạt đỉnh địa tạng thứ nhất bằng ánh mắt thách thức. Hai người nhìn nhau, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Cũng không biết vì thấy đối phương nên khó chịu quá hay vì tia lửa tình yêu tóe ra mà họ chỉ nhìn nhau một tí thôi đã khiến sát khí bùng nổ, trông như sắp đánh nhau ngay tại chỗ. Ủa gì? Tên mập đen thui hô lên một tiếng, sát khí quá lạnh lẽo, rất nhiều người cũng chịu khổ sở, mặt mũi bỗng chốc trắng bệch, mà hắn ta cũng là một trong số đó, suýt nữa đã bị nội thương. Hai vị, định tìm con đường chết đấy à? Huỳnh Nham thản nhiên nói, tuy tu vi của lão ta không bằng họ, nhưng ý nghĩa tồn tại cực kỳ quan trọng. Nếu đã là người chủ trì phiên đấu giá này thì ở chốn ấy, lão ta chính là người to nhất. Ai dám to gan gây sự thì dù có là cao thủ địa tạng đỉnh cao cũng không thể rời khỏi lầu đấu giá này được. Nếu không ổn nữa thì sẽ lôi quân đội vào đây thôi. Về điểm này, thành chủ Dương Hùng của thành Vong Cổ sẽ phối hợp vô điều kiện. Đã tiến vào thành Vong Cổ thì lão ta chẳng sợ gì kẻ gây sự, muốn uống trà thì tới phủ thành chủ nhé. Khỏi phải nói chứ, câu này của lão ta rất có tác dụng. Hai cao thủ địa tạng định đấm nhau cũng lập tức ỉu xìu, yên phận đến kỳ lạ. 30 vạn. Chút mâu thuẫn qua đi, gia tộc lớn nhảy vào, từ trên tầng 3 có âm thanh vọng xuống. Những người này chưa từng bị Triệu Bân lừa, cũng không có thủ oán gì với Triệu Bân, thế nên mới tránh được một kiếp nạn. 50 vạn. 60 vạn. 70 vạn. Phiên đấu giá đan võ hồn bỗng biến thành trận chiến giữa các gia tộc lớn, ai cũng lắm tiền nhiều của. Trong hội trường có không ít người phải ôm ngực. Gia tộc lớn đúng là gia tộc lớn. Mỗi một lần giá cả tăng lên, trái tim nhỏ bé của các khách đấu giá sẽ nảy lên theo, chỉ nghe mức giá đã thấy đầu óc choáng váng quay cuồng. Cả đời họ chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế, nếu chất chồng lên, chắc có thể dựng được một ngọn núi nhỏ. Khụ, khụ. Hai ông già ban nãy định lao vào đọ sức đều bật ra một tiếng ho khan. Làm sao mà không ngượng ngùng cho được, chỉ với 20 vạn đã tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai, không ngại tỏa ra sát khí. Bây giờ nhìn lại, chắc hẳn là thả con tép bắt con tôm. Mà hai người họ chính là hai con tép đó, vô tình lôi ra được một đám nhà giàu. Nếu so với nhau, hai người này chẳng khác nào hai tên hề, nhảy nhót đã đời rồi thì tìm chỗ nào đó ngồi im như thóc. Ôi! Các lão bối đang chuẩn bị đấu giá đều lắc đầu và thở vắn than dài. Gia tộc lớn gom đủ tài lực cũng rất đáng sợ đấy, chỉ riêng mức giá này đã đủ đập chết vô số người, đám già đầu như họ chỉ như gợn sóng lăn tăn. Thực lực riêng lẻ của họ rất mạnh, nhưng để đối đầu với các gia tộc thì còn kém xa. 80 vạn! Doãn Hồn lại nhảy ra, một câu đã tới đỉnh, đây chính là hạn mức của hắn ta. Phen này thì các gia tộc lớn đình chiến rồi. Hay nói cách khác, họ lại ẩn mình đi, giữ gìn thực lực cho vật phẩm đấu giá cuối cùng. Đã xem nhẹ ngươi rồi. Lần này đến lượt Lâm Tà cảm thán. Khách sáo, khách sáo. Doãn Hồn mỉm cười, ban nãy tham gia đấu giá đan thọ mệnh Ba Vân chỉ để đánh lừa dư luận, thứ mà hắn ta thực sự cần là đan võ hồn, dùng 80 vạn lượng đè đầu quần hùng. Hai người này khách sáo như thế, đúng là hiếm thấy. Khách đấu giá cảm thấy. Dù ngồi chung một chiếc bàn cũng không thấy người ta chửi thề. Nếu công bố thân phận của hai ngươi. Triệu Bân xoa cằm, ý tưởng này khá mãnh liệt, nếu để cho Doãn Hồn và Lâm Tà biết được thân phận của nhau thì hội đấu giá này sẽ càng trở nên náo nhiệt hơn. Chuyện chửi cha mắng mẹ cũng chỉ là chuyện nhỏ, đợi đến lúc thượng cẳng chân hạ cẳng tay tổn thương cảm tình mới là chuyện lớn. Còn có thể tăng giá. Huỳnh Nham cười nói, bỏ qua lầu 1 và lầu 2, chỉ nhìn lên lầu 3. Giá 80 vạn lượng thì chỉ có các gia tộc lớn mới cạnh tranh được. Đáng tiếc, những gia tộc lớn trước đó bị gài bẫy bây giờ đã không còn khả năng tranh giành nữa, nhưng vẫn còn những gia tộc lớn khác mà. Cái giá này vẫn còn thấp, chẳng lẽ các người lại không tranh, ai cũng muốn chờ tới món đấu giá cuối cùng hay sao? Như vậy, đã bán. Huỳnh Nham gõ búa định giá. Món đấu giá cuối cùng. Phần lớn mọi người đều ngồi ngay ngắn. Thứ có thể lấn át cả đan võ hồn để trở thành bảo bối kết màn, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được rằng nó sẽ vô cùng bất phàm,
tuyệt đối là đan dược, đại đa số mọi người cũng đã đoán ra được nó là gì. Bọn họ chăm chú nhìn theo người đang cầm chiếc hộp ngọc lên đài đấu giá. Lần này, người cầm hộp rất thận trọng, mỗi bước chân đều rất cẩn thận, lo sợ sẽ bị ngã. Khi hộp ngọc được đặt xuống, Huỳnh Nham cũng không vội lên tiếng. Lão già này thật sự lắm chuyện, lão ta cầm tách trà lên, lắc lắc tách trà với vẻ nhàn nhã, cứ như thể chẳng có chuyện gì quan trọng đang xảy ra vậy. Không sai, lão ta đang muốn vòng vo với mọi người. Đây đã là món đấu giá cuối cùng, phải khiến cho nó có vẻ bí ẩn một chút, để khơi dậy sự quan tâm và ham muốn của người mua, điều này sẽ có tác dụng rất lớn đối với cuộc đấu giá. Lão Phu có một câu chửi tục, không biết có nên phun ra hay không. Lão Mập vuốt râu nghiêm túc nói, lão ta muốn mắng người, hơn nữa, lão ta còn muốn đánh người. Lão già kia giỏi lắm. Cả phòng đấu giá đang chờ lão ta giới thiệu, thế mà lão ta còn ngồi đó bày trò. Lão già này nếu như ở ngoài thành thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Chư Cát Huyền Đạo hít sâu một hơi nói, đánh chết là nhẹ, phải đánh lão ta nát bươm mới thỏa. Chỉ bằng chúng ta chửi chết lão ta. Không được, chúng ta đều là những người văn minh lịch sự. Thiến lão ta rồi đưa vào cung đi. Huỳnh Nham ngồi vòng vo một lúc, khách đấu giá phía dưới cũng không nhàn rỗi, ai cũng phùng mang trợn mắt, nét mặt già nua đen lại, xoa tay mắng chửi 18 đời tổ tông của lão ta. Lần đấu giá này, bầu không khí xem ra rất hòa hợp. Trước khi kết thúc còn muốn chọc giận bọn ta nữa. Bắt đầu đấu giá. Một lúc lâu sau Huỳnh Nham mới đứng dậy, xúc miệng bằng nước trà rồi nuốt xuống. Hộp ngọc được mở ra. Ngay lập tức, mùi thơm của đan dược tràn ngập khắp phòng, đó là một viên đan dược trong suốt lấp lánh như pha lê, tỏa sáng rực rỡ, ba vân trên nó còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Trời ạ, đan thiên võ. Vào lúc đó, không biết có bao nhiêu người đã đứng bật dậy, đặc biệt là những người đang nằm ở cảnh giới địa tạng đỉnh phong, ánh mắt của ai cũng nóng như lửa. Suýt chút nữa là toàn thân bốc hỏa tại chỗ, như thiếu dưỡng khí, kịch liệt thở hổn hển, bị dục vọng che mất tâm trí, rất có dáng vẻ muốn xông lên cướp đoạt. Cũng không thể trách họ, chỉ có thể trách đan thiên võ quá quý giá. Nếu như đan võ hồn có thể giúp cho cảnh giới địa tạng đỉnh phong lột xác võ hồn, thì đan thiên võ có thể giúp cho cảnh giới địa tạng đỉnh phong ngấp nghé chạm tới cảnh giới thiên võ, tất nhiên ai cũng sẽ điên cuồng vì nó. Khí thế, quả nhiên là có khí thế lớn. Đấu giá các ở thành vong cổ thật sự khiến cho lão phu kinh ngạc. Thứ đặc biệt như vậy cũng có thể bán. Tiếng tặc lưỡi vang lên không dứt, trái tim nhỏ bé của ai cũng đập thình thịch. Đứng nhìn là được rồi. Lão Mập ho khan một tiếng nói. Đứng nhìn là được rồi. Chư Cát Huyền Đạo cũng ho khan. Đứng nhìn là được rồi. Triệu Bân cũng ho khan, một viên đan võ hồn còn có giá 80 vạn lượng, thì đừng nói đến đan thiên võ. Nếu như không đáng giá 100 vạn lượng trở lên thì hắn đi đầu xuống đất, cho dù thần gài bẫy như hắn có ra tay thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Đan thiên võ kìa! Khắp nơi vang lên thanh âm cảm thán, hiện trường càng lúc càng nóng lên, gương mặt ai cũng đỏ gay giống như vừa uống rượu mạnh, đan thiên võ quá chân quý, chỉ một viên đan dược nho nhỏ là có thể giúp cho tu vi gia tăng đến cực hạn, chạm đến cảnh giới thiên võ. Ai cũng biết, trên mảnh đất này, sự tồn tại của cảnh giới đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một khi đạt tới cảnh giới đó, hoàn toàn có thể xưng bá một phương, ngay cả thiên tông và hoàng tộc cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bởi vì thế, món bảo vật này vô cùng chói mắt. Không có giá khởi điểm, bắt đầu đấu giá. Lời của Huỳnh Nham vang khắp phòng, từ đầu buổi đấu giá đến bây giờ, đó chính là lời nói ngang ngược nhất. 10 vạn lượng. Lão ta vừa dứt lời thì liền nghe có người ra giá. Không phụ sự mong đợi của mọi người, giọng nói đó truyền ra từ lầu 3. Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Triệu Bân cười lạnh liếc nhìn lên lầu 3. Bên trong gian phòng của tộc ám dạ, có thể nhìn thấy người vừa lên tiếng là một thanh niên có vẻ ngoài khá nữ tính đang nằm nghiêng trên ghế lớn, nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm, trong đôi mắt còn lóe lên một tia âm trầm. Hắn ta là Hoa Đô, thiếu chủ tộc ám dạ. Tối qua, trong số những kẻ tới làm nổ cửa hàng binh khí cũng có hắn ta. Hắn ta cho rằng mình đã ẩn thân rất kỹ. Hắn ta tưởng rằng mình đã trốn đi rất nhanh, nhưng cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của Nguyệt Thần. Sở dĩ Triệu Bân nói đã chờ hắn ta rất lâu, bởi vì từ lúc khai mạc đến giờ hắn ta vẫn chưa tham gia đấu giá món bảo bối nào,
hắn ta cũng là con em gia tộc lớn duy nhất có thủ với Triệu Bân mà vẫn chưa bị gài bẫy. Cả ngày hôm nay hắn ta không ra tay tranh đoạt, hiển nhiên là vì muốn tranh đoạt món bảo bối cuối cùng này. Đã vậy, thần gài bẫy làm sao có thể để cho hắn ta sống yên ổn được. Ngươi tốt với ta thì ta tốt với ngươi, như vậy mọi người đều tốt. Nhưng nếu như ngươi đã làm cho ông đây không thoải mái, thì ông đây chắc chắn sẽ dập chết ngươi. 10 vạn, còn ai tăng giá không? Giọng nói của Huỳnh Nham vang lên, muốn kích thích mấy gia tộc lớn. Lại không có ai muốn đấu. Hoa Đô mỉm cười âm hiểm, vẫn tính toán như cũ. Bên cạnh hắn ta có một cái bàn tính, nhà nào tham gia đấu giá, nhà nào bị gài bẫy, từng khoản tiền hắn ta đều nhớ rõ, các nhà trong tay còn dư lại bao nhiêu tiền, hắn ta đều có thể phỏng đoán, phần lớn mọi người đều đã đấu đến cạn tiền, tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng hắn ta thì khác. Cho tới tận bây giờ, hắn ta chưa từng tham gia bất kỳ trận đấu giá nào, bạc chưa bị thiếu đỉnh nào, tài lực vô cùng hùng hậu, hắn ta ẩn thân tới lúc này, chính là muốn chờ Đan Thiên Võ xuất hiện. Đấu với một đám tàn binh bại tướng, tất nhiên hắn ta có thể độc chiếm ngôi đầu. Nghĩ đến đây, hắn ta lại liếc nhìn Triệu Bân. Hắn ta cũng phải cảm tạ cái tên thần gài bẫy này đã khiến cho các gia tộc lớn khác phải tàn phế. 10 vạn lượng, còn ai tăng giá không? Huỳnh Nham nhướng mày, giọng nói lại vang vọng. Đây là Đan Thiên Võ đó. Nó quý giá đến bậc nào chứ? Chỉ có 10 vạn lượng, vậy mà ai cũng câm nín hết cả rồi, không được đâu. Không gian chìm vào yên ắng. Chuyện này, các gia tộc lớn đã nhất trí. Nãy giờ ngươi trêu đùa bọn ta cũng phải trêu đùa lại ngươi một lần. Còn phải giữ cảm giác thần bí mà. Ngươi cứ đợi đi, bọn ta không gấp. Thoải mái. Khách đấu giá đều nhếch mép cười, lần đầu tiên mới thấy các gia tộc lớn đồng lòng như vậy, trêu đùa lão già Huỳnh Nham, khiến cho lão ta hồi hộp không thôi. Đúng là một đám người không ra gì, có thể làm đủ trò. Nét mặt già nua của Huỳnh Nham đã đen lại, lão ta biết các gia tộc lớn đang cố tình vòng vo với lão ta, lại cố tình muốn lão ta biết, thật là quá phiền phức. Đương nhiên, ý tứ của các gia tộc lớn không chỉ dừng lại ở đó. Triệu Bân thấy, các gia tộc lớn bây giờ đều đang suy nghĩ phải ra giá bao nhiêu mới có thể một kích đánh bay tất cả. Bởi vì, đây chính là món đấu giá cuối cùng. Thực sự đã đến lúc các gia tộc lớn phải đấu đá với nhau rồi, hắn cứ ngồi mà quan sát. 20 vạn lượng. Cuối cùng, sau Hoa Đô, Lâm Tà là người đầu tiên giơ bảng lên, dù biết không còn hy vọng nhưng dù sao cũng phải thử một chút. 30 vạn lượng. Người trả giá thứ ba chính là Lão Mập, khiến cho mấy người Chư Cát Huyền Đạo đều giật mình nhìn sang, đặc biệt là Chư Cát Huyền Đạo, gương mặt già nua của ông ta đen lại, người vậy mà còn dám giấu bạc trong người. Cũng thường thôi. Lão Mập vuốt râu đầy ẩn ý. Ai mà không giấu sẵn chút của cải chứ? Ông đây đã đạt tới cảnh giới địa tạng đỉnh phong, cho nên dù có phải cắn răng chi ra 30 vạn thì cũng phải có được viên đan dược này. Nó là Đan Thiên Võ đấy. Lỡ đâu lại đoạt được thì sao? 40 vạn lượng. Sau khi Lão Mập tăng giá thêm 10 vạn, thì Thanh Giao lại ra giá. 50 vạn lượng. Doãn Hồn ra tay, khiến cho Lâm Tà thở dài một hơi, người đúng là có nhiều tiền. Khách khí khách khí. 60 vạn lượng. Doãn Hồn cũng không đứng vững, hắn ta đã bị U Lan đè bẹp. 70 vạn lượng, 80 vạn lượng, 90 vạn lượng. Giá cả mà U Lan đưa ra dường như còn chẳng có giới hạn, các gia tộc lớn trên lầu ba đều là nhà giàu, mỗi lần ra giá thì không chỉ thêm vào 1 vạn lượng, mà phải thêm vào tận 10 vạn lượng, mỗi lần họ tăng giá đều khiến cho trái tim của những vị khách khác giật thót. Nhà của mấy người này đều có mỏ vàng hay sao? Ngươi cho rằng các gia tộc lớn chỉ có cái danh thôi sao? Chúng ta cứ theo dõi thôi, ngàn vạn lần chớ có suy nghĩ nhiều, cho dù có muốn cũng vô ích, chờ đi, ta nói không có 100 vạn lượng chắc chắn không thể mang được viên đan dược đó về. Bảo bối kết màn, đúng là khiến cho thế tục phải kinh hãi. Tiếng tặc lưỡi thổn thức rất nhiều, có rất nhiều người thèm muốn Đan Thiên Võ, nhưng túi tiền của mọi người đa phần đều không đủ cho các gia tộc lớn nhét kẽ răng. Một khi sóng lớn vỗ tới, ai cũng đứng không vững. Trận cuối này là nơi tranh hùng giữa các gia tộc lớn. Không còn cách nào khác, đây là Đan Thiên Võ Ba Vân, có giá trị vô cùng lớn. Chết tiệt! Các gia tộc lớn từng bị gài bẫy trước đó, bây giờ đều đang nghiến răng nghiến lợi. Trong trận đấu cuối cùng này,
họ đáng ra cũng sẽ là một trong những nhân vật chính, tuy nhiên, họ đã đập tan hy vọng này từ trước. Cho nên bây giờ, họ chỉ có thể làm khán giả. Nghĩ đến đây, bọn họ ai cũng liếc nhìn Triệu Bân, sắc mặt của ai cũng vô cùng khó coi, nếu không phải vì hắn thì bọn họ cũng không khổ sở như vậy, bây giờ còn không có tư cách tham gia trận đấu cuối. Cha, cha cho ta. Câu này vang lên trong rất nhiều gian phòng, mấy gia tộc lớn không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tra ra thân phận của Triệu Bân, bất luận hắn là ai thì cũng phải chịu đựng lửa giận của các gia tộc lớn. 100 vạn lượng. Giữa lúc đấu giá diễn ra sôi nổi, Hoa Đô cười nhạt hô lên một tiếng, xem như là kết thúc. Không cần nói, 100 vạn này của hắn ta đã thực sự quật ngã được mấy gia tộc lớn kia. Theo hắn ta, bây giờ đã chẳng còn ai có thể đọ tài lực với hắn ta nữa. 100 vạn lượng, số bạc đó còn có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Lão mập tặc lưỡi, trước giờ lão ta chưa từng thấy qua nhiều bạc đến vậy. Đâu chỉ có lão ta. Ở chỗ này, người đã từng nhìn thấy qua nhiều bạc đến như vậy cũng không vượt quá 5 người. Giá này là giới hạn rồi. Có rất nhiều lão già hít sâu một hơi, không có ai còn đủ tài lực để đấu tiếp. Nhìn thấy đám người này bất lực, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Hoa Đô mỉm cười, ở trên lầu ba nhìn xuống đám người bên dưới một cách đắc ý, giống như một vị vua đang nhìn thần dân của mình. Cảm giác đứng trên đỉnh cao thực sự tuyệt vời. 100 vạn lượng, còn ai tăng giá không? Huỳnh Nham nhàn nhạt kêu một tiếng, giống như đan võ hồn được bán với giá 80 vạn, đan thiên võ này bán ra với giá 100 vạn cũng là giá mà lão ta đã ước tính sẵn, e rằng sẽ chẳng còn ai có đủ tài lực để đấu tiếp. Quả thực, mọi người đều đã im phăng phắc. Nếu không ai tăng giá thì ta thêm 1.000 lượng. Huỳnh Nham còn chưa kịp nói xong thì đã bị Triệu Bân cắt ngang. Ôi trời, nhìn thần gài bẫy kìa. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, theo dõi trận đấu giá nhập tâm quá nên ai cũng quên mất ở trong góc còn có một tên thần diễn xuất. Hắn an phận lâu như vậy, thì ra là để chờ viên đan thiên võ này sao? Tới rồi, kịch hay tới rồi. Đọc nhanh tại Vietreader. Có rất nhiều người ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt mong chờ, chuẩn bị xem một màn biểu diễn đặc sắc. Đấy chính là một cạm bẫy. Kể từ khi bắt đầu cuộc đấu giá, chỉ cần trận nào có hắn tham gia vào thì hắn luôn có được điều mình muốn, chưa bao giờ thất thủ. Đã lên giá 100 vạn lượng rồi mà vẫn dám nâng giá, đúng là chỉ có thần gài bẫy quyết đoán nhất. Chắc hắn cũng là võ tu cảnh giới địa tạng đỉnh phong chưa thăng cấp được. Cho nên hắn mới cần đan thiên võ. Điều đó cũng khó nói lắm, nói không chừng hắn chỉ đang muốn hại người thôi, tác phong của hắn trước giờ đều rất nhất quán mà. Hoa Đô muốn có được đan thiên võ thì nhất định sẽ bị hút cạn máu. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt ở bên dưới. Dập, dập chết hắn ta đi. Nét mặt Huỳnh Nham rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn. Thành thật mà nói, lão ta cũng chưa hài lòng khi bán cho Hoa Đô với giá đó, chủ yếu là nếu như giá cả có thể tăng lên nữa thì túi tiền của lão ta sẽ càng dày lên. Đã bảo mà, thần gài bẫy không cam lòng ở yên một chỗ. Thần diễn xuất ngồi trong góc sẽ luôn xuất hiện vào thời điểm quan trọng. Triệu Bân ngồi vững như núi, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn thì bình tĩnh như thế, nhưng mấy vị ngồi cùng bàn làm sao có thể bình tĩnh cho được. Hắn thực sự có nhiều tiền như vậy sao? Ngay cả Chư Cát Huyền Đạo cũng đang lẩm bẩm, vốn cho rằng hắn chỉ là thần gài bẫy, không ngờ cuối cùng hắn lại thật sự là một đại thổ hào, 100 vạn lượng. Đó là một con số lớn như thế nào chứ? Ta không có tiền. Triệu Bân khoanh tay không nói gì cả, ai nói không có bạc thì không thể hại người, hắn có thần chỉ dẫn, cho nên có thể biết được giới hạn cuối cùng của Hoa Đô, tất nhiên hắn sẽ không thể lãng phí cơ hội này. Hoa Đô đã thôi cười, nét mặt ngay lập tức trở nên âm trầm. Mới vừa rồi hắn ta còn cảm kích Triệu Bân, nhưng bây giờ hắn ta chỉ muốn đào 18 đời tổ tông của Triệu Bân lên mà mắng, 100 vạn lượng mà ngươi cũng muốn nhúng tay vào. Người gài người khác đến ghiền rồi hay sao? Hơn nữa, ông đây chọc vào người khi nào? Trong lòng Triệu Bân thầm cười lạnh, dám làm nổ cửa hàng binh khí của ta thì phải trả giá đắt. Thiếu chủ ám dạ, có tăng giá không? Sau một khoảng lặng, Huỳnh Nham liền nhìn về phía Hoa Đô nói. Thêm, 110 vạn lượng, Hoa Đô hừ lạnh nói. 200 vạn lượng, Triệu Bân nhẹ nói. Phụt, khụ khụ. Một lời của hắn khiến cho tất cả mọi người đều phun rượu ra.
không biết có bao nhiêu người bị sặc, không biết có bao nhiêu người bị phun đầy mặt. Giờ phút này, ngay cả con em các gia tộc lớn đang giả bộ ngủ cũng đều không gọi tự tỉnh. Rõ ràng bên dưới đang diễn ra một màn kịch lớn. Ông đây không nghe lầm chứ? 200 vạn. Một hơi thêm 90 vạn, thần gài bẫy muốn chết hay sao? Không được, ta phải lại hắn thôi. Hiện trường như bùng nổ, tiếng tặc lưỡi khiếp sợ vang lên liên tục, tiếng kinh hô cũng không ít, thậm chí còn có người đứng dậy, chắp hai tay như bái Phật, hướng về phía Triệu Bân ở trong góc mà lại lấy lại để. Cái tên này đúng là không sợ chết. Khóe miệng của Huỳnh Nham giật giật, lão ta biết Triệu Bân sẽ không ngồi yên, nhưng lão ta cũng không ngờ rằng Triệu Bân lại chơi lớn như vậy, dám hét giá 200 vạn lượng khiến cho ai cũng chóng mặt, kể từ khi lão ta đặt chân đến Thành Vong Cổ cho tới nay, đây chính là kẻ ngang ngược nhất mà lão ta từng thấy trong các buổi đấu giá. Bên này, Triệu Bân hờ hững lau mặt như không có chuyện gì xảy ra. 200 vạn lượng của hắn hét lên quá khủng khiếp, mấy vị ngồi cùng bàn bị dọa sợ, giật mình thon thót, đều đồng loạt phun rượu vào mặt của hắn. Ôi thần linh ơi, đây thực sự là một vị thần. Tiếng tặc lưỡi vẫn chưa dứt, mọi người đều phải nhìn Triệu Bân bằng một con mắt khác, không thể nhìn thấu được hắn, rốt cuộc là hắn muốn có được đan thiên võ, hay là hắn lại đang muốn hại người. Nếu như hắn muốn hại người, thì cái hố này quả thật đã đào quá sâu rồi, muốn bẫy chết người luôn sao? Hắn ta mới là kẻ hại người thì có. Trong lòng Triệu Bân thầm mắng. Tất nhiên là đang mắng Hoa Đô, ngươi trốn được mùng một cũng không thể trốn được ngày rằm. Lúc trước ngươi ẩn thân, không tham gia đấu giá, ngươi tưởng ông đây sẽ không bắt được ngươi hay sao? Món đấu giá cuối cùng, ta đã ra tay bắt được ngươi rồi. Như vậy cũng tốt, chỉ cần đào một cái hố là có thể chôn xác hắn ta luôn, ngược lại cũng bớt lắm chuyện. Ngươi đùa bỡn ta. Hoa Đô quát to một tiếng, hét giá cao như vậy, không nắm đầu được hắn ta mới là lạ. Ánh mắt của hắn ta vốn rất thâm sâu, bây giờ lại hằn lên rất nhiều tơ máu, khiến cho đôi con ngươi trở nên đỏ thẫm, trông vô cùng hung tàn bạo ngược. Đấu giá mà, ai ra giá cao hơn sẽ được. Triệu Bân nói thẳng, quát ta cũng chẳng sống được lâu đâu. Ta hoài nghi hắn không có nhiều bạc như vậy, là hắn cố ý muốn quấy rối ta. Hoa Đô hừ lạnh một tiếng nói, rồi nhìn sang Huỳnh Nham. Vậy thiếu chủ ám dạ muốn thế nào? Huỳnh Nham liếc mắt nhìn Hoa Đô. Kiểm tra túi tiền của hắn. Vị đạo hữu này có đồng ý không? Huỳnh Nham thu tay về, nhìn sang Triệu Bân. Không sao, Triệu Bân cười nói, nhưng lão phu cũng có một điều kiện. Không thành vấn đề. Chỉ cần hắn ta từ bỏ đan thiên võ, lão phu sẽ giao ngay 200 vạn lượng ra. Triệu Bân nhàn nhạt nói. Thần gài bẫy, không chỉ diễn xuất đại tài, mà còn rất thông minh. Ngươi muốn kiểm tra thì kiểm tra sao, ông đây không biết vặn vẹo lại à? Chủ yếu là bởi vì hắn không có tiền. Tổng số lượng bạc trên người hắn cộng lại không quá mười mấy vạn lượng. Trong trường hợp này, hắn phải vận dụng trí não của mình một chút. Trong mắt người ngoài, hắn đang đánh cược rằng Hoa Đô sẽ không từ bỏ. Nếu như hắn ta không từ bỏ viên đan dược, hắn ta sẽ không thể biết được sự thật. Những hắn ta chạy tới đây là vì đan thiên võ, làm sao hắn ta có thể dễ dàng từ bỏ được. Đối với Triệu Bân mà nói, đây cũng không hẳn là ngăn cản. Hắn biết giới hạn cuối cùng của Hoa Đô, 200 vạn lượng này còn chưa chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn ta, sao hắn ta có thể từ bỏ được. Không thể không nói, điều kiện này của hắn đã trực tiếp đánh trúng yếu điểm của Hoa Đô. Cái này cũng là do Nguyệt Thần dạy hắn. Thần linh mà, đâu phải để trưng thôi đâu. Bà đây sống biết bao nhiêu lâu rồi, dám đấu với thần sao, không bẫy chết được ngươi thì bà đây cũng không gọi là Tú Nhi nữa. Triệu Bân nói một lời, khiến cho tất cả đều im lặng. Có rất nhiều người xoa cằm, cũng có rất nhiều người vuốt râu. Điều kiện này, không quá đáng. Còn chưa định giá mà đã muốn kiểm tra túi tiền của người ta, mặt dày thế. Ngươi muốn kiểm tra thì kiểm tra sao, chuyện này mà truyền ra ngoài, mấy lão tiền bối không mắng cho mới là lạ. Hơn nữa, trong đấu giá làm gì có quy tắc như vậy? Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, bọn họ không chỉ đang xem kịch, mà cũng đang ở đây phân xử. Muốn xem tiền của người ta thì ngươi cứ từ bỏ đi. Người ta đã nói rồi, nếu như ngươi từ bỏ, người ta liền cầm ra 200 vạn lượng, lúc đó chân tướng sẽ tự rõ ràng, người ta có tiền hay không là chuyện của người ta mà, không cần ngươi nói, đấu giá các cũng sẽ tự biết cách xử lý,
nếu như hắn không có tiền thì hôm nay chắc chắn sẽ không ra khỏi đây được. Thiếu chủ ám dạ thấy sao? Huỳnh Nham nhìn về phía Hoa Đô, chậm rãi nói. Muốn xem tiền của người ta thì rất dễ, người từ bỏ đấu giá đi. Hoa Đô nghiến răng, lúc này, hắn ta tự nhiên lại có một sự thôi thúc muốn từ bỏ đấu giá. Hắn ta chắc chắn rằng Triệu Bân không có nhiều tiền như vậy. Nếu thế, đấu giá các chắn sẽ giết chết hắn. Nhưng mà nói thì dễ, lỡ đâu hắn thực sự có 200 vạn lượng mà mình lại đi từ bỏ đấu giá thì tổn thất sẽ rất lớn, đây chính là đan thiên võ đó. Thiếu chủ, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Trưởng lão tộc ám dạ nói, bị bẫy cũng không sao, quan trọng nhất vẫn là đan thiên võ, trưởng tộc còn đang chờ nó để thăng lên cảnh giới thiên võ. Nếu như trưởng tộc có thể thăng lên cảnh giới thiên võ, thì 200 vạn lượng này cũng chẳng đáng để cân nhắc thiệt hơn. Đối với tên thần gài bẫy này, thì ngày sau chúng ta lại tính sổ với hắn. Ta có thể không hiểu sao. Hoa Đô hừ một tiếng, hắn ta không phục, ai lại cam tâm tình nguyện chịu bị gài bẫy chứ. 200 vạn lượng, còn có thể tăng giá. Huỳnh Nham nhẹ giọng nói, lão ta không có thời gian chờ Hoa Đô quyết định bỏ hay không bỏ. 201 vạn lượng. Hoa Đô nghiến răng nghiến lợi, câu nói rít qua kẽ răng, nét mặt vô cùng hung dữ. Từ khi bắt đầu tu luyện đạo Pháp, hắn ta chưa bao giờ chịu thua thiệt lớn như vậy, biết rõ là bị người ta đào hố gài bẫy mà vẫn phải nhắm mắt nhảy vào. Nếu ngươi muốn có nó như vậy, thì nó thuộc về ngươi. Triệu Bân nói rất dễ dàng, hắn từ bỏ đấu giá vì đây đã là giới hạn cuối cùng của Hoa Đô rồi. Tuyệt vời! Lần này hắn gài được tận 90 vạn lượng sao? Đạo hạnh của thần gài bẫy quả thực không thấp. Xem đi! Những món có giá cao nhất đều xuất phát từ tay của thần gài bẫy. Ngươi nói xem, hắn có 200 vạn lượng trong tay thật không? Có trời mới biết, mà có hay không cũng không quan trọng, đan thiên võ đã được định giá xong rồi. Tiếng tặc lưỡi thổn thức lại vang lên khắp nơi. Triệu Bân vẫn là đối tượng được mọi người chú ý, ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ kính sợ, vẫn không biết tại sao Triệu Bân lại có thể dự đoán chính xác như vậy. Hắn thực sự có thể biết rõ giới hạn cuối cùng của đối phương sao? Nếu vậy thì thật là kinh khủng. Chúc mừng Hoa Huynh đã giành được đan thiên võ. Lúc này, lại có một nhóm anh tài tụ tập lại chúc mừng Hoa Đô. Hoa Đô không nói một lời, chỉ liếc nhìn. Giờ phút này, hắn ta cảm thấy thật nực cười, người khác giễu cợt ta cũng không nói, còn đám Hán Triều, Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo. Chết dẫm này, mặt mũi đâu mà còn tới đây giễu cợt ta nữa thế? Nói như vậy, thật chẳng ra gì. Mấy người thì hay rồi, trước khi chế giễu người khác thì nên nhìn lại mình đi, có kẻ nào không bị lừa hết sạch tiền không? Chúc mừng Hoa Huynh đã giành được đan thiên võ. Vì đây là món đấu giá có giá cao nhất, cho nên lời chúc mừng đến càng nhiều hơn. Chết tiệt! Đôi mắt của Hoa Đô đã không còn đỏ thẫm bình thường nữa. Từ đầu đến cuối, hắn ta luôn ẩn thân làm khán giả, nhìn thấy nhiều người khác bị gài bẫy. Hắn ta còn cảm thấy thích thú. Không ngờ, chính hắn ta cũng không thoát khỏi vận đen. Khi vận đen đến, hắn ta lại trở thành trò cười lớn nhất ở chỗ này. Cha, cha cho ta. Hoa Đô cũng giữ tợn nói, đều là do thần gài bẫy hại hắn ta, một khi cha ra thân phận, nhất định hắn ta sẽ không bỏ qua. Lần này giàu rồi. Hoa Đô tức giận, những người bị gài bẫy khác cũng tức giận, chỉ có Huỳnh Nham là cười ha hả. Chưa nói đến những món khác, chỉ riêng tiền hoa hồng của món cuối cùng này cũng đã đủ cho lão ta ăn rất lâu rồi. Chuyện này đều nhờ vào thần gài bẫy. Đạo hữu, có thời gian rảnh đi uống rượu không? Lão mập vuốt râu, lão ta cảm thấy mình còn phải học hỏi thủ đoạn của Triệu Bân nhiều hơn, đạo hạnh cao như vậy, không phải là thứ mà ngày một ngày hai có thể luyện ra được. Được. Triệu Bân thoải mái đồng ý, đợi đến khi trở về cửa hàng binh khí thì uống bao nhiêu cũng được. Người nào đấu giá thắng thì cầm bạc của mình ra phía sau đổi lấy bảo vật. Giọng nói của Huỳnh Nham vang vọng khắp phòng. Cuộc đấu giá diễn ra mỗi 3 năm một lần tại thành Vong Cổ đã kết thúc. Kịch hay, kết thúc rồi. Phần lớn khách đấu giá đã đứng dậy đi ra ngoài. Cụm từ kịch hay thực sự rất thích hợp. Trong cuộc đấu giá này, mọi người đã được nhìn thấy rất nhiều bảo vật, nhưng khiến cho người ta cảm thấy đặc sắc nhất vẫn là thủ đoạn của thần gài bẫy. Chuyện như vậy, mấy trăm năm mới được gặp một lần chứ. Đi thôi. Không ít người đã đi ra phía sau, cầm lấy bảo bối mà mình đấu giá được rời đi. Đi thôi.
có thể đấu giá thắng bảo bối chính là do ngươi có bản lĩnh, nhưng việc có thể mang bảo bối về nhà an toàn hay không thì cũng cần phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Sau cuộc đấu giá chắc chắn sẽ xảy ra những vụ cướp đẫm máu. Lần này cũng không ngoại lệ, đan thọ mệnh, đan võ hồn, đan thiên võ, bất kỳ một món nào cũng có thể khiến cho người khác phát điên, cho dù không đấu giá thắng thì họ cũng muốn cướp về. Triệu Bân chưa rời đi, hắn vẫn đang lặng lẽ uống trà. Hắn phải xếp hàng lấy bảo vật ở sau cùng, không còn cách nào khác, hắn không có đủ bạc, phải cầm bùa chú đi góp, chuyện này tất nhiên không thể để cho người khác biết, nếu như hắn làm không tốt thì sẽ bị bại lộ thân phận. Chờ ta!